chương 266, tên nhóc thông minh. Tưởng thiên lỗi phừng phừng lửa giận đi ra khỏi tòa nhà, mới vừa bước vào sân cỏ, đã thấy một đám người nhao nhao, sắc mặt của anh lạnh lẽo, lập tức bước nhanh tới, vạch đám người ra, nhìn thấy đường khả hình quỳ trên mặt đất, ôm đầu run rẩy không ngừng khóc, trang hạo nhiên, an an và rách cùng nhau lôi kéo con chó lông vàng, không để cho nó cố nhào tới. Cứu mạng, đường khả hình quỳ trên mặt đất, lớn tiếng khóc tôi không muốn chết. Đừng ăn tôi, Tưởng thiên lỗi không thể chịu nổi, nhìn dáng vẻ sợ chết của đường khả hinh. Tới rồi, tới rồi, tôi đánh chết nó. Tô Lạc Hoành không nói hai lời, cầm một cây gậy gôn to nhất, muốn đập xuống con chó chết tiệt. Lúc anh đang dơ lên, liền nhìn thấy một đôi lạnh lùng đáng sợ, gậy gôn dừng lại trên không trung. Anh có chút hoảng sợ nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi tức giận trợn mắt nhìn anh một cái, mới nhìn con chó cưng ở phía bên kia đang nhe răng gầm gừ đáng sợ, lạnh lùng nói Âu Di dừng lại. Mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy tưởng thiên lỗi, trong chớp mắt thở phào nhẹ nhóm, đường khả hinh cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn thấy tưởng thiên lỗi lạnh lùng tức giận đứng ở trước mặt của mình, cô oa một tiếng, hoảng sợ bật khóc. Rư ư mặc dù tâm trạng của Ozika đã bình phục, nhưng vẫn chừng mắt về phía đường khả hinh, bộ dạng rất hung hăng. Này, Trang Hạo Nhiên vẫn nắm chặt sợi dây chó, nhìn về phía tưởng thiên lỗi tức giận nói, mau ngăn con chó điên cắn người của tôi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, lại lửa giận mút trời nói: Tại sao cậu không ngăn cản kẻ điên đánh nát cửa sổ của tôi? Sắc mặt Trang Hạo Nhiên thu lại, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Audio điện tử võ tấn bền. Đường Khả Hinh vẫn quỳ trên mặt đất, mím môi, vẻ mặt uất ức muốn khóc giống. Ai dạy cô đánh gôn hả? Để cho cô đánh vỡ cửa sổ sảnh tiệc của tổng giám đốc tưởng. Trang Hạo rất giảo hoạt, lời nói xoay chuyển, chính mình mắng chửi người trước vẻ mặt đường khả hình đáng thương, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi nhìn vẻ mặt cô, càng thêm tức giận phừng phừng, vẫn đứng trên sân cỏ, lửa giận ngút trời, giống lên, cô nhìn tôi làm gì. Nói do tôi dạy cho cô, tôi còn ngại mất mặt. Cô vùng gậy gôn như vậy sao? Ánh mắt cô không nhìn thấy đây là sân đánh gôn thu nhỏ sao? Ngu hả, hôm nay thật may là tôi ngồi họp ở bên trong, nếu như đụng phải khách hàng, tôi lại phải hủy bỏ bao nhiêu thứ, mới có thể giữ được danh dự. Tôi, chấm ngoặc kép, đường khả hình lại ủy khuất quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên chớp mắt một cái, có một ý niệm hèn nhát không muốn thừa nhận sông lên óc, vẻ mặt của anh vặn vẹo, mới nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói, được rồi, tôi không ngờ kỹ thuật vung gậy của cô ấy suốt thần nhập hóa như vậy, xem ra thật là thầy giỏi có trò hay nha. Thán phục, thán phục. Cậu, chấm ngoặc kép, một người tao nhã như tưởng thiên lỗi tức giận cũng muốn chửi tục, lại muốn đi lên đánh người đàn ông này một quyền, đột nhiên nghe được con chó cưng của mình kêu, Ảng, một tiếng, anh vừa nghe âm thanh này, lập tức căng thẳng xoay người, nhìn về phía con Ozika của mình đã không còn chút tinh thần quỳ một chân trên đất, đầu hơi cúi xuống, anh sững sờ, lo lắng đứng ở trước mặt con chó cưng của mình, vươn tay khẽ vuốt ve đầu của nó, nhanh chóng hỏi, nó thế nào? An An không dám lên tiếng, chỉ liếc về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên chớp mắt một cái, Thân thể hơi nhích qua phía trước con ngựa yêu của mình, tay nhẹ nhẹ vỗ ngựa chân, muốn nó đi nhanh một chút. Truy Phong lại rất trung thành đứng ở sau lưng ông chủ, đầu cúi xuống, nhẹ nhàng tựa vào trên bả vai ông chủ. Nói, Tưởng Thiên Lỗi hung hăng hỏi. An An có chút khó xử nói với Tưởng Thiên Lỗi, lúc này. Âu Ca muốn nhào tới Đường tiểu thư, sau đó Truy Phong của tổng giám đốc trang chắc là muốn bảo vệ người đột nhiên chạy như bay tới đá Ozika một cước, nó ngã ở trên thảm cỏ lăn mấy vòng. Tưởng thiên lỗi nghe xong lời này, không thể tin nổi, sắc mặt của anh cứng rắn, đột nhiên đứng dậy, tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên rất gấp gáp, miễn cứng cười nhìn tưởng thiên lỗi, đôi tay giơ lên mới nói, ôi chao, anh đừng tức giận nha, không phải là đá một cước sao, nếu nó không đá, con chó cưng của anh sẽ tổn thương khả hình nhà tôi rồi. Chó cưng nhà tôi cũng sẽ không gây tổn thương khả hình nhà cậu. Không có mệnh lệnh, nó tuyệt đối sẽ không cắn người. Tưởng Thiên lỗi tức giận đi tới sau lưng Trang Hạo Nhiên, ngẩng đầu lên nhìn con truy phong đã không coi ai ra gì, ở trong câu lạc bộ phải có mười mấy người huấn luyện ngựa cùng chăm sóc, anh tức giận đến nghiến răng nói, nếu cậu cảm thấy không nghiêm trọng, tôi ngồi lên, để cho nó đá cậu một cước như thế nào. Ha ha ha, không cần. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên cười có chút khó coi, nói con ngựa đáng chết tưởng thiên lỗi thừa dịp trang hạo nhiên không lưu ý đột nhiên hung ác đưa chân lên đá một cái trên gối con ngựa con ngựa bị đau hí lên một tiếng ôi chao trang hạo nhiên rất đau lòng ngồi xổm xuống vuốt đầu gối con ngựa yêu của mình rất tức giận nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói cho dù anh muốn đá cũng không cần đá mạnh như vậy chứ gảy xương thì sao lúc này con ngựa của cậu đá con chó nhà tôi tại sao cậu không bảo nó nhẹ một chút tưởng thiên lỗi rất tức giận Zika giống như con trai cưng của anh, yêu còn không hết, bình thường không có việc gì đều phải dẫn nó ra ngoài dạo mấy vòng, cũng chỉ có nó mới có sức mạnh chơi đùa với mình, anh lại đau lòng không nhịn được đi đến trước mặt Zika của mình, vươn tay vuốt ve đầu của nó, nhìn nó mặc dù có chút bị thương, nhưng ánh mắt vẫn hung hăng nhìn về phía Đường Khả Hinh, sắc mặt anh liền trầm xuống, quay đầu sang. Đường Khả Hinh vẫn thật sợ hãi quỳ trên mặt đất, như cô gái Nhật bổn thành kính hoảng sợ nước mắt rơi lã trá nhìn về phía con chó kia năn nỉ nói, ô ô ô, tao thật sự không cố ý muốn tổn thương chủ của mày, mày tha thứ cho tao đi. Tao sai rồi, tao thề, sau này tao sẽ không bao giờ vùng gậy gôn lung tung nữa. Tao dùng tiền lương của tao phát lời thề. Tưởng thiên lỗi không nói nên lời nhìn cô, nhướng mày, vẻ mặt hung tợn nói, cô nói xin lỗi với người như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Đường khả hình thật đáng thương ngẩng đầu nhìn về phía tưởng thiên lỗi, hít hít lỗ mũi đỏ ao, lau lau nước mắt. Tưởng thiên lỗi hung hung chừng mắt nhìn cô, mới quay đầu nhìn về phía An An. An An ngẩng đầu lên nhìn tưởng thiên lỗi một cái, hiểu tin tức trong mắt của anh, liền gật đầu một cái, đứng dậy đi tới trước mặt của đường khả hinh, từ trong túi của mình, móc ra một thanh thức ăn chó, ngồi xổm xuống đưa cho đường khả hinh nói thức ăn chó này cho cô. Nước mắt đường khả hinh rơi lã chã, lắc đầu một cái nói tôi không đói bụng. Phốc, An An không nhịn được cúi đầu nở nụ cười. Vẻ mặt tưởng Thiên Lỗi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ vào Đường Khả Hinh, lại nhìn về phía Trang Hạo Nhiên tức giận nói, "Cậu xem đi, cậu dạy dỗ ra một đứa bé thông minh như vậy sao?" Trang Hạo Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Đường Khả Hinh, nói, "Bà cô ơi, người ta cho cô thức ăn của chó, là muốn cô cho chó ăn, không phải mình ăn." Đường Khả Hinh nghe vậy, nén nước mắt, nhìn về phía An An nở nụ cười hiền lành, quẹt mũi một cái, nói, "Có thật không?" không phải phạt tôi, cho tôi ăn sao. Thức ăn chó của tôi rất quý đấy. Tưởng thiên lỗi nhìn cô chầm chầm nói. Đường khả hình nhìn anh một cái, miệng miếu máu, lại nhìn về phía An An có chút hiền lành, lo lắng nói, nó. Nó, nó ghét tôi như vậy, tôi. Đi qua, nó sẽ cắn tôi hay không? Sẽ không, vẻ mặt An An khẳng định nhìn cô. Đường khả hình suy nghĩ một chút, liền cắn chặt môi dưới, run rẩy nhận lấy thức ăn chó, ngây ngốc đứng lên, từng bước từng bước thật cẩn thận đi về phía con chó màu vàng to lớn. Zika thấy Đường Khả Hinh đi tới, thân thể bị thương, lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Khả Hinh. cả người Đường Khả Hinh run lên, lui về phía sau, không dám tiến lên nữa. An An bất đắc dĩ nhìn về phía cô, mỉm cười nói: đừng sợ, có ông chủ ở đây, nó sẽ không tùy tiện cắn người. Cho dù tức giận, ông chủ cũng sẽ gọi nó lại, yên tâm đi đường khả hình quay đầu nhìn tưởng thiên lỗi một cái anh đang đứng ở một bên tức giận nhìn mình cô mím môi vẻ mặt khổ sở từng bước từng bước đi qua cho đến khi ngửi được mùi của con chó kia người đã đến rất gần rồi cô hết sức hết sức cẩn thận để phòng nhìn con chó kia đang ngẩng đầu lên vẫn rất không khách khí nhìn mình lom lom trái tim của cô run lên thức ăn chó trong lòng bàn tay nhỏ bé từng viên rơi xuống đất tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ nhìn cô liền cất bước tiến lên đi tới phía sau của cô nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, cùng cô cầm thức ăn chó. Đường khả hình sửng sốt quay đầu nhìn tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi vẫn rất tức giận, nhưng khuôn mặt hơi thu vẻ tức giận, bất đắc dĩ nhìn cô nói, đừng sợ. Can đảm lên, nó sẽ không cắn người. Anh nói xong, cũng đã cùng đường khả hình hơi ngồi xổm xuống ở trước mặt của Ozika, đẩy nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô ra, đem thức ăn chó đưa về phía con chó cưng. Ozika thấy chủ nhân ngồi xổm ở sau lưng khả hình, Thu lại hung hăng, đầu rũ nhẹ xuống, thè đầu lưỡi, bắt đầu nhẹ nhàng ăn thức ăn trong lòng bàn tay Khả Hinh, sau đó hàm răng nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay của cô, cả người Khả Hinh cứng ngắc, té ở trong ngực tưởng thiên lỗi, hoảng sợ đến cả người đổ mồ hôi lạnh. Đừng sợ, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi dịu dàng tựa vào phía sau lưng của cô, đỡ nhẹ cô. Đường Khả Hinh nhìn hoảng sợ, nhìn Âu Zika đột nhiên trở nên rất khéo léo ăn thức ăn trong tay mình, phát ra âm thanh nhịp nhàng thật đáng yêu. Thật thoải mái, tâm trạng của cô bình tĩnh lại. Ozika ăn xong thức ăn chó trong tay Khả Hinh, lại ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó khẽ đầu cúi xuống, đột nhiên lúc Khả Hinh đang buông lỏng thì hai chân của nó trồm trên bả vai Đường Khả Hinh, nhẹ nhàng liếm liếm khuôn mặt của cô. A, à, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh hoảng sợ thất kinh hồn vía, người ngã ra phía sau, kêu to cứu mạng. Nhưng cử động này của Ozika không chỉ có an an và rách ngạc nhiên, ngay cả Tưởng Thiên Lối cũng sửng sốt. "Ojika." chấm ngoặc kép, An An sửng sốt nhìn về con chó được lông vàng xinh đẹp, Oai Phong nhào vào trên người của Khả Hinh, không ngừng liếm mặt của cô và bàn tay nhỏ bé của cô, Khả Hinh hoảng sợ kêu to, cô sâu kín nói từ trước đến nay nó chưa bao giờ thích người thứ hai, ngoại trừ Tưởng Tiên Sinh. Tưởng Thiên Lối cũng nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt lộ ra một chút dịu dàng. Chương 267, tôi dạy cho cô ấy. Mẹ ơi, mọi người cứu tôi với. Tại sao nó không ngừng liếm tôi vậy? Chấm ngoặc kép, đường khả Hinh ngã trên mặt đất, thật sợ hãi nắm chặt tay an an, cất tiếng gào to. Ozika vẫn dính lấy người, liếm khuôn mặt nhỏ nhắn của khả Hinh, đôi chân không ngừng ôm cô, cảm giác kia giống như muốn cọ cọ ở trong ngực của cô thật lâu. a à, à à, nhanh lên, kéo ra nó đi. Khả hình thật sự rất sợ hãi kêu to. Ozika, An An nghe vậy, lập tức quát Ozika, bảo nó dừng lại. Zika không chịu dừng lại mà cúi đầu dùng mõm rụi rụi vào bụng của cô. A à, ha ha ha, Khả Hinh bị nó làm nhột, rốt cuộc không nhịn được cất tiếng cười to cứu mạng. Ha 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 ha, nhột chết rồi. chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn con chó cưng của mình cùng Khả Hinh chơi đùa vui vẻ như vậy, đột nhiên mỉm cười. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh dường như cảm thấy ý tốt của Zika, không nhịn được ôm lấy nó kêu lên, không đùa nữa, đừng ngoáy. Nhột quá, Ojika vẫn không ngừng cọ vào người đường khả hình. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn ngây người, truy phong, chậm rãi đi tới, lúc tất cả mọi người bất ngờ, nâng lên chân, đá cho Ojika một cước. Ảng, à, chấm than ngoặc kép, Ojika giống lên một tiếng, lại lăn mấy vòng, nó lập tức bò dậy giống như mãnh thú. Nhanh như tia chớp sông về phía, truy phong, an an và rách kinh hãi ôm lấy thân thể của nó, Truy Phong lập tức đi trở về sau lưng ông chủ, Trang Hạo Nhiên sửng sốt có chút không nói nên lời nhìn về phía trước. Tưởng Thiên lỗi lại tức giận đứng lên, nhanh chóng đi về phía Trang Hạo Nhiên, chỉ vào con ngựa đáng chết của anh, nói: "Thật là chủ loại gì, súc sinh loại đó. Cậy vào bản thân cao lớn như trâu bò, ngày ngày chơi ám toán." "Ai, anh nói không đúng rồi, chẳng lẽ tôi nói Âu Ca nhà anh vóc người thấp nhỏ, vóc người của anh cũng thấp nhỏ sao?" anh rõ ràng cũng cao 1m9 mà. Truy phong nhà chúng tôi nhìn thấy Ozika nhà anh dính lấy khả hình như vậy, có thể nó cho rằng có người khi dễ cô ấy, tới bảo vệ cô ấy chứ sao. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên muốn dàn xếp ổn thỏa, đề phòng tưởng thiên lỗi đá lén. Nếu nó có bản lãnh, đừng trốn phía sau cậu, tưởng thiên lỗi lạnh lùng nói. Đó là nó cảm thấy ông chủ nó có bản lãnh. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nói xong, rất thức thời ngậm miệng. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi hận muốn bóp chết trang hạo nhiên, tức giận muốn bốc khói. Anh đừng tức giận mà, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên đột nhiên mỉm cười, nhìn đường khả hinh vội vàng bò dậy, thấy Osika lại muốn chạy tới, cô vẫn hơi sợ nó cắn mình, liền bước nhanh tới phía trước, sau đó thấy Osika đột nhiên đưa hai chân lên, gần bằng khả hinh rồi nhảy tới phía trước. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đường khả hinh trợn to hai mắt, nhìn bộ dạng buồn cười của nó. Không nhịn được bật cười ha ha. Truy phong, thấy tưởng thiên lỗi mới quay đầu nhìn về phía chó cưng của mình, nó lập tức từ sau lưng ông chủ nhảy ra, lại muốn nâng vó. Grogu, Ozika không mắc mưu nữa, lại hung hăng xoay người, xù lông lên, muốn nhào tới. Tưởng thiên lỗi không ngăn cản. Truy phong, vèo một tiếng, giống như nhanh như tia chớp, bay về phía trước chạy đi. Ozika cũng chạy như bay theo phía sau nó. Cứ như vậy, hai con thú như tia chớp rượt đuổi nhau ở trên đồng cỏ, Jack và An An, cùng một nhóm người huấn luyện ngựa lập tức chạy theo tới phía trước, muốn kéo cả hai con vật vô cùng hung mãnh. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng nhau đứng ở một bên, đều nhìn về phía con ngựa yêu và chó cưng của mình phóng nhanh như tia chớp, ánh mắt sắc bén của bọn họ cùng nhìn tốc độ của chúng nó. Đường Khả Hinh cũng đứng ở một chỗ khác, thật căng thẳng nhìn, truy phong, đang phi nhanh về phía trước, bị Ozika đuổi rát không buông, nó vẫn rất tao nhã giữ vững tốc độ của mình, không để cho con chó đuổi theo, cũng không bỏ xa nó nhiều. cô bị thu hút bởi dáng vẻ tao nhã của nó. Truy Phong nhanh chóng phóng về phía bên này, chạy đến trước mặt của Đường Khả Hinh. đột nhiên ngẩng mặt lên trời hí một tràng dài. Đường Khả Hinh giật mình. Ojika chạy đến trước mặt của Đường Khả Hinh, đột nhiên đứng người lên, lăn một vòng như quả cầu tuyết, rồi chạy như bay qua bên cạnh Trang Hạo Nhiên, giống lên một tiếng. Trang Hạo Nhiên giật mình, lùi về phía sau một bước, tức giận nhìn chằm chằm con súc sinh này. Căn Dặn Lâm Sở Nhai ở sau lưng, hung hăng nói: "Ngày mai tìm cho lão tử một con chó ngao tây tặng, tôi xem con chó chết tiệt này còn dám sủa loạn người hay không." Nó cho rằng chỉ có nó mới có hàm răng sao? Tưởng Thiên Lỗi đứng ở một bên, cũng căn dặn Trần Tuấn Nam ở sau lưng, hung hăng nói: "Ngày mai tìm cho tôi con hãn huyết bảo mã, tôi muốn giống ngựa thuần chủng, làm chuồng bên cạnh con súc sinh kia." "Vâng," Trần Tuấn Nam nhịn cười, đáp lời. Phía trước hai con vật bị từng người kéo lại, thật vất vả mới tách bọn chúng ra, dắt đến một bên, khóa lại. Tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên bắt đầu bình tĩnh vung gậy gôn, thử cầu. Đường khả hình đứng ở một bên, nhìn thấy tưởng thiên lỗi cầm gậy gôn của mình hài lòng, ném cho nhân viên kéo bao gậy, còn mình đi đến phòng thay đồ, lúc đi qua bên cạnh cô thì liếc cô một cái, cô im lặng cúi đầu. Tưởng thiên lỗi cũng rất không khách khí đi tới trước mặt của đường khả hình, chỉ vào một nóc tòa nhà hình tròn nơi xa, nói cô nhìn thấy được chỗ kia cơ không thấy được, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn anh, ngây ngốc đáp lời. Tưởng thiên lỗi gật đầu một cái, sau đó chỉ vào cửa sổ đầu tiên ở tầng một nói, tôi thay quần áo ở chỗ đó. Chấm ngoặc kép, ồ, chấm ngoặc kép, đường khả hình vẫn có chút không hiểu quay đầu, nhìn về phía tưởng thiên lỗi, ngây ngốc nói anh. Muốn đi nơi nào thay quần áo, tại sao phải nói cho tôi biết? Phốc, tất cả mọi người cũng không nhịn được bật cười. Tưởng thiên lỗi nén giận, nhìn người đang ở trên mây này nói một chút nữa vung gậy với sếp của cô thì đừng có vô ý đánh về hướng kia biết không mặt của đường khả hinh đỏ lên lên nhắc mí mắt nhìn anh tưởng thiên lỗi hung ác trợn mắt nhìn cô một cái mới xoay người sải bước đi về phía trước bọn đông anh lập tức đi theo phục vụ trang hạo nhiên không nhịn được cười đứng ở điểm phát bóng thử vung gậy đường khả hinh lại bị tưởng thiên lỗi khinh bỉ thẹn thùng một phen cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu đi đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, tức giận nói, đều tại anh. Nói tôi có thể tùy tiện vung gậy, anh nhìn xem. Tôi đã gây hỏa. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn đường khả hinh không nhịn được cười nói, ai bảo cô. Học nửa vời, rõ ràng do cô vung gậy không đúng. Tôi đã đánh cầu đi rồi. Đường khả hinh tức giận nói. Cô đưa cơm cho người khác ăn vào bụng, cũng gọi là ăn cơm sao. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên cười nói xong, liền cầm quả cầu, thử vung cho Khả Hinh nhìn, nói cô xem đây, lúc này tôi rõ ràng nhìn thấy cô vung về phía rừng cây, sau đó cô lại vung cầu về phía bên trái, tại sao như vậy? Đây là do tư thế cô vung gậy không đúng, nhận biết phương hướng không chính xác. Nên mới như vậy, chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên cầm gậy, làm bộ nhẹ nhàng xoay tròn, lại nói với cô, nhìn thấy chưa? Lúc vung gậy, eo và sức trên cánh tay tạo thành một đường thẳng. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói tôi biết rồi biết thật rồi hả trang hạo nhiên nhìn về phía cô hỏi lại cô chắc chắn chứ ừm đường khả hình dùng sức gật đầu tốt tới phiên cô thử một chút trang hạo nhiên không nói hai lời đem gậy gôn đưa cho đường khả hình đường khả hình nhanh chóng nhận lấy gậy gôn sau đó hít sâu một hơi đứng ở trước điểm phát bóng nhìn về phía rừng cây nhỏ xa xa trang hạo nhiên đứng ở sau lưng cô nắm nhẹ bả vai và cánh tay của cô, rồi quan sát tư thế của cô, hài lòng cười gật gật đầu nói, ừm. Không tệ, tốt, vung cầu, vị trí cửa hàng phía trước rừng cây nhỏ. Đường khả hình không nói hai lời, cầm gậy gôn lên, vừa vung vừa nhìn về phía rừng cây nhỏ nơi xa, dùng sức hết sức vung gậy gôn thật mạnh, vút một tiếng, quả cầu vèo một tiếng bay về phía trước, bay qua rừng cây nhỏ, trực tiếp hướng về phía cửa sổ đầu tiên lầu một tại nóc tòa nhà hình tròn, dầm một tiếng, lửa bắn tung tóe, thủy tinh vỡ ra, bắn thẳng vào. Gậy gôn rớt trên mặt cỏ. Đường khả hình muốn khóc, trừng lớn con ngươi, miệng há to, nhìn về phía đó, quả thật có cảm giác không thể tin được. Đường khả hình, trong nhà truyền đến tiếng giống giận. Đường khả hình chờ mắt nhìn tưởng thiên lỗi phừng phừng lửa giận mặc quần áo đánh gôn màu đen, hung hăng đi ra ngoài, trên trán giống như có hơi sưng hồng, cằm của cô rớt xuống, thật sự rất uất ức đáng thương, vô sỉ, chân mềm nhún quỷ gối trên cỏ, nhìn về phía tưởng thiên lỗi, liên tục nói tôi sai rồi, không còn hơi sức, vẻ mặt như bị táo bón, hoa hoa khóc. Quả nhiên cái chán của tưởng thiên lỗi trúng chiêu, sưng lên một cục đỏ tươi, nhìn quái nhân trên đất, tức giận nói có phải mắt cô mù rồi hay không? Chấm hỏi ngoặc kép, tôi cũng hy vọng tôi bị mù. Chấm ngoặc kép, đường khả hình bật khóc nói. Ai, ai, ai? Trang hạo nhiên vội vàng đi lên trước, ngăn ở trước mặt của đường khả hình, giúp cô nói chuyện, cười nói anh đừng tức giận cô ấy mới vừa vung gậy chính xác nhưng tôi quên một chuyện đều là lỗi của tôi chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi tức giận trợn chừng mắt nhìn anh tôi đưa gậy sai rồi chấm ngoặc kép trang hạo nhiên cười nói thật sao tưởng thiên lỗi nhìn trang hạo nhiên mắt nóng lên cố nén lửa giận nói ý của cậu là cô ấy cầm gậy gôn chính xác cũng sẽ không có chuyện gì sao cậu chắc chắn chứ tôi chắc chắn Trang Hạo Nhiên gật đầu chắc chắn. Tốt, cậu đứng nghiêng 90 độ ở trong cửa sổ chờ đi, tôi dạy cho cô ấy vung gậy. Dạy cô ấy vung chính xác về phía hàng cờ trắng bên rừng cây nhỏ. Tưởng Thiên Lỗi nói ngay. À, Trang Hạo Nhiên giật mình kêu lên, chương 268 cô cố ý. Trang Hạo Nhiên đứng ở trong phòng thay quần áo nho nhỏ, nhìn về phía cánh cửa sổ cực lớn trước mặt, mình giống như phạm nhân, khàn giọng hô hào ra bên ngoài, Khả Hinh Cô ngàn vạn lần không được quên mất, lúc ấy tổng giám đốc tưởng không nghĩ tới cô, là ai nhặt cô về hoàn cầu, cô ngàn vạn lần không được quên đó. Anh khàn giọng la hét, rất thâm tình, rất kích động, rất xúc động. Rất nhiều người đứng ở trên đồng cỏ, căng thẳng nhìn. Bốn người lâm sở nhai nuốt một ngụm nước bọt, thật căng thẳng nhìn về phía trước. Đường khả hình nắm gậy gôn, cũng rất đáng thương nhìn về phía cánh cửa sổ nơi xa, cắn môi dưới, Suy nghĩ lúc này quả cầu làm sao bay về phía cánh cửa sổ đó. Đáp án này, Trang Hạo Nhiên biết, dĩ nhiên Tưởng Thiên Lỗi cũng biết. Bởi vì cô vung gậy chỉ thiếu 90 độ, cho nên bóng mới có thể lệch khỏi phương hướng. Tưởng Thiên Lỗi thầm dễ chịu trong lòng, đứng ở một bên, hết sức chậm rãi mang bao tay trắng, từng bước từng bước đi về phía đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cầm quả cầu, thật căng thẳng nhìn bộ dáng Tưởng Thiên Lỗi như đã có tính trước, nói tổng giám đốc Tưởng anh có thể bảo đảm tôi không vung về phía cánh cửa sổ kia sao? ừ chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi rất hả hê đường khả hình nhìn anh nói anh gạt người không biết tôi sẽ dạy cho cô vung gậy chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi ho khan một tiếng nhịn cười đường khả hình nhìn bộ dáng anh càng cẩn thận nói nếu tôi lại đánh vỡ cánh cửa sổ đánh chúng tổng giám đốc tôi sẽ phải rời khỏi chỗ này rồi chấm ngoặc kép người ta nói rất đáng thương ừ chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lại trở nên không có tim không có phổi. Vẻ mặt đường khả hình vẫn muốn khóc. Bốn người lâm sở nhai thật lo lắng nhìn về phía đường khả hình, nói, khả hình, cô phải suy nghĩ kỹ, tổng giám đốc đối xử với cô rất tốt. Người ta rõ ràng đang sống, nếu như có chuyện không may, anh ấy chưa có con cái, chưa có vợ, còn chưa lập di chúc cô có chừng mực đấy. Chấm ngoặc kép. Vâng, đường khả hình rất chắc chắn gật đầu một cái. Bắt đầu đi chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi giống như thầy giáo của người ta, đi tới phía sau của cô, nắm nhẹ hông của cô, vẫn nghiêm túc dậy, mở hai chân ra rộng bằng vai, cách cầm gậy gôn, sai rồi. Chấm ngoặc kép, đường khả hình sững sờ, cúi đầu nhìn hai tay của mình đan nhau, nói, không có. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi cúi người xuống, ôm nhẹ đường khả hình, hai tay nắm đôi tay của đường khả hình, sau đó để cho hai đầu ngón tay cô co lại, mới nói, như vậy mới có thể bảo đảm lúc cô vung gậy, lực cánh tay và lực gậy gôn thống nhất nhau. Chấm ngoặc kép. Ồ ồ ồ, đường khả Hinh lập tức gật đầu một cái, có chút yên tâm, cảm thấy tưởng thiên lỗi rất nghiêm túc dạy cho cô. Tưởng thiên lỗi rất nghiêm túc chỉ vào vị trí hàng cờ trắng trước mặt, nói, mắt nhắm ngay mục tiêu. Kiểm tra đối chiếu cự ly, sau đó sẽ vung gậy. Hiểu chưa? Khả Hinh. Tiếng của Trang Hạo Nhiên từ chỗ đó chuyển đến, kêu to lời của tổng giám đốc tưởng cô đừng quá tin tin phân nửa là được biết không đường khả hinh sừng sốt ngẩng đầu lên nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói anh không có nghiêm túc dạy cho tôi nếu cô không tin tôi cô có thể vung gậy về phía cửa sổ đó tưởng thiên lỗi nhìn đường khả hinh đường khả hinh đang suy nghĩ muốn vung tự do bởi vì cô bắt đầu có chút không tin anh khả hinh chấm ngoặc kép trang hạo nhiên từ cửa sổ truyền tới cô ngàn vạn lần không được nghĩ đến vung tự do đấy đường khả hình thật khó xử bất đắc dĩ nhìn về phía cánh cửa sổ đó đóng cửa sổ chỗ tổng giám đốc trang lại cho tôi chấm ngoặc kép như vậy hiệu quả đánh vỡ thủy tinh mới rõ ràng tưởng thiên lỗi xoay người vẻ mặt có chút hài lòng vâng bảo vệ vội vàng chạy tới đóng cửa sổ nơi trang hạo nhiên đứng tưởng thiên lỗi không nói thêm gì nữa chỉ ngồi tại chỗ bưng một ly trà sâm, nhẹ nhàng thổi thổi, bắt trước thái độ nhàn nhã của Trang Hạo Nhiên lúc này, nói, được rồi, cô có thể vung gậy. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nắm gậy gôn, quay đầu lại, cao mày nhìn về phía anh nói anh. Anh, anh dậy xong chưa? Tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn về phía đường khả hình nói, cô muốn học được tuyệt kỹ của tôi, phải mất một thời gian, mặc dù tôi có thời gian này, nhưng tổng giám đốc trang không đợi được. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình chừng mắt liếc nhìn anh một cái, hít thở sâu, cầm gậy gôn lên, kết hợp phương pháp của hai tổng giám đốc mới dạy cho mình, mới vừa muốn vung gậy lên, Tào Anh Kiệt không nhịn được nhắc nhở cô, lúc cô vung gậy thiếu 95 độ, cho nên bóng mới bị lệch. Biết không, phải vung đủ khoảng cách này. Chấm ngoặc kép. À ồ, đường khả hình nghe vậy, thì ra là nguyên nhân này, cô lại hít sâu một hơi, cắn chặt môi dưới, tay cầm gậy gôn, nhẹ nhàng đong đưa qua lại, nhớ lời của Tào Anh Kiệt. Mở chừng hai mắt, lập tức vung gậy gôn lên, muốn xoay tròn 480 độ, nhưng mới xoay hơn phân nửa vòng tròn, ôm một tiếng, vung gậy gôn lên, veo một tiếng, bóng bay về phía trước đi ra ngoài, quả bóng nhanh chóng bay qua rừng cây nhỏ, bay qua nóc tòa nhà hình tròn, xoay một vòng tròn xinh đẹp, sau đó quả bóng nhanh chóng quét qua trước mặt mọi người. Cốp một tiếng, đánh vỡ ly trà sâm trong tay tưởng thiên lỗi. Lần này tưởng thiên lỗi thật sự sợ ngây người, tay chống không không thể tin nổi nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình cũng không thể tin được nhìn về phía tưởng thiên lỗi, nhìn lại cái ly bị đánh vỡ trong tay anh và quả bóng một cái. Cô, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi cắn răng, nghiến vang lên tiếng lách cách, nói kiếp trước cô và tôi có thủ oán đúng không? Cô hận tôi như vậy sao? Cô cố ý phải không? Đôi chân đường khả hình mềm nhũn, lại quỳ xuống đất, cầu xin tha, khóc nói tôi không phải cố ý. Tôi sai rồi, chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi tức giận phừng phừng vội vàng đứng lên, hận muốn thả Ozika ra ngoài, cắn chết cô gái không nhận biết phương hướng này. Lúc này Trang Hạo Nhiên đè lồng ngực chạy đến, cười đến mắt cũng không nhìn thấy đường, đi tới trước mặt của đường khả hình, giống như một đôi vợ chồng hoạn nạn có nhau, ôm nhau nói cô làm tôi sợ muốn chết. Tôi còn tưởng rằng tôi không nhìn thấy cô nữa. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình vừa vỗ sau lưng Trang Hạo Nhiên, ánh mắt đáng thương vừa nhìn về phía tưởng thiên lỗi lúc này cô đánh quả cầu về phía kia hàng cờ trắng nhỏ hả trang hạo nhiên thật kích động nắm chặt bả vai đường khả hình hỏi đường khả hình không dám nói lời nào chỉ rất ủy khuất nhìn anh trang hạo nhiên sững sờ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn thấy ly trà sâm tan vỡ còn tưởng thiên lỗi tức giận đùng đùng anh ồ một tiếng kêu lên mạnh như vậy sao tưởng thiên lỗi lập tức đi tới giống như vặn một con gà nhấc đường khả hình lên tức giận hỏi nói có phải cô cố ý hay không? Đường khả hình rất đáng thương co rúm người, lắc đầu một cái. Trang hạo nhiên rất hả hê muốn đẩy tưởng thiên lỗi ra. Cút, tưởng thiên lỗi rất tức giận nói. Ôi chao, anh đừng tức giận mà. Trang hạo nhiên lại ngăn ở trước mặt của đường khả hình, vẻ mặt vẫn cười thật vui vẻ nói. Anh nhìn đi, bộ dáng cô ấy vô tội đáng thương, làm sao anh có thể xuống tay? Tôi nghi ngờ hai người các người thông đồng để chỉnh tôi tưởng thiên lỗi lại tức giận nói đường khả hình thật đáng thương khóc nói tôi không có kỹ thuật đó chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi cắn chặt răng nhìn đường khả hình lại muốn mắng chửi người nhưng trang hạo nhiên lập tức ôi một tiếng nhìn cái chán của tưởng thiên lỗi bị thương nói trời ạ à. anh nhìn cái chán một chút đi bị thương rồi đánh mạnh quá người đâu vâng chấm ngoặc kép đông anh vội vàng đáp lời mau lấy thuốc bôi cho tổng giám đốc tưởng trang hạo nhiên nói vâng chấm ngoặc kép, Đông Anh đáp xong, lập tức đi về phía chỗ ngồi của tưởng thiên lỗi, thấy đồng nghiệp câu lạc bộ đã đem cái hòm thuốc để lên bàn, cô vội vã cầm lên, xoay người nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi vẫn rất tức giận đứng tại chỗ. Đông Anh lập tức nhìn về phía đường khả hình nháy mắt. Đường khả hình thấy ánh mắt Đông Anh, liền có chút hiểu rõ, thật đáng thương đi tới trước mặt cô, nhận lấy cái hòm thuốc, trở lại trước mặt của tưởng thiên lỗi, liếc về phía anh tưởng thiên lỗi cũng lạnh lùng nhìn cô. Đường khả hình khẽ cắn môi dưới, cúi đầu, nói tổng giám đốc. Anh ngồi xuống đi, tôi bôi thuốc cho anh. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lại không có để ý tới cô, vẫn lạnh lùng xoay người, ngồi tại chỗ. Đường khả hình nhìn anh một cái, cẩn thận tới bên cạnh anh, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhưng mặt nhìn chán của anh, thật sự sưng lên rất đỏ, cô ngượng ngùng nhìn anh. Tưởng thiên lỗi cũng không còn tức giận nữa, nhìn cô. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, khẽ mỉm cười, cầm gậy gôn lên, cùng bọn lâm sở nhai chơi bóng. Đường Khả Hinh nhìn tưởng thiên lỗi nhẹ nhàng nói, tôi bôi thuốc cho anh. Chấm ngoặc kép, giọng nói thật dịu dàng. Tưởng thiên lỗi chớp mắt một cái, cũng không lên tiếng. Đường Khả Hinh mới vừa muốn mở nắp chai thuốc sát trùng, lại phát hiện nơi cổ tay phải của anh bị thủy tinh cắt một miệng nhỏ, cô khẽ kêu một tiếng. Tưởng thiên lỗi nghe tiếng kêu, liền quay đầu nhìn về phía cô ánh mắt đường khả hình hơi lộ ra đau lòng, lấy nước sát trùng trong cái hòm thuốc, mở nắp, lấy bông băng, thấm nước sát trùng, nâng nhẹ tay của anh, đặt trên ghế, thấm bông băng vào vết thương của anh, nhìn miệng vết thương sủi bọt màu trắng, cô lập tức cúi xuống thổi nhẹ lên miệng vết thương. Tưởng thiên lỗi quay đầu nhìn cô, đường khả hình chăm chú nhìn bò thuốc tan đi, mới lấy băng keo, nhẹ nhàng xé ra, ngón tay thật dịu dàng chạm vào lòng bàn tay của anh. Nhẹ nhàng dán băng keo trong suốt vào trên bàn tay anh, lại đưa ra ngón trỏ đè nhẹ. Tưởng thiên lỗi yên lặng nhìn ánh mắt cô rất chăm chú, lấp lánh ánh sáng dịu dàng, trong lòng dâng lên xúc động. Đường khả Hinh ngẩng đầu lên, đôi mắt to trong suốt nhìn anh. Anh quay đầu đi. Đường khả Hinh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng, cầm thuốc, nhìn khuôn mặt kiên nghị của anh, dịu dàng nói bôi thuốc một chút nhé. Chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi cũng không nhúc nhích. Chương 269, trả cô ấy lại cho tôi. Đường khả hình không dám nói nữa, chỉ nhẹ nhàng lấy hộp thuốc, mở nắp ra, cầm bông băng thấm một chút thuốc, rồi nghiêng mặt nhìn anh, hơi dịu dàng nói tôi sắp bôi thuốc. Anh phải nhịn đau nha, chấm ngoặc kép, tôi không có yếu ớt sợ đau như cô, tưởng thiên lối quay đầu lại, không khách khí nhìn cô, tức giận nói. Đường khả hình không dám lên tiếng, chỉ thật cẩn thận cầm bông băng, vươn tay, xoay nhẹ khuôn mặt kiên nghị của anh đối diện mặt mình, nhìn thoáng qua hai mắt anh, cô có chút mất hồn, tưởng thiên lỗi cũng nhìn đôi mắt to ôn nhu xinh đẹp của cô, con người khẽ chấp một cái. Đường khả hình có chút căng thẳng, thở nhẹ một hơi, khẽ cắn môi dưới, ngẩng đầu lên, cầm bông băng nhẹ nhàng bôi lên vị trí xương đỏ trên trán anh. Tưởng thiên lỗi khẽ nhíu mày. Cô lập tức thật căng thẳng nhìn anh. Tưởng thiên lỗi chấp mắt, ở khoảng cách thật gần nhìn cô. Khả hình cũng có chút lo lắng nhìn anh. Mặt của anh đã bình phục lại, cô liền im lặng cầm bông băng nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương của anh, có chút đau lòng nói, thật là, tôi làm sao đánh chính xác như vậy chứ? Thật quá mức, đây là mình trách phạt mình. Trên mặt của anh hiện nụ cười. Đường khả hình lại cầm bông băng, thấm một chút nước thuốc, bôi lên trán của anh, cảm nhận được anh cười, trên mặt mình cũng không nhịn được hiện lên một chút vui vẻ, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, lên men, đưa ngón áp út nho nhỏ, xoa nhẹ trên trán của anh, tiếp xúc với da thịt của anh, thân thể của cô nhất thời bắt đầu căng thẳng. Tưởng Thiên Lỗi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Khả Hinh sát vào mình, mắt to xinh đẹp lấp lánh nhẹ nhàng trước một cái, tóc ngắn nhẹ che đi vết sẹo màu hồng bên má trái. Anh nhìn chăm chú nơi đó, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên chạm vào khuôn mặt của cô. Cô như bị điện giật, hơi quay đầu đi, căng thẳng nhìn anh, không muốn anh nhìn thấy vết sẹo của mình. Tưởng Thiên Lỗi vẫn nhìn má trái của cô, trái tim đường Khả Hinh đập thình thịch, lập tức nhớ tới đoạn tình cảm đáng sợ kia nhanh chóng cất cái hộp thuốc, nói, được rồi. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lại nắm chặt cổ tay của cô. Cô có chút căng thẳng nhìn anh. Cô chắc chắn chứ, tưởng thiên lỗi nhìn cô, đột nhiên hỏi. a à, chấm ngoặc kép, tâm trạng đường khả hình có chút kích động nhìn anh, gật đầu nhẹ. Tưởng thiên lỗi vừa nhìn cô, vừa buông tay ra. Đường khả hình im lặng đầy hộp thuốc, bỏ hộp thuốc vào cái hòm thuốc, nhẹ nhàng đóng lại, không ngờ mới vừa xoay người, đã nhìn thấy Ozika được thả ra không biết từ lúc nào, lập tức nhảy bổ lên trên người của Khả Hinh. Cô kinh hãi, ngã ngồi ở trên đất, ôm con chó lông dài màu vàng, né tránh nó người liếm, thật sự không chịu nổi kêu to, tại sao nó làm như vậy chứ? Có phải nó còn giận tôi hay không? Chấm ngoặc kép chấm. Không có, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn chằm chằm đường Khả Hinh, cười nhỏ nói, nó thích cô. Chấm ngoặc kép. À, đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn về phía tưởng thiên lỗi, đôi tay thử mở đôi móng vuốt của nó, thật ra nan nói, nó yêu thích tôi. Không thể nào đâu. Ừ, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn về phía đường khả hình, bất đắc dĩ cười nói, nó thích cô. Mới có thể như vậy. Chấm ngoặc kép. À, đường khả hình quay đầu, nhìn con chó lông vàng thật sự xinh đẹp, con mắt nhìn mình chầm chầm, rồi cúi người xuống, cầm tựa vào trên vai của cô, càng không ngừng cọ. Trong lòng của cô đột nhiên thoáng qua chút ấm áp, ôm con vật này, Nở nụ cười cảm động nói, "Nó. Nó tên là gì?" Ozika. Chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi nhìn con chó cưng của mình vui vẻ hiếm có, liền cười đáp, "Ozika." Chấm ngoặc kép, Đường Khả hình chậm rãi nhớ cái tên này, đột nhiên có chút vui vẻ nắm chân của nó, thật dịu dàng gọi "Ozika." Chấm ngoặc kép, "Grow, Ozika" chợt nhìn cô giống lên một tiếng. "A," à, Đường Khả hình đột nhiên buông chân của nó, ngửa người ra phía sau lại hoảng sợ hết hồn nhìn về phía nó. Nó đang đáp lời cô, đừng sợ, cô nói cho nó biết ý muốn của mình, nó sẽ làm việc cho cô. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi có chút kiêu ngạo nói. Có thật không, đường khả hình kinh ngạc nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Ừ, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi mỉm cười. Vậy, Âu Di chấm ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên nhẹ nhàng đưa ngón trỏ ra, chỉ về phía tưởng thiên lỗi, thật dịu dàng nói cắn anh đi chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên mới vừa muốn vung gậy, nghe nói như thế, phốc tiếng bật cười thiếu chút nữa vung gậy sai rồi. Sắc mặt của tưởng thiên lỗi tối sầm lại. Âu Di lập tức giống lên một tiếng, liền cúi đầu, tựa vào trong ngực đường khả hinh. Cô thật là càng lúc càng giống cậu ta rồi, tưởng thiên lỗi đột nhiên hung hăng nói. Ai, tại sao anh có thể nói như thế? Trang hạo nhiên quay đầu, nhìn về phía tưởng thiên lỗi bật cười nói, chuyện này cũng không liên quan tới tôi nha, con bé này cái nên học không chịu học không nên học cũng học xong rồi đầu óc của cô ấy khẳng định bị méo mó đầu óc của anh mới bị méo mó đường khả hình thức giận lập tức phản bác anh tới đây anh trai dạy cho cô chơi bóng đừng đánh cửa sổ đánh ly phải chọn loại đồ chơi này mà đánh trang hạo nhiên không nói nữa ngoắc bảo cô tới đây anh không phải anh trai của tôi đường khả hình không chịu nói trang hạo nhiên im lặng quay đầu nhìn về phía cô nói, bao nhiêu người muốn tôi làm anh của họ mà không được. Tôi không muốn, đường khả hình nhịn cười nói. Tới đây, Trang Hạo Nhiên ra lệnh cho cô. Đường khả hình đột nhiên mỉm cười, liền nhẹ nhàng đi về phía Trang Hạo Nhiên. Tưởng thiên lỗi ngồi ở một bên, nhìn bóng lưng đường khả hình nhẹ nhàng bước đi, sắc mặt bình tĩnh trở nên thâm trầm. Trang Hạo Nhiên nhìn đường khả hình đi tới trước mặt của mình, liền chuyển qua người của cô, đứng kề sát bên cô, cầm gậy gôn thích hợp cho khả hình, cúi người xuống, dạy cô nói, tôi nói với cô, lúc này cô vung gậy còn thiếu 90 độ. Chấm ngoặc kép, rốt cuộc thiếu 90 độ là thế nào? Đường khả hình thật sự không hiểu. Như vậy, chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên cùng nắm gậy gôn với cô, cánh tay vươn thẳng về trước, sau đó vung gậy gôn về phía sau, theo bản năng dùng thân thể của đàn ông kéo thân thể mềm mại của khả hình cùng nhau xoay, mới giải thích nói 90 độ như vậy là đủ rồi. Hiểu chưa? Ồ, chấm ngoặc kép, đường khả hình nghe xong, đột nhiên con người sáng lên, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên nói nhỏ lúc này. Anh biết rất rõ ràng tôi thiếu 90 độ, sau đó anh cố ý không lên tiếng, có đúng không? Trang Hạo Nhiên cúi xuống nhìn cô nhóc này, đột nhiên mỉm cười, nói ít nói nhảm. Do cô đánh không chính xác, còn nghi ngờ người ta. Đường Khả Hinh vẫn tức giận nói, đồ xấu xa, còn muốn làm anh trai tôi. Cô mới là nhóc xấu xa. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, sau đó nói to, "Đánh cầu." Ngay lập tức kéo thân thể khả hinh, dùng sức vung lên, cầu vèo một tiếng, bay về phía trước đi ra ngoài, ở trên không trung vẽ một đường hình cung, liền rớt xuống gần hàng cờ. Tiếng vỗ tay vang lên. Đường Khả Hinh cười vui vẻ. Trang Hạo Nhiên hài lòng nở nụ cười, tay gõ nhẹ xuống đầu Đường Khả Hinh, mới xoay người, lại nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đã tức giận đứng lên. Vẻ mặt anh đau khổ nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói anh không thể nghỉ ngơi thêm một lát sao. Tổng giám đốc tưởng, chấm ngoặc kép. Không thể, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nói thẳng. Trang hạo nhiên đành bất đắc dĩ căn dặn khả hình nói đi đi đi. Qua bên kia luyện thêm, nhớ kỹ, đừng vung gậy sai đấy. Chấm ngoặc kép. Ồ, chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức lên tiếng trả lời, bước đi. Trang hạo nhiên nhìn đường khả hình rất khéo léo đi về bên kia, anh yên lòng mỉm cười, xoay người, thấy tưởng thiên lỗi đã cầm gậy gôn của mình, nhìn về phía hàng cờ trắng nơi xa, anh cũng nhìn về phía vị trí kia, lạnh nhạt nói cuộc tranh tài chuyên gia hầu rượu lần này, xem ra anh nhất định phải thắng. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi không lên tiếng, hai tròng mắt đột nhiên chăm chú, vung gậy gôn lên, vèo một tiếng, bóng bay về phía hàng cờ. Tiếng vỗ tay vang lên xung quanh, hai người cùng nhau gậy, đi về phía trước không biết vì sao đường khả hình cứ có cảm giác có chút không thoải mái, ngẩng đầu lên, đón nhẹ gió mát, nhìn hai người đàn ông một đen một trắng trong mặt sân cỏ phía trước mặt. Tại sao cậu biết, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lạnh lùng nói. Trang hạo nhiên cùng cất bước đi về phía trước, cười nói, anh nói công việc với tôi, chưa bao giờ lấy phương thức giải trí, hôm nay là thế nào. Chúng ta cũng biết tầm quan trọng của cuộc tranh tài này, chuyện này không cần nói cũng biết. Tưởng thiên lỗi lạnh giọng nói. Trang hạo nhiên cũng mỉm cười thoải mái. Hai người cùng đi đến trước quả bóng, nhìn quả bóng cách lỗ đen nhỏ tại hàng cờ trắng không xa. Tưởng Thiên lối cầm gậy gôn đứng ở trước bóng, lại nói: Mặc kệ trước kia chúng ta trải qua bao nhiêu cuộc chiến, nhưng hôm nay tôi phải nói cho cậu biết, tôi đã từng thiếu khả hinh một đoạn đường, cho nên, cho dù cô ấy thua, chỉ cần cậu bằng lòng với tôi, để cho cô ấy trở về khách sạn Á Châu của tôi thì cổ phần rượu đỏ ngang bằng giữa chúng ta, tôi sẽ cho cô ấy. Trang Hạo Nhiên quay đầu, mỉm cười nhìn về phía tưởng thiên lỗi, có chút không tin nói ý của anh là để cho đường khả hình nắm cổ phần rượu đỏ của chúng ta. Đúng vậy, tưởng thiên lỗi, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên thật khó được gọi anh như vậy. Tưởng thiên lỗi nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên lạnh nhạt nhìn tưởng thiên lỗi, nói trước tiên anh phải hiểu cho rõ ràng bản thân anh rốt cuộc muốn cô ấy vì mục đích gì, rồi hãy nói. Chấm ngoặc kép, cậu không hiểu rõ tôi, nhưng tôi lại hiểu rõ cậu. Sắc mặt của tưởng thiên lỗi cứng rắn, xoay người nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, có đôi khi hai chúng ta suy nghĩ giống nhau, có lẽ cô ấy ở trong tay cậu phát triển tốt nhất, nhưng cậu nên hiểu rõ, nơi mà cô ấy muốn cống hiến là ở quê hương tôi đang ở, chỉ có tôi mới có thể làm cho cô ấy bay cao. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên dừng bước lại, im lặng không lên tiếng. Trả cô ấy lại cho tôi, tôi không để cho cô ấy phải thua hết. Tưởng thiên lỗi khẳng định nói. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, anh chắc chắn cô ấy sẽ thất bại. Cô ấy không thể thắng. Tưởng Thiên Lỗi lại kiên quyết nói, cho cô ấy một con đường rộng lớn hơn. Trả cô lại cho tôi. chương 270, dai dai. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đường khả Hinh lại bị Ojika quấn ở trên người, chọc cười ha ha, sau đó nhìn hai người đàn ông nơi xa cùng đi tới, cô lập tức nghiêng đầu nhìn sang. Tưởng Thiên Lỗi vẫn lạnh lùng, Trang Hạo Nhiên chỉ hơi nở nụ cười đi tới. Bọn người lâm sở nhai nhìn sắc mặt của anh, lập tức cảm thấy có gì không đúng. Đường Khả Hinh ôm Âu Zika cũng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, sắc mặt hơi thu lại, có chút căng thẳng đứng lên, đi về phía Trang Hạo Nhiên, đứng trước mặt của anh, nhìn anh. Làm gì vậy? Trang Hạo Nhiên vươn tay, vỗ cái mũ của cô. Anh làm sao vậy? Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, dịu dàng nhìn anh hỏi. Không có gì, trang hạo nhiên bắt trước cô trợn to hai mắt nhìn cô tưởng thiên lỗi dừng bước chân mặt hơi nghiêng nhìn bọn họ một cái mới tiếp tục bước đi tại sao trong lòng của tôi có chút hoang mang đột nhiên đường khả hình cảm giác có chút không thoải mái lo sợ tim đập thình thịch nhìn về phía trang hạo nhiên trang hạo nhiên đột nhiên mỉm cười nhìn cô nói trong lòng của cô hoang mang liên quan gì tới tôi tôi làm sao biết thật không có chuyện gì sao Đường Khả Hinh lại nhìn anh, cẩn thận hỏi. Thật không có chuyện gì, Trang Hạo Nhiên khẳng định nói. Thật, Đường Khả Hinh lại nghi ngờ hỏi. Thật mà, bà cô, Trang Hạo Nhiên véo mặt của cô. Đường Khả Hinh lại nắm chặt tay của anh, ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc nhìn anh. Trang Hạo Nhiên dừng tay lại, để mặc cho bàn tay nhỏ bé của cô nắm tay của mình, đón gió ngọt ngào, nhìn cặp mắt to xinh đẹp mơ mộng của Đường Khả Hinh, đột nhiên mỉm cười nói, hiện tại tôi mới phát hiện thì ra đôi mắt của cô đẹp hơn mắt của cô ấy. Chấm ngoặc kép, dường như đường khả hình biết anh nói tới ai, liền sâu kín hỏi tại sao. Chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên nhăn mặt, cũng có chút nghiêm túc nhìn đường khả hình nói, bởi vì trong đôi mắt của cô có mộng thật. Giấc mộng rất cao xa, chấm ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên sững sờ, nhìn trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên khẽ mỉm cười, nhẹ tránh ra khỏi bàn tay nhỏ bé của cô, vỗ nhẹ bả vai của cô, liền xoay người đi khỏi, trước khi đi nói, đánh gôn xong, tiếp tục đến nhà tôi, tôi bố trí bài tập cho cô. A, à, chấm than ngoặc kép, đường khả hình gào khóc một tiếng, nhìn về phía trang hạo nhiên, vẻ mặt đau khổ nói, hôm nay đã hơn nửa ngày rồi. Hôm nay hơn nửa ngày, vậy cô có muốn qua hay không? Tiếng của trang hạo nhiên từ đầu kia truyền đến. Hừ, đường khả hình cố ý chừng mắt liếc nhìn anh một cái, mới mỉm cười đi về phía trước. Phòng Tổng thống Đường Khả Hinh trực tiếp tắm rửa ở trong phòng của Trang Hạo Nhiên, mặc áo thể thao màu trắng, quần sót màu tím đậm Trang Hạo Nhiên mua cho mình ở khách sạn Á Châu, ngồi xếp bằng ở trước bàn trà, trước mặt mở một cuốn sách rượu đỏ, cô vừa cầm bút máy, vừa có chút không kiên nhẫn ghi chép tài liệu, vừa liếc mắt nhìn người kia ở phòng bếp. Trang Hạo Nhiên mặc t-shirt màu trắng, quần thường màu trắng, đang đứng ở trong phòng bếp, tập trung tinh thần chăm chú cắt thịt bò, dùng dao đập mạnh mấy cái, mới cẩn thận rót dầu ô lưu vào trong cái chảo, trong chảo phát ra tiếng xèo xèo, anh bình tĩnh cầm cái vá, nhẹ nhàng xúc thịt bò vào trong chảo, quan sát thịt bò đổi màu, sau một lúc lâu mới xoay người, rửa tay, lấy một tấm thất khác, cầm dao nhỏ cắt táo, chuối tiêu, củ cải đường, quả thạch anh, một ít dâu tây, bỏ vào đĩa thủy tinh, bỏ salad vào. Nhanh chóng trộn đều một lúc, mới xoay người, dùng cái vá lật thịt bò, lại tiếp tục trộn salad xong, cầm muỗng múc một chút táo salad ăn thử, nhai xong, hài lòng mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn đường khả hinh đang nghiêng cái đầu nhỏ nhìn mình anh cao mày nhìn về phía cô hỏi làm gì có chút nghiêm túc chỉ cần có liên quan đến rượu đỏ và công việc anh rất nghiêm khắc rất đáng sợ cô không dám lên tiếng tiếp tục ghi chép tài liệu trong sách hạt nho là một loại hạt dùng để trồng thành cây nho có nhiều loại hạt nho có kích cỡ không giống nhau hạt nho có rất nhiều chất dinh dưỡng có tác dụng chống oxy hóa chỉ là sau khi hạt nho bị nghiền ép sẽ tiết ra chất đắng cho nên trong quá trình trưng cất sản xuất rượu sẽ loại bỏ hạt để tránh hạt nhau bị nghiền ép vào trong dịch rượu. Cô ghi chép ghi chép ghi chép đến mỏi tay liền có chút tức giận dừng bút lúc này mới nghe được tiếng bước chân cô quay đầu sang thấy Trang Hạo Nhiên đang cầm đĩa thủy tinh vừa ăn vừa đi tới ngồi ở trên ghế salon nhai rất nhàn nhã hỏi tại sao không chép nữa những thứ này tôi đều hiểu tại sao còn phải ghi chép chứ Đường Khả Hinh là người có thiên phú cho nên trong lòng có chút kiêu ngạo và không kiên nhẫn, không chịu lãng phí thời gian làm chuyện nhàm chán. Trang hạo nhiên để cái muỗng xuống, nện cái đĩa ở trên bàn, đột nhiên cúi người, hai tay trống ở trước mặt bàn, cúi đầu nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình cũng ngẩng mặt lên, tuyệt đối không sợ hãi nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên nhướng mày, nhìn vẻ mặt cô, trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười, nói một câu cô nhóc này. Chấm than ngoặc kép. Đường Khả Hinh lại trừng mắt về phía anh. Trang Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt không muốn của Khả Hinh vài lần, mới hỏi, "Cô nói cho tôi biết, lúc này tôi để cho cô học kiến thức cơ bản, cô đều hiểu hết không?" Ánh mắt của Đường Khả Hinh có chút ảm đạm, cúi đầu vuốt vuốt bút máy, lầu bầu nói, "Có chút hiểu, có chút không hiểu." Chấm ngoặc kép. "Cô hiểu cái này một chút, hiểu cái kia một chút, kiến thức cơ bản không vững vàng như vậy, cô làm sao tham gia cuộc tranh tài thế giới?" Trang Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt cô, lại nghiêm túc nói, bởi vì từ nhỏ cô học kiến thức lộn xộn, cho nên mới làm trở ngại sự tiến bộ của cô. Học tập hệ thống sẽ làm cho thực lực của cô giống như chiếc áo khoác, từng lớp, từng lớp khoác lên, thực lực của cô sẽ tích lũy càng lúc càng dày, đến lúc không thể phá vỡ. Suy nghĩ đến trận đấu giữa cô và bọn họ, bọn họ đều là người trải qua nhiều thử thách, rất nhiều người trong bọn họ tuổi đã hơn 100, đã gặp gió mưa rất nhiều, kinh nghiệm cũng nhiều, người nếm ra mùi vị cuộc sống làm sao không thể là một chuyên gia hầu rượu ưu tú nhất. Khách sạn là một nơi dâng hiến, khi thân cô ở trong đó, sẽ không tự chủ được mà chịu ảnh hưởng hoàn cảnh, dâng hiến mình, cuộc tranh tài chuyên gia rượu đỏ lần này, tuy nói là rượu đỏ, thật ra thì chính là xem tinh thần dâng hiến của cô. Người thầy mà cô thích nhất, Lauren Tiên Sinh chính là một người thầy có đủ tinh thần dâng hiến cho rượu đỏ, cho nên được Tổng Giám Đốc Tưởng trọng dụng, hiện tại giá trị con người của ông ấy vượt qua 3 tỷ rồi. Chấm ngoặc kép đường khả hình thở hốc vì kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn trang hạo nhiên tôi không có tiền cho cô chấm ngoặc kép trang hạo nhiên cố ý nhìn cô nói đường khả hình cũng cố ý nhìn anh tại sao cô nhìn tôi trang hạo nhiên lại tức giận nhìn cô tôi không có muốn tiền của anh anh chịu để cho tôi đi theo anh làm việc đi theo anh học tập tôi đã rất vui rồi chấm ngoặc kép sau khi đường khả hình được trang hạo nhiên giảng giải thật vui vẻ cầm bút máy rất nghiêm túc ghi chép tài liệu. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, lại nhìn dáng vẻ Đường Khả Hinh nghe lời chăm chú học tập, đột nhiên mỉm cười, giọng nói hơi nhàn nhạt hỏi, cô có lòng tin thắng cuộc tranh tài rượu đỏ lần này không? Không biết. chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh vẫn ghi chép, vừa ghi vừa nói, tôi chỉ biết tôi phải vào top 5. chấm ngoặc kép chấm. Tại sao? Trang Hạo Nhiên quên mất. Bởi vì tổng giám đốc tưởng đã nói, nếu tôi không thể vào top 5, tôi phải rời khỏi anh chấm ngoặc kép, đường khả hình tiếp tục ghi chép. Trang hạo nhiên nghe xong liền tức giận đứng lên nói, tôi không thích cấp dưới không muốn đứng đầu. Đường khả hình quay đầu nhìn về phía anh, thật lòng nói tôi cũng không thích. Chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên nhìn cô. Đường khả hình đột nhiên dựa vào bên ghế salon, hơi ngẩng đầu lên, nhìn không gian xa hoa nơi này, mới sâu kín nói, cha đã từng nói với tôi, làm chuyện gì cũng phải làm được tốt nhất, cũng phải đứng nhất, nếu con ném hai thứ này ra thật xa, con mới có thể thành công. Nhưng, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhìn cô. Đường Khả hình đột nhiên xoay người, cười ngọt ngào nhìn Trang Hạo Nhiên nói, nhưng... Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi nghĩ tới có được đứng đầu hay không cũng không sao cả. Chấm ngoặc kép, tại sao, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, hỏi lại. Bởi vì, chấm ngoặc kép, Đường Khả hình thật sự rất quý trọng nhìn Trang Hạo Nhiên, đột nhiên tinh nghịch. Cười cười nói, bởi vì tôi có thể sống ở bên cạnh anh, tôi tin chỉ cần tôi theo anh học tập, tương lai tôi sẽ đứng đầu. Chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên yên lặng nhìn cô cười dí dỏm, cười thật ngọt ngào, thật nhẹ nhóm, ánh mắt của anh lóe lên một cái, đột nhiên sâu kín nói, nếu như cô không thể đứng đầu, cô muốn rời khỏi tôi sao? Sắc mặt của đường khả hình biến đổi, đột nhiên đứng lên, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, ánh mắt rất khẩn cấp. Làm gì? Trang hạo nhiên bật cười hỏi. Anh, không muốn tôi rồi, chấm ngoặc kép trong lòng của đường khả hình không khỏi căng thẳng trang hạo nhiên nhàn nhạt, nhạt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô đột nhiên vươn tay vuốt ve đầu của cô ngón tay cắm vào trong mái tóc ngắn của cô tức giận hỏi tại sao không xây tóc tôi hỏi anh có phải tôi không đứng đầu anh cảm thấy tôi vô dụng không quan tâm tôi hay không chấm ngoặc kép trong lòng đường khả hình có cảm giác lạnh lẽo thật sợ hãi sẽ không đứa ngốc trang hạo nhiên đột nhiên kéo cô đặt cái đĩa thủy tinh trên tay cô, cầm khăn lông bên cạnh ghế salon, chùm trên đầu của cô, lau khô tóc cho cô, lau thật mạnh. Đau, đường khả hình vừa ăn salad, vừa kêu lên. Tập trung học tập, mỗi ngày tôi làm cho cô ăn. Chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên lau tóc cho cô, như dỗ đứa bé, cười hỏi tôi giống anh trai của cô không? Không giống, đường khả hình tiếp tục ăn salad. Sắc mặt trang hạo nhiên thu lại, ném khăn lông trên ghế salon, Đứng dậy đi làm món ăn. Tại sao anh cứ muốn làm anh trai tôi? Ghét, Đường Khả Hinh hung hăng liếc anh, tức giận hỏi. Ăn cơm còn chờ chút thời gian, cô ăn salad trước, cô đừng nói chuyện, tôi nghe sẽ tức giận. Tối hôm nay không chép xong cho tôi, không cho ăn cơm. Tiếng của Trang Hạo Nhiên từ đầu kia truyền đến. Đường Khả Hinh hung hăng trợn mắt nhìn anh một cái, vẫn ghé vào trên bàn, cầm bút lên, tiếp tục ghi chép tài liệu, đang quyết tâm nhớ kỹ đột nhiên nhìn thấy màn hình chiếc điện thoại di động màu đen của Trang Hạo Nhiên kiểu dáng với cái của mình, nhấp nháy màu xanh dương, sau đó rung lên, cô ồ một tiếng, ngẩng đầu nhìn số điện tới, dai dai. Audio điện tử võ tấn bền chương 271, giúp anh theo đuổi. Sắc mặt của cô hơi thu lại, xoay người nhìn Trang Hạo Nhiên đưa lưng về phía mình, đang chăm chú nấu nước sốt tiêu đen, liền hơi lớn tiếng nói tổng giám đốc. Điện thoại của anh gieo, chấm ngoặc kép, giúp tôi nhận đi, chấm ngoặc kép, tiếng của Trang Hạo Nhiên truyền đến. Nhưng, đây là số nước ngoài, tên dai dai, chấm ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên nhỏ giọng nói. Cái vá trong tay Trang Hạo Nhiên ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Đường khả hình nhìn bóng lưng kia, liền im lặng suy nghĩ một chút, mới chậm rãi cầm điện thoại di động, đứng lên đi vào phòng bếp, đi tới trước mặt của anh, đưa cho anh. Trang hạo nhiên chậm rãi cầm máy, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động lóe lên hai chữ dai dai, suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc cầm điện thoại xoay người đi ra phòng bếp, đi tới trước cửa sổ sát đất, nhận điện thoại, đáp nhẹ. Chấm ngoặc kép, ừ, chấm ngoặc kép. Đường khả hình nhẹ nhàng đi theo ra ngoài, tựa vào bên cổng vòng phòng khách nhỏ, nghiêng đầu nhìn bóng dáng của trang hạo nhiên thật đẹp trai, lúc này có vẻ cô đơn. Đối phương im lặng một lúc. Trang hạo nhiên nắm điện thoại, cũng không lên tiếng một tiếng cười quyến rũ từ đầu kia thế giới chuyển đến, giống như cơn gió đưa tới ngọt ngào cùng tiếng nhạc gia du dương và ly rượu đỏ côn ti, năm 2000. Vẻ mặt trang hạo nhiên có chút căng thẳng, hai mắt lóe lên một cái, nhưng vẫn im lặng không lên tiếng. Bên kia chuyển đến tiếng mưa rơi, đoán chừng cô đi tới trước cửa sổ sát đất, kéo nhẹ rèm cửa sổ, nhìn màn mưa phía bên ngoài. Cô vẫn sống tại Cambridge, mỗi ngày cởi xe đạp, cõng bản vẽ, chạy khắp thế giới, mới gặp được Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng cùng quần thường màu trắng, đôi tay cắm nhẹ trong túi quần, băng qua con hẻm nhỏ ở Cambridge thì không cẩn thận đụng phải. Khi đó, xe đạp ngã trên mặt đất, bánh xe quay nhanh. Cô cũng ngã trên mặt đất, đầu gối chảy máu, cô có chút khổ sở kêu nhỏ, ôm đầu gối, nhắm mắt lại, thở mạnh. Anh cứ như vậy, bế cô lên, đi tới bệnh viện. Tình yêu tới như vậy đấy. Bọn họ cứ ở trong thế giới ái tình tay trong tay, đi qua từng mùa, ở nước Anh là đất nước có sương mù nhiều mưa, hai người thường ôm nhau băng qua con hẻm nhỏ Cambridge, thậm chí vừa ôm nhau hôn, vừa nắm tay băng qua con đường có dấu vết lịch sử ở Cambridge, giọng của cô cũng không trong trẻo mà mang theo một chút khàn khàn làm người khác mê luyến, nghe rất hấp dẫn và quyến rũ, thỉnh thoảng cô mặc áo sơ mi trắng của anh, cầm rượu đỏ, đứng ở trước cửa sổ sát đất, trêu chọc anh gọi nhỏ em trai. Chấm ngoặc kép. Anh sẽ rất tức giận đi tới từ phía sau lưng ôm lấy thân thể của cô hung hăng hôn cổ của cô nói em gọi em trai nữa thử xem ha 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 chấm ngoặc kép cô bị anh chọc vui vẻ liền cất tiếng cười to chuyện cũng rõ mồn ở trước mắt nhưng thời gian đã qua trang hạo nhiên cầm điện thoại di động đứng ở trước cửa sổ sát đất nghe tiếng cười liên tục giống như có ý trêu chọc mình mở lòng anh bất đắc dĩ nở nụ cười em biết anh không trách em sẽ không trách bất kỳ ai, anh là một thân sĩ rất tao nhã. Chấm ngoặc kép, Rốt cuộc cô dùng giọng nói của cô đặc biệt gợi cảm và quyến rũ truyền đến. Trang hạo nhiên nghe vậy, sắc mặt cũng hơi thu lại. Ngày hôm qua em có nói chuyện điện thoại với em gái. Chấm ngoặc kép, tiếng của dai dai tiếp tục truyền đến. Trang hạo nhiên nghe nói như thế, liền có chút ngượng ngùng cúi đầu cười. For you love her, you don't have their opinion. Chấm ngoặc kép giọng nói khêu gợi của dai dai truyền đến. Cái gì, Trang Hạo Nhiên có chút không tin nổi nói, em không có ý kiến. En, cô hơi cao giọng, đáp nhẹ. Trang Hạo Nhiên đột nhiên bất đắc dĩ nở nụ cười. Trang Hạo Nhiên đột nhiên bất đắc dĩ cười. Trang Hạo Nhiên đột nhiên bất đắc dĩ cười. Come on, baby, we are smart, we are fruitless love, we don't have the time and love to stay in the past, media, you want you to be happy. Chấm ngoặc kép giọng nói của dai dai có chút hấp dẫn nhưng cũng căng thẳng giải thích. Thân ái, chúng ta cũng phải tự nhiên một chút, đối mặt một tình yêu không kết quả, chúng ta cũng không cần thiết giữ lại thời gian và tình yêu trong quá khứ. Thân ái, em hy vọng anh có thể hạnh phúc. Trang hạo nhiên lại im lặng. Cho nên, chấm ngoặc kép, dai dai lại dùng tiếng chung không quá lưu loát, thật lòng nói, đi yêu thôi. Về tình yêu với tinh xuyên, mặc kệ nó yêu người nào, luôn có lý do, anh chỉ cần có lý do để yêu vậy là được rồi. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên không nhịn được, có chút xúc động nở nụ cười. You are a very good man, I love you, is the most regretful thing in my life, but, sorry, have this love is not the life you want, because he love you, me work, me life, the drastic change, the passion, the inspiration, or bury in the bottom of the river me body, in the forward, me soul is post, please forgive me to draw for the life of the selfish dai dai lại thật lòng nói. Trang hạo nhiên nghe lời này, sắc mặt của anh ngưng tụ, tay cầm điện thoại, hai mắt đột nhiên trở nên thâm trầm. Y, e, em sorry, chấm ngoặc kép, dai dai không nhìn được khẽ thở dài, cũng có chút mất mát nói. Trang hạo nhiên cúi xuống, cố nén hơi thở, tiếp tục không lên tiếng. When I hear you are in China, the pursuit of me sister, I am very happy, thank you for coming out of our love. Chấm ngoặc kép dai dai lại thật lòng nói. Trang hạo nhiên hơi xoay người, dựa vào cây cột bên cạnh cửa sổ, sắc mặt có chút nặng nề. Đường khả hình thật sự rất tò mò nhìn vẻ mặt của anh, cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy vẻ mặt anh nghiêm túc như vậy. Ok, take good care of yourself. Chấm ngoặc kép. Điện thoại cúp rồi. Sắc mặt trang hạo nhiên có chút bối rối xoay người, đột nhiên nhìn thấy đường khả hình giống như cây cột, đứng tại nơi đó, anh giật mình, ném điện thoại di động tới trên ghế salon, nhàn nhạt, nhạt nói làm tôi giật mình anh đi qua bên cạnh cô đi vào phòng bếp tiếp tục nấu cơm đường khả hình chân trần từng bước từng bước đi tới trước mặt của anh nghiêng đầu nhìn nét mặt anh thật bình tĩnh dịu dàng hỏi anh không có sao chứ không có gì trang hạo nhiên không lên tiếng rất yên lặng nấu nước sốt tiêu đen có phải bạn gái trước của anh hay không chấm ngoặc kép đường khả hình bạo gan hỏi ừ chấm ngoặc kép Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt đáp lời. "Chị ấy mắng anh theo đuổi em gái của chị ấy à? Có phải nói anh là tên cầm thú không bỏ qua cho em gái người ta hay không?" Đường Khả Hinh lại tưởng tượng quá sức. Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn cô. Đường Khả Hinh lập tức cười nói, "Ôi chao, tôi nhìn thấy anh không vui mà." Liên quan gì tới cô? Trang Hạo Nhiên tiếp tục nấu cơm. "Chậc, thất tình mà thôi, có gì to tắt đâu." chấm ngoặc kép đường khả hình không nhịn được rỗi ngón tay muốn quẹt một chút nước sốt trên chảo nóng chát một tiếng trang hạo nhiên phủi tay cô sau đó cầm cái thìa nhỏ múc một chút nước sốt thổi nhẹ mới đưa tới bờ môi cô nói sau này không cho thử như vậy sẽ phỏng tay nếm đi chấm ngoặc kép đường khả hình liền nghiêng người tới trước nhẹ nhàng ngậm nước sốt tiêu đen một cái mặt của cô đột nhiên nhăn lại nói a à, mặn quá chấm ngoặc kép mặn làm sao có thể Trang hạo nhiên lập tức cầm cái muỗng, tự mình nếm thử một chút, hơi bĩu môi một cái nói, không mặn. Chấm ngoặc kép, rất mặn, không chịu nổi, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhân mặt, không biết từ lúc nào lui về phía sau lưng, vừa lui, kéo cửa tủ lạnh, xoay người cầm cái muỗng, múc một phần nhỏ bánh ngọt trang hạo nhiên mới vừa chuẩn bị cho mình, hơi xoay người, giờ bánh ngọt, cười hì hì nói, tới đây. Cái đó rất mặn, không chịu nổi, nếm một chút bánh ngọt, cho vui vẻ một chút chấm ngoặc kép. Lúc này Trang Hạo Nhiên mới dừng động tác, hai mắt lộ ra một chút dịu dàng mỉm cười nhìn cô. Nhanh lên, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lại đưa tới môi anh. Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, liền cúi người xuống muốn nếm bánh ngọt. Đường khả hình đột nhiên thu tay lại, bỏ bánh ngọt vào trong miệng của mình, không nhịn được ngẩng đầu bật cười vui vẻ. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên nóng lên, chợt vươn tay ôm chặt đường khả hình vào trong ngực, hung tợn nói, trêu chọc tôi tôi nếm trở lại, chấm than ngoặc kép. Anh không nói hai lời, liền cúi người xuống, muốn hôn lên đôi môi đỏ nhỏ nhắn của đường khả hình tỏa ra mùi sữa mê người. Đường khả hình ngửa mặt ra sau, con người trừng to, thật căng thẳng nhìn anh. Môi của Trang Hạo Nhiên dừng ở bờ môi cô cách không tới một cm, nhướng mày, ánh mắt rất mập mờ, cười xấu xa nhìn cô nói, gọi anh trai. Tôi sẽ bỏ qua cho cô, chấm ngoặc kép, ánh mắt của đường khả hình chấp chấp, nhìn người đàn ông xấu xa nuốt một ngụm nước bọt vẫn lắc đầu một cái trang hạo nhiên nóng mắt thở hốc vì kinh ngạc nhìn chằm chằm cái người không sợ chết anh à một tiếng chợt cúi người xuống một tay khiêng cô lên bước nhanh đi ra phòng khách tức giận nói tôi đánh chết người không có lương tâm này a à, cứu mạng a à, đường khả hình đưa đôi tay kêu to trang hạo nhiên ôm cô nện ở trên ghế salon tức giận chỉ về phía cô nói, tối nay không học thuộc lòng hết quyển sách này, không cho phép cô về nhà. Ôi chao, ôi chao, đường khả hình nằm ở trên ghế salon, đau đớn kêu to, đau chết mất. Đi chết đi, trang hạo nhiên đá vào cái mông của cô một cái. A, à, chấm ngoặc kép, đường khả hình giống như con rán, đưa tay chân lên giật giật một cái, cuối cùng rũ xuống, chết. Trang hạo nhiên cũng không quay đầu lại, bước đi, nói tôi đếm ba tiếng, cô không dậy, tôi lấy kim châm ghim vào huyệt dũng tuyển sao của cô. Con rán muốn chết đường khả hình đưa tay nắm quyển sách, mở ra tài liệu lúc này mình đã xem, đọc tiếp, cuộc sống của nho trải qua tổng cộng 6 giai đoạn, nảy mầm, ra lá, nở hoa, kết quả, bắt đầu trưởng thành, chín mùi, từng giai đoạn hình thành quả nho cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với rượu đỏ. Nếu như có một chỗ sai lầm, sẽ có khả năng ảnh hưởng đến màu sắc cuối cùng của rượu đỏ, thậm chí sẽ phá hỏng khâu trưng cất rượu. Chấm ngoặc kép Trang Hạo Nhiên nhanh chóng làm xong món ăn, đem bíp steak, rau xanh trộn tôm hùm, còn có canh gà nhân sâm khả Hinh dậy mình làm, đưa lên đủ hết, sau đó đi ra khỏi phòng bếp, nhìn đường khả Hinh như học sinh tiểu học cầm sách học, thời kỳ hạt nho nảy mầm, ở Bắc bán cầu vào tháng 3, ở Nam bán cầu vào tháng 9, khi nhiệt độ nơi đó tăng lên 10 độ C, lúc này, hạt nho sẽ bắt đầu phồng to lên, trồi xanh cũng bắt đầu xuất hiện, chỉ là trước đó, nông dân trồng nho phải tiến hành cắt tỉa. Chấm ngoặc kép anh níu cổ áo của cô, để cho cô đứng lên bước đi. Đường Khả Hinh vừa bắt đầu học tập, rất nghiêm túc cầm sách, vừa đọc vừa bước đi theo anh, cho đến khi ngồi vào bàn ăn, cô vẫn còn đọc. Chấm ngoặc kép, bác bán cầu, vào trung tuần tháng 5, lá nho sẽ phải chịu đựng xương giá đe dọa, mà nam bán cầu thời gian có xương giá là trung tuần tháng 11. Lúc này nông dân trồng nho phải kéo dài cách cắt tỉa. Để cho hạt nho nảy mầm khá muộn, tránh được xương hại, cũng có nông dân trồng nho dung cách tưới nước, đốt lò than, đun nóng đường ống, dùng quạt gió to lớn hoặc máy bay trực thăng thổi tan không khí lạnh lẽo để bảo vệ cây nho của bọn họ. Chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên vừa nghe, vừa cắt bíp steak thành từng phần nhỏ, sau đó đưa tới bên miệng của cô. Đường Khả Hinh há miệng ăn bíp steak, tiếp tục đọc có nhiều loại rượu nho. Chấm ngoặc kép. Cô không kiên nhẫn nhìn về phía anh nói, cái này tôi biết rõ. Chấm ngoặc kép. Đọc đi chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên cầm bánh tráng, bọc hai con tôm, đưa đến bên miệng của cô. Cô vừa ăn vừa thở dài, tiếp tục đọc, nói chung, một gốc nho tốt chỉ có thể ủ ra ba bốn bình rượu đỏ, nhưng có vài trang trại hang đầu, vì bảo đảm chất lượng rượu đỏ sẽ thực hành nguyên tắc, số lượng ít chất lượng cao, sản lượng nho giảm xuống là bởi vì điều kiện tự nhiên giống nhau, cây nho cho ra số lượng quả nho càng ít, ủ ra rượu chất lượng càng cao. Lão đại, tôi giúp anh theo đuổi tinh xuyên chẳng hạn như rượu Burgundy, Conti Winery nổi tiếng, hàng năm sản lượng cũng chỉ có 2.500ml, ba cây nho chỉ ủ ra một chai rượu đỏ. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhíu mày, nhìn về phía cô nói, cô nói cái gì? Đường khả hình thả sách xuống, cầm một chút bánh tráng, bọc tôm và chút dưa xanh, chấm một chút nước sốt, đưa tới khóe miệng Trang Hạo Nhiên, nhét vào, mới nói tôi giúp anh theo đuổi tinh xuyên. Cho chị của tinh xuyên tức chết chị ấy không nhớ anh là tổn thất của chị ấy. Đúng vậy, Trang Hạo Nhiên có chút tức giận ngẩng đầu lên, nói: "Tôi giúp anh theo đuổi." Đường Khả Hinh lại gật đầu nói: "Làm sao theo đuổi?" Trang Hạo Nhiên hỏi. "Phải có kế hoạch hoàn hảo, tối nay cho tôi không học bài, tôi trở về giúp anh suy nghĩ một chút." chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh hết sức chăm chú cắt thịt bò, rất trịnh trọng nói. ngoặc kép chấm. chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn cô. Đường Khả hình vừa ăn, hai mắt vừa xoay tròn, chợt ném cái nghĩa xuống, phát điên lao ra phòng bếp. Trang Hạo Nhiên đuổi theo, từ phía sau lưng ôm lấy người của cô, muốn mang cô tới cửa sổ sát đất, nói: ném cô xuống làm mồi cho cá. Tối nay cũng không cần học bài nữa. A à, ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đường Khả hình không nhịn được cất tiếng cười to, kêu to thả tôi xuống. Chấm ngoặc kép. Không nghe lời, Trang Hạo Nhiên ôm cô ném trên ghế salon, mới xoay người sau đó nhìn thấy tưởng thiên lỗi lạnh lùng đứng ở trước mặt của mình anh hơi sửng sốt nói anh chấm ngoặc kép cả người đường khả hình bị ném ở trên ghế salon nhìn tưởng thiên lỗi mặt đỏ lên chuyện không xong âu zika to lớn đi theo phía sau tưởng thiên lỗi nó vẫn cắn quần tô lạc hoành hai người bọn họ cùng sướng sờ nhìn này cảnh tượng chuyện này chấm ngoặc kép trang hạo nhiên không hiểu nói là sao lão đại Tô Lạc Hoành muốn khóc đứng lên nói, con Âu Di Ca chết tiệt này. Muốn tìm Khả Hinh, không tìm được người, liền cắn quần tôi, muốn tôi dẫn đường tìm cô ấy. Ô ô ô, cứu tôi, con này không có tính người. Chấm ngoặc kép. À, đường Khả Hinh quát to một tiếng. chương 272, tôi ăn no rồi. Rơ Âu Di Ca nhìn thấy đường Khả Hinh, lập tức buông quần Tô Lạc Hoành ra, muốn đi vào trong, trang hạo nhiên sợ hãi và chán ghét muốn dùng chân chặn lại nhưng con vật thông minh phóng qua chân của mình vui vẻ bổ nhào trên người của đường khả hinh a à, đường khả hinh lại bị nó nhào tới sau đó đôi chân trước của nó lại ôm cổ của cô càng không ngừng cọ cọ trên cổ của cô cô không nhịn được bật cười trang hạo nhiên hung tợn nhìn chằm chằm con súc sinh này tưởng thiên lỗi cũng chậm rãi đi tới nhìn cảnh tượng này từ từ cởi bỏ hai cúp áo ngửi được một mùi cơm chín mới chậm rãi hỏi, đang dùng cơm. "Ồ, Trang Hạo Nhiên chỉ đành phải cười đi tới, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói, anh muốn ăn một chút không?" "Ừ." chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi cởi tay Trang của mình ra, ôm đến trên ghế salon, mới quay đầu nhìn bốn cầm thú Lâm Sở Nhai ở phía sau lưng, giống như có nhiệt tình hỏi các người cũng vào ăn đi. Bọn Lâm Sở Nhai vốn biết hôm nay Trang Hạo Nhiên nấu cơm, muốn tới ăn trực, tuy nhiên nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của Tưởng Thiên Lỗi, phát ra một cỗ sát khí, cái ót bọn họ trượt lạnh, nhanh chóng cười nói, không cần, chúng tôi không đói bụng, ăn rồi, ăn rồi. Trang hạo nhiên nở nụ cười nhìn về phía mấy kẻ vô dụng. Vậy vô ngồi một lát, tưởng thiên lỗi vừa sắn ống tay áo, vừa thản nhiên nhìn về phía bọn họ nói. Không cần, không cần, mọi người từ từ ăn, chúng tôi đi trước. Chấm ngoặc kép, bọn họ không nói hai lời, ngay lập tức phịch một tiếng, đóng chặt cửa lại trong nhà chỉ còn lại ba người và một con chó. Lúc này đường khả hình cũng có chút lo sợ nhìn hai người đàn ông hôm nay cảm xúc giống như có chút không ổn, cô không muốn làm vật hy sinh, ngay lập tức cũng cười đứng lên, nhìn hai người nói, tôi cũng ăn no rồi, vậy tôi không quấy dậy hai người nói chuyện quốc gia, từ từ ăn hả, tôi đi trước. Chấm ngoặc kép, tốt, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi hết sức tao nhã, hết sức phong độ, đôi tay cắm túi quần, đi vào phòng ăn. Trang Hạo Nhiên nhịn cười đi vào phòng ăn. Đường Khả Hinh thở ra một hơi, không nói hai lời, giống như tên lửa nhào đến trên bàn, xoạt xoạt xoạt, thu dọn tài liệu và laptop, trong miệng cắn một cây bút máy, đầu tóc rối bời, quần áo xốc xếch cũng không chú ý, phát điên bước thẳng ra ngoài cửa, sau đó Ozika cũng ngoắc ngoắc cái đuôi, uốn éo cái mông, rất phong độ và tao nhã cũng đi theo sau lưng Đường Khả Hinh đi ra ngoài, thuận tiện đưa chân sau, móc nhẹ, đóng cửa lại quả nhiên không ngoài dự đoán của hai người đàn ông, cửa mở ra một lần nữa, vẻ mặt đường khả hình không chút thay đổi, lại hết sức khéo léo nhanh chóng ôm tài liệu đi vào phòng khách, đặt mọi thứ xuống, sau đó đi vào phòng ăn, lập tức muốn ngồi ở bên cạnh trang hạo nhiên, không ngờ Âu Zika như mũi tên, chui lên, cắn vạt áo đường khả hình, kéo cô tới ngồi xuống bên cạnh tường thiên lỗi. Ai, đường khả hình lập tức ngồi tại chỗ, nhìn về phía con Âu Zika đã uốn éo cái mông, đi tới vị trí cô mới vừa ngồi, rất oai phong tung người nhảy một cái, giống như tướng quân, dựng người lên, mắt to tròn vo nhìn chằm chằm về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn Ojika, tức giận nói, mày nhìn chằm chằm tao làm gì? Ojika nghe Trang Hạo Nhiên nói, vẫn nhìn chằm chằm Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên hận nghiến răng nghiến lợi nhìn con chó đáng chết, thật muốn cầm thuốc chuột độc chết nó. Lúc nào không phải cô muốn đi ra ngoài sao? Tại sao không đi? Tưởng thiên lỗi quay đầu, mở khăn ăn, nhìn về phía đường khả hình lạnh lùng hỏi. À, chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức nhún nhún vai, hơi miễn cưỡng cười nói, bất chợt tôi mới nhớ tới, tôi. Tôi còn chưa ăn xong bít steak, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi quay đầu, nhìn cái đĩa trống không, mới nói, ồ. Vậy cô từ từ ăn đi, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đường khả hình thật sự bất đắc dĩ vươn tay bưng canh gà nhân sâm của Trang Hạo Nhiên, đặt ở trước mặt của mình, xé một đùi gà ăn, vừa nhai vừa nhìn về phía người đàn ông lạnh lùng này, hơi cẩn thận hỏi tôi thấy Ozika giống như thật sự rất ưa thích tôi. Nó sẽ không chờ tôi ăn xong, còn muốn đi theo tôi chứ? Chấm ngoặc kép, tôi cũng không gò bó tự do của nó. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nói xong, đột nhiên cắt một miếng bít steak, nhẹ nhàng ném lên không chung. Grogu, chấm than ngoặc kép, Ozika nhảy một cái, mạnh mẽ nhào tới trước, ngoạm miếng bít steak, giống như ăn thịt người vậy, nhai rất thích thú làm cho đường khả hình hoảng sợ đến mất hồn mất vía, trang hạo nhiên có chút bị nghẹt thở, nhìn về phía con súc sinh này. Tưởng thiên lỗi vẫn rất nhàn nhã dùng dao cắt bíp steak, vừa cắt vừa nói tại sao hai người không ăn. Mới vừa rồi không phải chơi rất vui vẻ sao. Trang hạo nhiên suy nghĩ một chút, liền cầm dao cắt bíp steak, cắt một phần nhỏ, định bỏ vào trong miệng, sau đó nghe Ozika sủa một tiếng, anh mới quay đầu nhìn nó một cái, sau đó cũng đã thấy trong miệng Âu có thêm một miếng bíp steak, ăn rất say sưa ngon lành, anh trợn to hai mắt nghi ngờ một chút, mới quay đầu nhìn cây nỉa trong tay mình, miếng thịt bò mới vừa cắt đã biến mất, anh tức giật, nện cây nỉa ở trên bàn, nổi giận kêu lên, lúc ấy mày vừa xanh ra, lão tử nên cầm thuốc chuột độc chết mày đi. Lúc ấy truy phong của cậu ở trong bụng mẹ, tôi đã muốn độc chết nó. Thiệt không? Thật? Anh, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên mới vừa muốn nói gì? lại nghe Ozika chợt giống lên điên cuồng, lá gan của anh xẹp xuống, vừa phục hồi tinh thần cũng đã nhìn thấy Ozika đã đưa móng vuốt, chụp lấy miếng thịt to trong đĩa mình, vèo một cái, cắn vào trong miệng của nó, đang gặm rất thích thú. A a a a Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên tức giận, không nói hai lời đưa lên tay, muốn xách lỗ tai của nó. Ozika nhai thịt bò, thú tính nổi lên, lông dựng lên, muốn nhào về phía Trang Hạo Nhiên. Ozika, chấm ngoặc kép, lúc này đường khả hình đột nhiên hét lên. Tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên bị cô hét như vậy, giật mình nhìn cô. Cô vươn tay nhanh chóng cản lại trước, sau đó phát điên bưng canh gà ở trước mặt uống hết, gắm hết một con gà vào trong bụng của mình, sau đó liều mạng cầm cái nĩa, xiên bíp steak ở trước mặt tưởng thiên lỗi, liều mạng nhét vào trong miệng của mình. Hai người đàn ông không thể tin nổi khẽ chừng mắt nhìn cô nhóc đường khả hình, ăn hết thức ăn trong đĩa của mình và của người khác, thiếu chút nữa ngay cả xương cũng không thừa ngay cả Ozika cũng nhìn về phía Đường Khả Hinh chớp mắt một cái lại chớp mắt một cái nữa hết sức bội phục Đường Khả Hinh giống như quỷ chết đói ăn hết món ăn trên bàn rồi mới khó chịu nhìn về phía mọi người nói các người và cẩu cẩu đều ăn no rồi chứ hai người đàn ông và một con chó đều nhìn về phía Đường Khả Hinh không biết nên nói gì ăn no rồi vậy thì đi thôi chấm ngoặc kép Đường Khả Hinh cầm khăn ăn lau miệng một cái sau đó đi tới trước mặt của Ozika, nhẹ nhàng nắm sợi dây nhỏ nhỏ ngắn ngắn trên cổ của nó, sau đó đi tới bên cạnh tưởng thiên lỗi, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của anh, rất thành ý khuyên, đi thôi. Chấm ngoặc kép, dường như cô và người ta rất thân quen. Tưởng thiên lỗi có chút không thể tin nổi ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt cô rất bình tĩnh, nghĩ tới cô mới vừa nuốt ba miếng bíp steak, một con gà, một đĩa tôm, một đĩa salad trái cây, hai lát bánh mì nướng, nên tốt bụng nhắc nhở cô, nói cô, có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Không cần, chấm ngoặc kép, đường khả hình hết sức thành khẩn nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói, đi thôi, đợi lát nữa tôi đi, cháu của anh cũng đi, hai người ở chỗ này, quá nguy hiểm, tôi cũng rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên chớp mắt một cái, rất yên lặng nhìn về phía đường khả hình. Tưởng thiên lỗi suy nghĩ một chút, liền lau lau miệng. Anh chưa ăn, lau miệng cái gì? Trang hạo nhiên nhìn anh. Tôi vui vẻ, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi để khăn ăn xuống, chậm rãi đứng lên nhìn đường khả hình một cái, mới xoay người đi ra ngoài. Đường khả hình thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn trang hạo nhiên một cái, nét mặt lộ ra vẻ tráng sĩ, gật đầu một cái, bỗng nhiên xông ra, cầm tay trang của tưởng thiên lỗi, mở ra, hết sức khéo léo và nhanh chóng muốn giúp anh mặc vào. Tưởng thiên lỗi lại nhìn về phía người này. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình gật đầu một cái hai mắt tưởng thiên lối lóe lên một cái, buông lỏng tay áo sơ mi, được cô giúp đỡ, mặc tây trang vào, mới xoay người, cũng đã thấy đường khả hình tiến lên cài cúc áo tây trang cho mình, anh nhíu mày, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi cô không sao chớ. Không có gì, không có gì, đường khả hình chợt lắc đầu một cái, cài xong cúc áo cho anh, mới nhìn thấy ojika lại ngoác ngoác cái đuôi đến gần trang hạo nhiên, cô lập tức vọt lên, ngăn ở trước mặt trang hạo nhiên, nhẹ nhàng sửa lại cổ áo cho anh, phủi phủi bụi bậm và lông chó trên người của anh, sau đó một tay kéo con chó, một tay lôi tưởng thiên lỗi, kéo hai sinh vật đi ra, phòng tổng thống, phịch một tiếng, đóng cửa lại. Cho đến bây giờ Trang Hạo Nhiên vẫn chưa kịp phản ứng, một mình đứng ở bên trong cửa, kinh ngạc suy nghĩ mới vừa xảy ra chuyện gì. Tưởng thiên lỗi đứng ở ngoài cửa, cũng suy nghĩ giống như Trang Hạo Nhiên, nhìn về phía đường Khả Hinh đã dắt con chó cưng của mình, muốn đi vào thang máy, thậm chí cô còn đưa đầu ra ngoài nhìn mình ngoắc ngoắc tay nói còn không qua đây. Đi ngay, mau, chúng ta đi, chấm than ngoặc kép, chương 273, tối nay gọi điện thoại cho tôi. Hoàng hôn bao phủ bốn bề, chiếu ánh nắng vàng rực rỡ. Biển rộng ấp ôm tình cảm dịu dàng, sóng gợn lăn tăn, ánh sáng khúc xả kéo theo hướng mặt trời chiều. Một cơn gió thổi tới, mang đến mát mẻ ngày hè cuối cùng, nhớ tới những tiếng ve sầu, có chút ấm áp, lộ ra hoài niệm mùa hè. Một số thuyền buồm đã khởi hành, bọt nước bắn tung tóe. Vườn hoa phía sau khách sạn núi liền sân cỏ đánh gôn khổng lồ, minh mông. Một loạt tiếng bước chân truyền đến. Âu Zika xông tới, chạy như bay về phía trước, ở trong mặt cỏ, lăn lộn xung quanh, chơi đùa thật vui vẻ. Đường Khả Hinh và Tưởng Thiên lối đi dọc theo sân cỏ, nhìn bộ dáng nó vui vẻ như vậy cũng không tự chủ mỉm cười, hai người không nói gì, bước dọc theo con đường nhỏ đi tới rừng phong phía trước. Gió lới thổi qua từng trận, đường khả hình cảm thấy hơi lạnh, ôm vai, nhẹ nhàng chậm rãi từng bước từng bước đi về phía trước. Tưởng thiên lối quay đầu nhìn bộ dáng cô như vậy, liền im lặng cởi tay trang ra, nhẹ nhàng phủ lên cho cô. Đường khả hình dừng bước lại, trong từng trận gió biển lạnh lẽo quay đầu nhìn về phía tưởng thiên lỗi, hai mắt anh sâu thẳm ở trong ánh trời chiều nóng rực như thế, từ trước đến giờ vẫn duy trì lạnh lùng, dáng vẻ của anh phong độ và tự nhiên, lộ ra vẻ mặt quan tâm hiếm có, cô nhìn vẻ mặt anh, có chút ngây người. Tưởng thiên lỗi nhìn gió thổi mạnh phất lên tóc ngắn của cô, xẹt qua đôi mắt to xinh đẹp mơ mộng của cô, liền khẽ mỉm cười. Đường khả Hinh nhìn nụ cười của anh, lại nhìn chỗ sưng đỏ trên trán anh, vẫn chưa tan, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn im lặng. Hai người vẫn bước trên mặt cỏ mềm mại đi về phía trước. Chán, của anh không sao chứ? Đường khả Hinh vẫn không thể nhịn được, hỏi nhỏ ừ chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi đáp lời đường khả hình trước mắt cũng gật đầu một cái tiếp tục đi về phía trước sau này đừng căng thẳng sen vào giữa tôi và hạo nhiên hai chúng tôi đấu từ nhỏ đến lớn người quen thuộc chúng tôi cũng đã quen rồi cô không cần căng thẳng như vậy cứ cho rằng giữa chúng tôi sẽ có chiến tranh cũng là do mọi người nhìn không ra chấm ngoặc kép hiếm khi tưởng thiên lỗi bình tĩnh nói như vậy à chấm ngoặc kép đường khả hình nhẹ nhàng đáp lời cô luôn có thói quen xen vào việc của người khác sao? Tưởng thiên lỗi đột nhiên hỏi. Đường khả hình đột nhiên dừng bước, trận to hai mắt nhìn về phía anh. Tưởng thiên lỗi cũng dừng bước lại, nhịn cười nhìn về phía cô. Đường khả hình hung hăng trợn mắt nhìn anh một cái, vẫn không nhịn được bật cười. Tưởng thiên lỗi cũng cười. Âu Zika đột nhiên sủa một tiếng, xông vào trong rừng phong, chạy tán loạn trong rừng vô cùng vui vẻ, bởi vì nó nhận ra cửa hông bên ngoài khách sạn, hai người bọn họ không có chú ý, lại đi một con đường dài như vậy. Khả Hinh thật sự không hiểu nhìn về phía Ozika, hỏi tại sao nó yêu thích tôi vậy. Tưởng thiên lỗi không lên tiếng. Nói đi, đường Khả Hinh nhìn về phía anh, càng tò mò hỏi. Tưởng thiên lỗi quay đầu nhìn về phía đường Khả Hinh, hai tròng mắt hấp dẫn chấp một cái, mới mỉm cười nói, bởi vì. Lúc tôi uống rượu say, cô đã ở lại bên cạnh tôi cả một buổi tối. Đường Khả Hinh nhìn anh tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng đôi tay cắm túi quần từng bước từng bước đi về phía trước đi qua con đường nhỏ trong rừng phong thấy vệ sĩ đã đứng ở bên cửa chào mình anh đứng ở bên cửa hông xoay người nhìn về phía đường khả hình vẫn đứng ở đầu kia nhìn mình anh liền hỏi không đi sao không phải muốn về nhà đường khả hình xa xa nhìn bóng dáng đẹp trai nơi xa xa suy nghĩ một chút liền bước về phía anh nói anh không cần đưa tôi tôi tự đi thôi chấm ngoặc kép cô muốn chạy trốn tưởng thiên lỗi im lặng đi ra ngoài đường khả hình cảm giác trái tim đập thình thịch làm cho cô nhất thời mặt đỏ tới mang tai do dự một lát vẫn cất bước đi theo anh đi ra khỏi cửa hông khách sạn á châu to lớn như thế đi ra khỏi bên ngoài hai người bọn họ đi dọc theo đường phố náo nhiệt thế giới bên ngoài lại rẽ một cua quẹo cũng là đường phố náo nhiệt ánh đèn rực rỡ mới vừa lên tủ kính cao cấp và cửa hiệu tinh phẩm tất cả đều thắp sáng ánh đèn huyền ảo có một vài hàng quán nhỏ người bán hàng rong, thừa dịp đêm tối bày ra đủ loại đồ chơi nhỏ ở hai bên đường lớn cây ngô đồng. Đường khả hình có chút kinh ngạc đi theo bên cạnh tưởng thiên lỗi, nhìn bước chân anh bước hết sức vững vàng, đi tới trước mặt của một người bán hàng rong, nhìn đống quýt vàng tươi bóng loáng. Cô muốn ăn quýt không? Tôi mời cô ăn, đường khả hình đột nhiên cảm thấy có chút gấp gáp đi về phía anh, cứ có cảm giác anh không thích hợp môi trường này. Tưởng thiên lỗi không lên tiếng, ngẩng đầu lên thấy cô gái trẻ bày bán quyết vàng óng ánh, cô ngồi ở một bên đã nhìn mình ngây người, anh cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía cô. A, à, chấm ngoặc kép, đường khả hình cũng liếc mắt nhìn cô gái trẻ tuổi miền núi, có thể là chưa từng thấy qua trai đẹp, nhìn ngây người, cô lập tức lên tiếng, cúi người xuống hỏi bao nhiêu tiền một cân. Cô gái vẫn ngơ ngác nhìn về phía tưởng thiên lỗi, không biết trả lời. Này, chấm than ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên cao giọng gọi cô trong lúc nhất thời cô gái mới phục hồi tinh thần nhìn vẻ mặt đường khả hình rất không khách khí a à hát một tiếng hỏi chuyện gì vậy tôi hỏi cô bao nhiêu tiền một cân đường khả hình có chút không vui nhìn về phía cô tưởng thiên lối cúi đầu nhìn đường khả hình ngồi xổm trên mặt đất nhìn cô gái trẻ tuổi vẻ mặt lộ ra mất hứng anh im lặng mỉm cười ba ba đồng chấm ngoặc kép cô gái nói nhanh mắc như vậy sao đường khả hình hỏi nhưng vẫn móc ra 10 đồng đưa về phía cô gái nói tôi muốn hai cân. Chấm ngoặc kép. Tốt, cô gái có chút ngây ngốc, lập tức cầm cân, chọn hai cân quyết bỏ vào trong túi, muốn đưa cho khả hình, tưởng thiên lỗi lại nhận lấy, nắm ở trong tay, khả hình đưa tiền, cầm lại bốn đồng, hai người cùng nhau bước đi. Tôi còn tưởng rằng cô muốn trả giá. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi cầm lên một trái quyết, đi ở đi giữa đường, nhàn nhạt, nhạt nói. Tại sao, đường khả hình không quên Âu Zika, Sợ nó đi lạc, liền nhẹ nhàng dắt nó. Không phải những người này mua đồ đều muốn trả giá sao? Tưởng thiên lỗi bốc vỏ quyết, nói. Đường khả Hinh nở nụ cười, đi về phía trước nói, tôi biết một bà gì, cả đời tôi đều có lỗi với bà gì đó. Nhà của dì trồng rất nhiều cây vải, mỗi mùa vải đến, bởi vì không đủ người, dì hái một mình, hái được một giỏ, sau đó trời còn chưa sáng đã cõng nó, từ từ xuống núi, mỗi ngày phải đi mấy lần như vậy, để bắt kịp xe hàng trong núi, rồi đến thị trấn nhỏ, ngồi xổm cả một ngày, có lúc bán 3 đồng một cân, có lúc bán ba đồng rưỡi một cân, sau đó có một số người giàu có đến hỏi gì, hai đồng một cân có được không? Bà gì lắc đầu nói không được, nói không có lời. Phải biết những người này, không phải ông chủ vựa trái cây, càng không phải là thương lái kiếm món lợi cách xù, họ kiếm chỉ là một ít tiền lẻ, nếu anh không trả giá, hôm nay cô ấy có thể sống tốt một chút, cho nên đối với những người này, tôi vẫn luôn suy nghĩ, nếu có một ngày, cuộc sống của tôi được sung túc một chút, bọn họ nói giá tiền không quá đáng, tôi cũng không cần trả giá. Chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi nghe xong, nhìn thấy phía trước có chiếc xe đạp chạy qua, anh liền vươn tay, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, để cho cô đứng ở một bên. Mặt của đường khả hình đỏ lên, nhìn chiếc xe đạp chạy qua, trái tim của mình lại nhảy bùm bùm. Tưởng thiên lỗi buông tay cô ra, tiếp tục bước đi, vừa đi vừa bóc vỏ quyết, nói bản thân mình cũng chú ý không được, còn chú ý người khác. Đường khả Hinh đột nhiên mỉm cười, rất sôi nổi nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói, anh cũng không biết, nông dân trồng rau là nghề khổ nhất trên thế giới này. Bọn họ vất vả trồng ra rau dưa, đem bán chỉ được vài xu, hoặc hơn một đồng một cân, nhưng bị thương lái nâng giá thật cao để bán cho chúng ta. Anh biết nấm thông chứ, người dân khổ cực bao nhiêu, dậy sớm leo lên núi, có khi một ngày có thể hái được một chút, có khi, cả ngày không có, bọn họ thật vất vả hái nấm thông đem về, đem bán cho thương lái chỉ có mấy chục đồng, hoặc trên trăm đồng một cân, nhưng đến trong tay những người kia, cũng đã tăng lên gấp mấy chục lần, cho nên tôi luôn nghĩ rằng, nếu như có một ngày, khách sạn chúng ta trực tiếp trồng rau, hoặc cho phép đặt hàng rau dưa trực tiếp tại trang trại, như vậy bọn họ có thể có một chút tiền, thu vào nhiều một chút. Còn có, tôi đi đến nhà một bà gì, phía sau núi có mỏ than, tôi thường nhìn thấy mấy bác nông dân thật vất vả, sau khi khai mỏ xong, vì kiếm thêm một chút tiền, gánh 20 cân than, đi qua hai đỉnh núi, mới gánh tới chỗ nốc công, anh biết bọn họ gánh một gánh than, được bao nhiêu tiền không? Tưởng thiên lỗi quay đầu nhìn về phía cô, lắc đầu một cái. Hai đồng, chấm than ngoặc kép, đường khả hình rất kinh sợ nói ra mấy chữ này. Tưởng thiên lỗi thật yên tĩnh nhìn về phía cô. Ai, đường khả hình thở dài một hơi, tiếp tục đi về phía trước nói, đây chính là khoảng cách. Ánh mắt của chúng ta có thể nhìn thế giới này lâu một chút, chúng ta có thể phát hiện rất nhiều, sau đó giúp cho bọn họ một chút, chúng ta hạnh phúc như vậy, không phải càng thêm vui vẻ sao? Tưởng Thiên Lỗi dừng tại chỗ, nhìn Đường Khả Hinh vẫn đắm chìm trong bi thương và đồng tình, dắt con chó cưng của mình bước đi, từng bước từng bước, rất vững vàng, nhìn thật kỹ, anh thấy bóng lưng cô mảnh mai, bả vai gầy gò. Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, hỏi chuyện gì vậy? Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, đi tới trước mặt cô, nhẹ nhàng tách một múi quýt, đưa tới bờ môi cô. Đường Khả Hinh nhìn anh, "Tối nay cô ăn nhiều thứ như vậy, ăn chút quýt sẽ tiêu hóa." Chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt nói. "Thì ra anh mua cho mình ăn?" Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, hai mắt có chút mê ly nhìn anh. "Hả?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, lại đem múi quýt đưa đến bờ môi cô. Đường Khả Hinh vừa nhìn anh, vừa ăn múi quýt nhai nhẹ nhàng, mặt của cô đột nhiên nhíu lại, nói, chua quá. chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi đột nhiên có chút vui vẻ, có chút buông lỏng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cô. thật sự rất chua. chấm ngoặc kép, đường khả hình lại tức giận, chỉ vào anh nói, anh cố ý, có đúng không? tưởng thiên lỗi không nhịn được bật cười, bốc một múi quýt bỏ vào trong miệng của mình, nhai một cái, mặt cũng hơi nhíu lại nói, thật sự rất chua. chấm ngoặc kép ghét, đường khả hình không để ý tới anh, dắt chó muốn băng qua đường cái, chuẩn bị tìm chạm xe bus, dọc theo đường có một xe đạp chạy tới, cô mới vừa lui một bước, bàn tay nhỏ bé lại bị người nhẹ nhàng cầm lấy, cô ngẩng đầu lên nhìn tưởng thiên lỗi nắm bàn tay nhỏ bé của mình, nhìn trái phải không có xe lui tới, mới tự nhiên dắt mình băng qua đường. Cô cứ như vậy, theo phía sau anh, từng bước từng bước đi về phía trước. Hai người nắm tay, đi tới chạm xe bus hướng đối diện, cũng rất ăn ý không lên tiếng, lúc đầu, hai người còn có thể giữ vẻ mặt, đến cuối cùng hai người cũng không nhịn được bật cười. Chạm xe bus ở phía trước. Đường khả hình dừng ở trước chạm xe bus, nhìn về phía tưởng thiên lỗi dịu dàng nói tôi. Tôi đến rồi, chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi khẽ gật đầu, đem túi quyết đưa cho cô. Tôi không muốn, rất chua. Đường khả hình chợt lắc đầu một cái. Tưởng thiên lỗi không nói gì, đem túi quýt móc trên bàn tay của cô, rồi dắt Ozika, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, giọng nhàn nhạt nói, về nhà cẩn thận. Chấm ngoặc kép chấm. Đường khả hình nhìn anh tối nay rất khác lạ, thật sự có chút ngạc nhiên hỏi, tại sao? Muốn đưa tôi đi một đoạn đường. Trong bóng đêm, hai mắt tưởng thiên lỗi lóe lên, xẹt qua một chút ôn nhu, nhớ tới lúc mình đánh gôn xong, mới sai người điều động phòng giám sát đến xem, thấy đêm qua lúc mình say rượu, có một cô gái một lần hai lần muốn vứt bỏ mình, nhưng cuối cùng không vứt bỏ, thật kiên nhẫn làm bạn cùng mình hết cả buổi tối, thỉnh thoảng cô cúi đầu nhìn khuôn mặt của mình, vẻ mặt lộ ra đau lòng lan ra trong phòng làm việc tối đen. Đường Khả Hinh vẫn thật tò mò nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô chầm chầm, nói, trở về đi, về đến nhà, gọi điện thoại cho tôi. Tôi muốn xác định cô đến nhà. Chấm ngoặc kép. Xe buýt chậm rãi chạy tới. Đường Khả Hinh vẫn không hiểu nhìn anh. Đi đi, chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi cầm điện thoại di động của mình, nhẹ nhàng giơ lên, nói, nhớ gọi điện thoại. Đường khả hinh mở chừng hai mắt, ngây ngốc đáp, ồ. Chấm ngoặc kép, cô vẫn nghi ngờ không hiểu xoay người, đi lên xe buýt, sau đó chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, mở cửa sổ nhìn về phía anh. Tưởng thiên lỗi mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, tùy ý thoải mái đứng ở bên cạnh cây ngô đồng, ngẩng đầu lên, hơi mỉm cười nhìn về phía cô, lại căn dặn, nhớ gọi điện thoại. Chấm ngoặc kép đây là lần căn dặn thứ ba đường khả hình cảm giác trong lòng mình đột nhiên có chút men say ngọt ngào trong hốc mắt tràn ra một giọt lệ không thể tin nhìn về phía tưởng thiên lỗi hỏi anh anh tối nay anh sẽ chờ điện thoại của tôi sao ừ chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi mỉm cười nói tối nay tôi chờ điện thoại của cô ánh mắt của đường khả hình chấp chấp dâng lên một cảm giác vui sướng làm cho cô không nhịn được bật cười nhưng không chắc chắn hỏi thật xe buýt chậm rãi chạy đi. Thật, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi đứng ở nơi thật xa, nhìn chiếc xe buýt chạy đi, nhẹ nhàng nói theo. chương 274, điện thoại nội bộ. Gần tối, từng cơn gió mát thổi tới. Cây mộc lan nhẹ nhàng lay động, truyền đến tiếng xào xạc. Ánh đèn màu xanh dương vẫn phát ra ánh sáng rực rỡ, nghe nói đèn đường màu xanh dương là do ban ngày thu lấy màu sắc bầu trời xanh, đây là màu sắc duy nhất mà đêm tối hiểu được ban ngày từ đàng xa xe buýt chậm rãi lái tới, cuối cùng dừng ở bên đường. Bóng dáng nhỏ nhắn của đường khả hình nhẹ nhàng đi xuống xe, trên mặt của cô vẫn lộ ra nụ cười ngọt ngào, trong mắt đen ở trong màn đêm nhấp nháy giống như ánh sao, thỉnh thoảng nghĩ tới câu nói của người kia, trái tim của cô không nhịn được đập mạnh một lần nữa, vẫn không thể tin được, nhưng câu kia rất chân thật quanh quẩn trong đầu của mình. Cô thở ra một hơi, đè xuống tâm trạng kích động, đi qua đám người náo nhiệt trong một cửa tiệm ở dưới lầu, đi về phía căn lầu nhỏ của mình cô đứng ở trước cửa sắt chợt cảm thấy cảm xúc sôi trào giống như giọng nói đó đang đến gần một chút sắc mặt của cô ửng đỏ vươn tay đè xuống mật mã mở cửa đi vào đi qua ngọn đèn nhỏ màu vàng yếu ớt từng bậc từng bậc đi lên cầu thang đi tới trước cửa nhà móc ra chìa khóa mở cửa ra trong lòng đột nhiên có chút lo sợ nếu lỡ một chút nữa anh không nhận điện thoại thì làm thế nào chìa khóa nhẹ nhàng chuyển động cô vặn mở cửa đi vào, thấy phòng khách nhỏ sáng ngời, hiển nhiên đã quét dọn qua rồi, sau đó thấy nhã tuệ mặc quần áo thể thao màu trắng, buộc tóc, cầm khăn lau, không ngừng lau tủ rượu đỏ, chai rượu đỏ kia vẫn thật bình yên nằm ở bên trong, chiếu ra ánh sáng lịch sử rất chân thật, cô đi đến nhìn thoáng qua bên trong. Đã về rồi, chấm hỏi ngoặc kép, nhã tuệ cầm khăn lau, ngẩng đầu lên nhìn về phía khả hình, biết gần đây cô bận rộn cuộc thi rượu đỏ, cho nên phải ở lại học tập trong nhà trang hạo nhiên. Ừ, chấm ngoặc kép, đường khả hình đáp nhẹ một tiếng, sau đó đặt túi sách và túi quýt xuống, còn xếp xong tây trang để xuống, có chút mệt mỏi nói, mệt quá. Chấm ngoặc kép, nhanh đi tắm đi, ăn cơm chưa, nhã tuệ xoay người, nhìn về phía đường khả hình hỏi, cũng không để ý quần áo xếp xong là tây trang của đàn ông. Ăn rồi, chấm ngoặc kép, đường khả hình xoay người đi vào gian phòng. Nhã tuệ liếc nhìn vào trong, cầm khăn lau, nhẹ nhàng lau ghế salon, vừa lau vừa suy nghĩ, mới cẩn thận hỏi cô. Cô ăn với ai? Với tổng giám đốc Trang. Chấm ngoặc kép, đường khả hình đứng ở trước tủ treo quần áo, lấy áo ngủ ra, chuẩn bị tắm. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, nhã tuệ suy nghĩ trong chốc lát, lại cẩn thận hỏi cũng chỉ ăn với tổng giám đốc Trang sao? Đường khả hình cảm thấy những lời này có chút kỳ lạ, liền đi ra, nhìn về phía nhã tuệ nói, đúng vậy. Thế nào, cô, muốn hỏi ai vậy? mặt của nhã tuệ đỏ lên lập tức a hát một tiếng cười xấu hổ nói không có chỉ tùy tiện hỏi một chút bởi vì bình thường tôi thấy cô và mấy phó tổng chơi rất vui còn tưởng rằng mọi người ăn chung thôi không có hôm nay bọn họ đi ăn trực hay sao chấm ngoặc kép đường khả hinh mỉm cười đi vào phòng tắm đóng cửa lại nhã tuệ thở một hơi cầm khăn lau suy nghĩ trong chốc lát mới nói với đường khả hinh khả hinh Mới vừa ông Lưu gọi tôi đi xuống đánh cờ với ông, tôi đi xuống chơi hai bàn, trong tủ lạnh có thức ăn, nếu cô đói bụng, hâm nóng lên ăn nha. Chấm ngoặc kép. Ừ, chấm ngoặc kép, tiếng của đường khả hình từ trong phòng tắm chuyển đến. Nhã tuệ nghe xong, liền vội vàng giặt khăn lau, đem ra trên ban công phơi khô, liền xoay người đi ra khỏi cửa nhà. Trong chốc lát, đường khả hình tắm xong, mặc áo ngủ Việt đô nan của cô, cầm khăn lông, lau tóc ngắn, đi ra, nhìn phòng khách gọn gàng sạch sẽ cô mỉm cười theo bản năng đi tới trên ghế salon ngồi xuống vừa lúc đè ép túi sách tay cô cúi đầu liếc mắt nhìn túi kia khẽ chớp mắt một cái trên mặt từ từ hiện lên nụ cười rồi thở nhẹ một hơi khẽ cắn môi dưới nhẹ nhàng mở túi ra từ bên trong lấy ra điện thoại di động màu trắng của mình mở màn hình ngón cái nhẹ nhàng trượt danh bạ bên trong không có số điện thoại của anh sắc mặt của đường khả hinh thay đổi lập tức nhảy dựng lên nắm điện thoại di động muốn khóc nói trời ạ à, tôi không có số di động của anh vậy tôi làm sao gọi điện thoại cho anh chứ chấm hỏi ngoặc kép cô bối rối lập tức cầm điện thoại di động đứng ở trên ghế salon thật sự muốn khóc cô cầm điện thoại ngẩng đầu lên cao mày cố nhớ số điện thoại của tưởng thiên lỗi nhưng cô nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi cô gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng tâm trạng phức tạp được khó chịu suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho ai đó hỏi một chút hay không Hỏi Trang Hạo Nhiên, làm sao có thể, rốt cuộc làm thế nào đây? Cô lập tức ngồi trên ghế salon, trong đầu có một loại cảm giác tuyệt vọng, cảm thấy đây là ý trời. Cô thở dài, tay buông xuống dưới, điện thoại di động nghiêng qua một bên, đang lúc cô tuyệt vọng, trong mắt cô đột nhiên sáng lên, lập tức bấm điện thoại tổng đài khách sạn Á Châu, có chút căng thẳng cầm điện thoại lắng nghe. Xin chào, khách sạn Á Châu nghe, nữ nhân viên tổng đài mỉm cười âm thanh ngọt ngào lễ phép truyền đến a à, xin chào làm phiền cô giúp tôi chuyển đến phòng tổng giám đốc chấm ngoặc kép cô đánh giá bản thân quá cao rồi ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép nữ nhân viên tổng đài sướng sờ sau đó liền mỉm cười nói mời cô chờ một chút chấm ngoặc kép ánh mắt của đường khả hình sáng lên thật vui vẻ hào hứng cầm điện thoại di động đứng ở trên ghế salon cảm giác mình thật sự rất thông minh điện thoại nối máy xin chào, văn phòng hành tránh tổng giám đốc, giọng nói ngọt ngào của nữ nhân viên tổng đài văn phòng hành tránh truyền đến. Trái tim của đường khả hình bùm một tiếng, rơi xuống, hơi đỏ mặt, mới phát hiện mình thật sự quá ngây thơ rồi, tưởng thiên lỗi là ai, làm sao cô nói chuyển phòng tổng giám đốc là có thể chuyển, cô có chút thất vọng nói, xin chào, tôi. Tôi, tôi, muốn nối máy phòng làm việc của tổng giám đốc, chấm ngoặc kép, cô biết không có khả năng. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, quả nhiên đối phương im lặng. Đường khả hình cười khổ một tiếng, cô cũng biết là không thể nào. Xin hỏi tên cô là gì để nối máy phòng làm việc tổng giám đốc? Nữ nhân viên tổng đài văn phòng hành tránh vẫn không dám xúc phạm, hết sức có lễ phép hỏi. Tôi là, chấm ngoặc kép, lúc này đường khả hình mới nhớ, bây giờ mình không phải nhân viên của phòng ăn ngựa tôn nữa, liền nói ra thân phận hiện tại của mình nói, tôi là thư ký hành tránh tổng giám đốc trang, đường khả hình chấm ngoặc kép. Cô thất vọng nói, biết là không có hy vọng rồi. Nữ nhân viên tổng đài văn phòng hành tránh nghe nói thân phận này, lập tức mỉm cười cung kính nói, thư ký đường, xin chào, xin chờ một chút, chúng tôi chuyển máy cho cô. Chấm ngoặc kép, con người đường khả hình sáng lên, đột nhiên nghĩ tới trang hạo nhiên ban tặng cho cái thân phận này, thật ra không phải chức vị thấp, vào thời điểm nào đó, cũng có thể mượn lệnh của sếp, hô mưa gọi gió, cô nhất thời vẫn có chút không dám tin, cầm điện thoại di động thật cẩn thận lắng nghe tiếng chuông chuyển máy xin chào phòng thư ký tổng giám đốc nghe tiếng của một cô gái lưu loát chuyên nghiệp lễ phép truyền đến đường khả hình đột nhiên kích động muốn cười thật kích động nắm điện thoại di động nhanh chóng nói xin chào tôi là thư ký của tổng giám đốc trang đường khả hình tôi muốn tìm thư ký lưu đông anh chấm ngoặc kép xin chờ một chút chấm ngoặc kép thư ký lập tức mỉm cười lại chuyển điện thoại nội bộ Đường khả hình hồi hộp, có chút không thể tin nổi mình thật sự có thể liên lạc đến Đông Anh, thật sự là cảm ơn trời đất, cảm ơn Trang Hạo Nhiên. Xin chào, tôi là Đông Anh. Chấm ngoặc kép, giọng nói ngọt ngào thân thiện của Đông Anh truyền đến. Đường khả hình kích động bật cười, cắn chặt ngón tay, cười ngọt ngào vài tiếng. Mới nhanh chóng nói với Đông Anh, chị Đông Anh, tôi là Khả Hinh. Chấm ngoặc kép. Đông Anh nghe tiếng của đường Khả Hinh, liền mỉm cười nói, Khả Hinh làm sao cô lại gọi điện thoại tới đây? Tôi, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời đường khả hình không biết nói sao, đỏ mặt do so dự một lát, trái tim đập thình thịch, dịu dàng nói với Đông Anh tôi có chút chuyện. Muốn tìm tổng giám đốc tưởng một chút, nhưng tôi, tôi không biết số điện thoại của anh ấy. Chấm ngoặc kép, Đông Anh nghe nói như thế, đầu tiên hơi sừng sốt, mới mỉm cười nói cho nên. Cô gọi điện thoại đến phòng thư ký, tìm tôi trước. Sau đó tìm tổng giám đốc à chấm ngoặc kép đường khả hình cảm thấy quá mất mặt đầu cũng thấp xuống hơi cẩn thận hỏi tổng tổng giám đốc tưởng anh anh ấy có ở đây không lúc này anh ấy về nhà chưa cô đột nhiên nhớ tới bây giờ đã tối đông anh mỉm cười nắm điện thoại ngọt ngào nói anh ấy đang vốn là phải đi về nghỉ ngơi nhưng tạm thời có chút việc anh muốn xử lý cho nên hiện tại vẫn còn ở phòng làm việc đường khả hình vừa nghe trong lòng không khỏi ấm áp lên trong thế giới tình yêu tràn đầy hoa hồng nở rộ khắp nơi trái tim của cô đập càng lợi hại có chút căng thẳng hỏi vậy vậy chị có thể giúp tôi chuyển điện thoại nội bộ không tôi tôi thật có chút chuyện muốn tìm anh ấy chấm ngoặc kép tốt chấm ngoặc kép đông anh thật sự không nhịn được cười nhấn nhẹ điện thoại phòng làm việc tổng giám đốc sau đó mới cúp điện thoại điện thoại văn phòng tổng giám đốc vang lên tưởng thiên lỗi mặc áo sơ mi trắng quần tây đen thường phục ngồi ở ghế làm việc trước tổng giám đốc, đang xem lại số liệu trong văn kiện và báo cáo đánh giá thẩm định, hơi phân tâm cầm điện thoại lên, lạnh nhạt đáp một tiếng, tiếp tục xem số liệu. Alo, là tôi, chấm ngoặc kép, giọng nói ngọt ngào của đường khả hình yếu ớt truyền đến. Ừ, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi quen đáp một tiếng, vẫn còn nhìn tài liệu, chưa có lấy lại tinh thần. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình nghe giọng lạnh nhạt của tưởng thiên lỗi, tâm trạng vui sướng mới đó, chợt lạnh lẽo, hai mắt xoay tròn, hơi mất mát nói nhỏ tôi. Tôi, tôi là Khả Hinh, chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi lên tiếng trả lời theo thói quen, nhưng nghe nói như thế, anh đột nhiên sững sờ, từ trong nội dung văn kiện, phục hồi lại tinh thần, có chút không dám tin liếc mắt nhìn điện thoại bàn nắm trong tay, không phải điện thoại di động, có hơi kinh ngạc nói a. À, đường Khả Hinh, chương 275, triệt đề. Vâng, chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động, có chút thấp thỏm đáp nhỏ. Sao cô gọi điện thoại nội bộ tìm tôi? Tưởng Thiên Lỗi không thể tin nổi hỏi. Tôi không có số điện thoại của anh. Chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh đột nhiên có chút ủy khuất nói. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi nhất thời nói không ra lời. Đường Khả Hinh cũng có chút bất đắc dĩ cúi đầu. Cho nên, cô gọi điện thoại nội bộ tìm tôi. Tưởng Thiên Lỗi cầm điện thoại, có chút không tin, hỏi, vâng chấm ngoặc kép đường khả hình tựa vào trên ghế salon co hai chân cúi đầu cầm đặt trên đầu gối nghe tiếng nói dịu dàng trong lòng có cảm giác ấm áp lan ra cả người nhất thời có cảm giác bay bổng không chân thật điện thoại này gọi cũng không dễ chứ tưởng thiên lỗi buông bút máy trong tay sau đó tựa lưng vào ghế ngồi mỉm cười hỏi dĩ nhiên đường khả hình nhất thời không nhịn được nói anh cũng không biết muốn tìm anh rất khó khăn vốn muốn buông tay nhưng tôi Tôi lại sợ anh chờ điện thoại của tôi. Chấm ngoặc kép. Ánh mắt tưởng thiên lỗi xoay tròn, đột nhiên mỉm cười. Mặt của đường khả hình đỏ lên. Tưởng thiên lỗi nhịn cười một lúc lâu, mới nói cô cúp điện thoại trước, tôi đổi điện thoại gọi cho cô. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình đột nhiên căng thẳng, bởi vì vừa rồi chuyển lai like phức tạp như vậy, làm cho mình cảm giác sâu sắc. Tìm anh là chuyện vô cùng không dễ dàng, nếu như đứt like còn có thể nghe được tiếng của anh sao. Lòng của cô không khỏi căng thẳng, hỏi anh. Anh biết số điện thoại di động của tôi sao? Tôi biết rõ, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi dịu dàng nói. Đường khả hình sững sờ, đột nhiên nghĩ đến, người ta nghĩ chu đáo như vậy, có đầu đần như mình, cô đành phải im lặng cúp điện thoại. Tưởng thiên lỗi nghe được âm thanh cắt đứt, tay cầm điện thoại, nhớ tới lúc này giọng nói của đường khả hình có chút ủy khuất, không nhịn được mỉm cười, để điện thoại xuống, cầm thoại di động trên mặt bàn điện, ngón cái nhẹ nhàng trượt danh bạ điện thoại nhìn thấy hai chữ khả hình ánh mắt của anh lộ ra dịu dàng ngón cái nhấn nhẹ một cái liền đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất tay cắm nhẹ vào túi quần vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía câu lạc bộ ở nơi xa ánh đèn phản chiếu nhiều màu sắc nghe trong điện thoại truyền đến tiếng chuông êm tai anh chờ đợi đường khả hình ngồi ở trên ghế salon rốt cuộc thấy màn hình điện thoại di động sáng lên ngay sau đó rung mạnh cô mỉm cười kích động cầm điện thoại di động lên nhận máy, alo. Hai mắt tưởng thiên lỗi lại lộ ra nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng, ừ. Chấm ngoặc kép, đường khả hình cũng không lên tiếng, chỉ ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động, khẽ cắn môi dưới, cười ngọt ngào. Tưởng thiên lỗi cũng cười hỏi, về đến nhà lúc nào? Cũng khá lâu, tắm rửa sạch sẽ, ngồi ở trên ghế salon. Chấm ngoặc kép, đường khả hình giống như cảm thấy loại cảm giác này quá bồng bình làm cho trái tim cô nhảy thình thịch mặt đỏ dần, cả người không khỏi nóng ran. Tưởng thiên lỗi không lên tiếng, chỉ đơn giản mỉm cười. Đường khả hình suy nghĩ trong chốc lát, yếu ớt hỏi, anh thì sao? Có phải anh còn đang bận hay không? Chấm ngoặc kép. Ừ, đột nhiên có chút công việc khẩn cấp phải xử lý. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi dịu dàng nói. Tôi, tôi gọi điện thoại, có quấy giày anh hay không? Đường khả hình vẫn hiểu chuyện hỏi. Không có, tôi vẫn chờ điện thoại của cô, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nói. Trong lòng của đường khả hinh ngọt ngào, không nhịn được cười. Tưởng thiên lỗi cũng cúi đầu cười. Hai người cứ im lặng như vậy, không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào này, mặc dù biết ngày mai có lẽ sẽ khác đi. Đường khả hinh cảm thấy người đàn ông này, khẳng định có một mình ở trong phòng làm việc, đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía phương xa, cô cũng biết hiện tại mình không thể lắp đầy toàn bộ hố sâu cô đơn trong thế giới của anh, hai mắt cô vẫn ửng đỏ, dịu dàng hỏi tối nay. Anh còn phải làm việc đến bao lâu? Có thể cần một chút thời gian. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi đáp nhẹ. Đường khả hình nghe vậy, chỉ gật đầu một cái. Tưởng thiên lỗi cầm điện thoại di động, nhìn con tàu biển trước mặt, nghe tiếng còi tàu phát ra một lần cuối cùng trong tối nay, chậm rãi cập bờ biển, anh đưa mắt nhìn con tàu biển chở khách chạy định kỳ trở về, im lặng không lên tiếng. Đường khả hình cảm thấy hai người giống như không có đề tài, khẽ cắn môi dưới, có chút mất mát nói, vậy. Nếu anh đang bận, tôi không quấy rầy nữa. Cảm ơn anh chờ điện thoại của tôi. Chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi trước mắt, cầm điện thoại di động, muốn nói gì đó. Vậy tôi cúp máy đây. Chấm ngoặc kép, đường khả hình cảm thấy đối phương im lặng, cô liền muốn cúp điện thoại. Khả hình, một tiếng gọi lại. À, đường khả hình lập tức nắm điện thoại, lúc này mới phát hiện anh sửa lại cách xưng hô, mặt của cô ửng đỏ, không biết nên nói gì. Tưởng thiên lỗi do dự một lát, mới mỉm cười nói, cô còn có một thứ đồ, chưa trả lại cho tôi. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Đường khả hình ngạc nhiên hỏi. Tây trang của tôi. Chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi đột nhiên cười nói. a à, đường khả hình có chút miễn cưỡng cười nói, xin lỗi, xin lỗi, tôi quên rồi. À, vậy thứ hai tôi đi làm, đưa đến phòng thư ký, nhờ chị Đông Anh chuyển cho anh. Tưởng thiên lỗi im lặng một lát, mới cười nói, không cần. Không cần, đường khả hình kinh ngạc nói, anh không cần Tây Trang à. Nhãn hiệu Tây Trang này rất đắt. Tưởng thiên lỗi không nhịn được mỉm cười nói, sáng sớm ngày mai, cô tự mình đưa tới cho tôi. À, đường khả hình lại mất hồn hỏi, anh nói cái gì? Tưởng thiên lỗi cầm điện thoại di động, nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn làm bạn với mình đêm qua, nhẹ nhàng nói, sáng sớm ngày mai, cô tự mình đưa tới cho tôi. Chấm ngoặc kép, đưa, đưa, đưa đến nơi đâu. Đường Khả Hình cảm giác tim của mình nhảy thình thịch. Phòng làm việc tổng giám đốc. Ngày mai tôi còn có một chút chuyện muốn sáng sớm tới xử lý. Chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói. Ồ, chấm ngoặc kép, mặt của Đường Khả Hình đỏ lên, hai mắt lộ ra vẻ mê ly, không biết nên làm sao. Quyết định như vậy đi, ngày mai tôi chờ cô. Tối hôm qua cô cũng mệt mỏi, tối nay nghỉ ngơi sớm một chút. Tưởng Thiên Lỗi nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Tựa vào trước cửa sổ sát đất, cảm giác xung quanh đột nhiên thư thái, làm cho anh không nhịn được mỉm cười. Đường Khả Hinh ôm điện thoại di động vào trong ngực, nhớ anh mới nói, "Ngày mai, tôi chờ cô." Mặt của cô hiện lên nụ cười kích động, một giọt lệ lóe lên trong hốc mắt, cảm nhận sâu sắc trong thế giới của mình tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào. "Cô đang nói chuyện với ai vậy?" Một giọng nói truyền đến. Đường Khả Hinh giật mình, cầm điện thoại di động xoay người, thấy vẻ mặt nhã tuệ không thể tin nổi nhìn mình, mặt của cô đỏ lên, hai mắt nhanh chóng lóe lên một cái, không biết nói sao, chỉ vội vàng cúi đầu. tôi hỏi cô đang nói chuyện với ai vậy, nhã tuệ rất nghiêm túc đi tới trước mặt của đường khả hinh, cao giọng hỏi. đường khả hinh không muốn gạt nhã tuệ, nhưng cô thật sự không dám nói, chỉ ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía bản thân. nhã tuệ cắn răng, tức giận hỏi nữa, có phải tổng giám đốc tưởng hay không? Đường khả hình cúi đầu, cắn chặt môi dưới, không lên tiếng. Cô điên rồi, nhã tuệ nhìn về phía bản thân, tức giận nói tại sao cô lại gọi điện thoại cho anh ấy. Tôi không có, chấm ngoặc kép, đường khả hình yếu ớt nói nhỏ, rơi lệ nhìn về phía bản thân nói, đây chỉ là một cuộc điện thoại bình thường. Chấm ngoặc kép, một cuộc điện thoại bình thường lại làm cho cô ngọt ngào, vui vẻ như vậy sao? Hai mắt nhã tuệ rưng rưng, nghẹn ngào hỏi bạn. Đường khả hình gấp gáp nhìn về phía nhã tuệ, nức nở nói, nhã tuệ. Cô nghe tôi giải thích, chấm ngoặc kép. Tôi nghe cô giải thích cái gì? Nhã tuệ đau lòng bật khóc nói, sáng sớm tôi đã phát hiện có chút không ổn, nhưng tôi không nghĩ tới cô thật sự thích anh ấy. Cô điên sao, cô biết anh ấy là ai không? Anh ấy là tưởng thiên lỗi, tổng giám đốc tập đoàn Á Châu. Anh ấy có vợ chưa cưới là nhậm tử hiền, anh ấy có một người tình, gọi là Như Mạt. Phu nhân thị trưởng thành phố, vậy cô là cái gì thân phận cô là gì cô nói cho tôi biết đi nước mắt đường khả hình từng viên lăn xuống khổ sở run rẩy không biết nên nói gì cô không là cái gì cả đường khả hình chấm than ngoặc kép nhã tuệ rất đau lòng khóc nói cô có thể sống đến bây giờ còn có thể sống được đến bây giờ là dựa vào trái tim của cô đó nó kiên cường cỡ nào cô biết không nó bị tổn thương cỡ nào cô biết không cô biết không đường khả hình nắm chặt điện thoại di động cắn chặt răng, không dám nói một lời, vì bản thân đã rất tức giận, hoảng sợ đến cả người phát run. Cô thật vất vả sống lại, cô còn muốn chết trong tay anh ấy sao? Nhã tuệ đau khổ, khóc nói, nhậm tử hiền là ai, cô không biết phải không? Nếu như cô ấy phát hiện chuyện của cô và tổng giám đốc, cô ấy nhất định sẽ giết cô. Huống chi, cô chắc chắn tưởng thiên lỗi thích cô sao? Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình cắn chặt môi dưới, trong lòng chua sót khổ sở, nước mắt lăn xuống, lắc đầu một cái. Vậy cô làm con thiêu thân lao đầu vào lửa làm gì? Nhã tuổi kích động đưa tay vỗ vào bả vai bạn thân, kêu khóc cô sẽ chết, cô biết không? Cô sẽ chết, anh ấy không thể nào yêu cô. Đến nay tôi vẫn còn nhớ trận mưa to tới ba năm trước đây, cô ngất ở trong mưa, thiếu chút nữa tôi quỳ xuống cầu xin anh ấy đưa cô một đoạn đường, anh ấy cũng không chịu. Cô có biết, ngay lúc đó tôi lo sợ cỡ nào không? đau lòng cỡ nào không thương bạn thân của tôi sống rất đáng thương và hèn mọn cô biết tại sao anh không muốn đưa cô không bởi vì người phụ nữ trong xe kia là như mạt anh ấy muốn bảo vệ người phụ nữ của mình tình nguyện để cô chết đi đoạn thời gian trước chuyện trên du thuyền còn chưa qua anh ấy cho rằng cô đẩy như mạt xuống biển suýt chút nữa muốn đẩy cô xuống biển chôn theo đường khả hinh những sự thực tàn khốc này cô quên rồi sao nước mắt đường khả hinh lăn xuống mờ mịt nhìn về phía trước, không biết nên nói gì. Nếu như cô quên mất những chuyện này, cô sống có tôn nghiêm hay không? Nhã tuệ khóc nhìn về phía bản thân nói, tôi vì cô đã tranh cãi với anh ấy, tôi cũng không cần sự nghiệp của mình. Cô thì sao? Rốt cuộc cô đang làm gì? Thật không dễ dàng mới đi theo tổng giám đốc trang, tìm về một chút tôn nghiêm làm người, tại sao còn muốn rơi vào trong thế giới của anh ấy? Cô thật vất vả mới thoát ra được, chấm than ngoặc kép. Đường khả Hinh nắm chặt điện thoại di động, cảm giác buồn tim của mình đau đớn tê liệt, nhớ tới tối hôm qua làm bạn với người đàn ông kia, cô đột nhiên nắm chặt tay bạn thân, khóc nói, nhã tuệ, tôi biết rõ tôi không nên thích anh ấy, tôi biết rõ tôi không nên yêu anh ấy, giữa chúng tôi không thể nào, tôi biết rõ. Chấm ngoặc kép, nước mắt nhã tuệ lăn xuống, lại nhất thời đau đớn đến nói không ra lời. Nhưng làm thế nào đây? Đường khả Hinh ngồi ở trên ghế salon, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía trước trong lòng đau nhói, khóc nói, trái tim của tôi chính là như vậy, một lần hai lần rơi vào trong thế giới của anh ấy, không thể thoát ra. Anh ấy tức giận, anh ấy vui vẻ, anh cô đơn, anh ấy đau đớn, cảm xúc của anh ấy dường như tôi đều hiểu tất cả, tôi không biết tại sao, nhưng tôi hiểu tất cả. Ngay cả khi anh ấy hiểu lầm tôi, muốn đẩy tôi vào trong biển, tôi cũng hiểu được sự phẫn nộ của anh ấy, thật ra đó không phải là tức giận, đó là một loại khổ sở, rất khổ sở. Chấm ngoặc kép cô điên rồi, cái người điên này, cô điên rồi, nhã tuệ đau lòng ngã xuống sàn, liều mạng nắm lấy thân thể của cô, khóc nói, anh ấy muốn giết cô, cô còn hiểu nỗi khổ sở của anh ấy làm gì. Tại sao cô có thể như vậy? Nếu như tình yêu cần có lý do, tôi có thể tìm ra 100 lý do không thích anh ấy. Chấm ngoặc kép, đường khả hình rất khổ sở ngồi ở trên ghế salon bật khóc. Trời ơi, tại sao lại như vậy? Nhã tuệ ngẩng đầu khóc nói, tại sao lại như vậy? tại sao cô trêu chọc thứ người như thế? Nhậm tử hiền sẽ giết cô, cô ấy nhất định sẽ giết cô. Tôi không muốn bất cứ điều gì cả, tôi chỉ muốn bản thân của tôi sống thật tốt, nhưng cô vì anh ấy, ngay cả mạng cũng không cần sao. Nếu anh ấy thật lòng với cô, sẽ không bỏ mặc tình cảm hiện tại, lại mập mờ với cô. Khả hinh, không nên xem thường mình như vậy. Cô là người có lòng tự trọng, thân phận kẻ thứ ba này sẽ phá vỡ triệt để thế giới của cô. Chấm ngoặc kép. Đường Khả hình nghe xong, toàn bộ thế giới chợt bị vỡ nát, rũ xuống, ngồi trên ghế salon, nắm điện thoại di động, nước mắt chợt lăn xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 276, nói lời chia tay. Phòng làm việc tổng giám đốc. Tưởng Thiên Lỗi vẫn ngồi ở trước bàn làm việc xem Văn Kiệt, thỉnh thoảng hơi phân tâm liếc mắt nhìn điện thoại di động bên cạnh Văn Kiệt, anh im lặng mỉm cười, tập trung tinh thần một lần nữa, xem nội dung Văn Kiệt vào lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, chấm ngoặc kép, anh tiếp tục xem văn kiện, lạnh nhạt đáp lời. Nhậm tử hiền mặc áo len màu trắng lộ vai, váy ngắn màu đen, mang giày bót đến gối màu đen, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, đứng ở bên cửa, nhìn về phía chồng chưa cưới rất bận rộn, cô đột nhiên mỉm cười. Tưởng thiên lỗi hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhậm tử hiền, hơi sững sờ nhưng hỏi tại sao em tới vào lúc này. Nhậm tử hiền suy nghĩ một chút, liền đi vào phòng làm việc, đóng nhẹ cửa lại, đi tới trên ghế salon ngồi xuống, mới nói, mới vừa tham gia party xong, biết anh chưa có trở về nghỉ ngơi, thuận tiện ghé thăm anh một chút. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu. Anh còn bận đến lúc nào? Nhậm Tử Hiền quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, hỏi. Không biết. chấm ngoặc kép, giọng nói của Tưởng Thiên Lỗi hơi lạnh nhạt. Nhậm Tử Hiền nhìn anh một cái, đột nhiên cảm giác buồn nôn liền đưa tay bưng chặt miệng đứng lên thật nhanh bước nhanh về phía phòng nghỉ ngơi của anh tưởng thiên lỗi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa mở ra của phòng nghỉ ngơi nghe được bên trong truyền đến tiếng nôn mửa anh lập tức đứng lên đi qua phòng khách đứng ở cửa phòng nghỉ ngơi nhìn từ hiền sắc mặt trắng bệch tay rửa mặt nuốt cổ họng đắng nghét run rẩy đi ra tưởng thiên lỗi cầm hộp khăn giấy bên cạnh đưa về phía cô hỏi em làm sao vậy Nhậm Tử Hiền ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, nét mặt có chút căng thẳng, cười nói: Mang thai. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn về phía cô, cô nở nụ cười, cầm lấy khăn giấy lau nhẹ miệng, ném sang một bên, bước chân hơi không vững đi tới ghế salon, có chút nhàm chán ngồi xuống, hai chân duỗi thẳng ra bàn trà trước mặt, lại từ trong túi sách của mình rút ra một bao thuốc lá, trút ra một điếu thuốc, đặt ở trong miệng, trong tay cái bật lửa nhanh chóng đốt lên, rít một hơi thật sâu, rồi tao nhã phong tình thổi nhẹ ra ngoài. Tưởng thiên lỗi nhìn bộ dáng của cô, liền im lặng đi về phía bên cửa sổ, mở ra một cánh cửa sổ, để cho gió biển thổi vào. Nhậm tử hiền cầm thuốc lá, nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông, cô đột nhiên mỉm cười nói, nếu lúc ấy không thích em hút thuốc lá, tại sao đồng ý làm bạn với em? Anh sẽ không gò bó sở thích của em, tưởng thiên lỗi ngồi ở trên ghế ra, tiếp tục mở văn kiện ra xem. Đó là bởi vì anh không yêu em nếu như anh yêu em cái gì anh cũng muốn trông nom em giống như như mạt chấm ngoặc kép nhậm tử hiền mỉm cười nói tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên nhìn về phía cô có chút không vui nhậm tử hiền loạng choạng đứng lên lê giày cao gót hơn một tấc đi tới sau lưng tưởng thiên lỗi đột nhiên từ sau lưng cúi người xuống ôm cổ của anh tưởng thiên lỗi dừng lại sốt cuộc tình yêu của anh lúc nào thì chấm dứt nhậm tử hiền say thật khó chịu hỏi tưởng thiên lỗi không lên tiếng. Quên đi, năm nào cũng hỏi, ngày nào cũng hỏi, không có ý nghĩa. Nhậm tử hiền lập tức buông ra anh, đứng dậy chuẩn bị đi khỏi, không ngờ tay lơ đáng đụng phải điện thoại di động của anh, rơi xuống đất, cô có chút nhàm chán không người xuống, muốn nhặt điện thoại di động lên, ngón tay lơ đáng đè vào chức năng album, sau đó nhìn thấy hình ảnh đường khả Hinh ngọt ngào xuất hiện ở trong màn hình điện thoại di động. Trong lúc nhất thời cô tức giận vung tay đưa máy về phía tưởng thiên lỗi, hỏi đây là cái gì? Tưởng thiên lỗi chớp mắt một cái, vẫn bình tĩnh nói, đây là hình lúc anh và đường khả hình trao đổi điện thoại di động thì quản lý lưu lấy ra chụp. Nói cách khác, anh biết ở trong di động của anh hình này. Nhậm tử hiền hỏi anh một vấn đề khác. Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng. Nhậm tử hiền nhìn ánh mắt anh, một ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy, không thể tin nổi nhìn sắc mặt bình tĩnh của anh, nói tại sao anh lại đối xử với em như vậy. Anh đối xử với em như thế nào? Tưởng Thiên Lỗi cũng cao giọng nhìn cô. Nhậm Tử Hiền thở gấp, hai mắt nhanh chóng đỏ bừng, nghẹn ngào, giơ máy, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói, tình yêu của anh và Như mặt đã làm cho em bị thương tích khắp người, anh còn muốn trêu chọc đến Đường Khả Hinh để làm tổn thương em. Anh và Đường Khả Hinh không có chuyện gì, Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn về phía Nhậm Tử Hiền, nói. Tưởng Thiên Lỗi nhậm tử hiền rơi lệ nhìn người đàn ông này nói anh có biết em dễ dàng tha thứ cho anh dễ dàng tha thứ cho anh bao lâu không anh có biết tại sao em dễ dàng tha thứ không đó là bởi vì em muốn sống bên cạnh anh suốt cuộc đời chấm than ngoặc kép tưởng thiên lỗi cắn chặt răng hai mắt nhanh chóng lóe lên tại sao anh muốn đối xử với em như vậy nhậm tử hiền điên cuồng đập điện thoại di động xuống đất sụp đổ kêu lên chẳng lẽ anh không có một chút lương tâm sao một chút cũng không nghĩ tới em sao trong thế giới của anh không có trách nhiệm sao trong thế giới của anh không có quan niệm đạo đức sao tưởng thiên lỗi tức giận đứng dậy nhìn nhậm tử hiền nói em nói trong thế giới của anh không có đạo đức vậy em nói cho anh biết giữa anh và như mạt có xảy ra chuyện gì không nhậm tử hiền tức giận rơi lệ nhìn anh nếu như anh và cô ấy có chuyện gì em không có cơ hội này tưởng thiên lỗi lạnh lùng nói anh dắt em ra ngoài từ chỗ cha của em đã cam kết sẽ không làm chuyện có lỗi với em nếu như em cảm thấy chuyện của đường khả hinh vượt qua danh giới có thể tha thứ của em mâu thuẫn với cái gọi là quan niệm đạo đức của em như vậy chúng ta chia tay đi nhậm tử hiền không thể tin nổi nhìn anh tưởng thiên lỗi cũng bình tĩnh nhìn cô nước mắt nhậm tử hiền lăn xuống nhìn anh có chút không dám tin hỏi anh nói cái gì anh nói chia tay với em chia tay sao tưởng thiên lỗi cắn chặt răng nhìn hai mắt cô rơi lệ toàn bộ thế giới của nhậm tử hiền đột nhiên chìm vào tận đau thương khổ sở hỏi anh có yêu em không thật lòng dắt tay của em không giữa chúng ta làm sao nói chia tay chia tay ít nhất cũng từng sống cùng nhau đã rất nhiều năm rồi em chỉ một mực chờ đợi anh mà thôi em không có sống chung cùng anh tưởng thiên lỗi tất cả đều là em khổ sở chờ đợi anh lúc anh bị thương em cũng đã từng làm bạn với anh tại sao anh sao vô tình như vậy nói chia tay nhẹ nhõm như vậy Rốt cuộc em yêu một người đàn ông như thế nào? Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng bi thương của cô, cắn chặt răng, tuyệt tình quay mặt đi. Nhậm Tử Hiền khổ sở khóc nói, sớm biết yêu một người khổ như vậy, vậy dứt khoát không cần yêu, cũng không cần sống, để rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, không có một chút tôn nghiêm. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô. Nhậm Tử Hiền ngẩng đầu lên, giống như kêu trời, trời không đáp, gọi đất, đất không nghe, loại cảm giác này, tại sao tuyệt vọng như vậy? nước mắt từng viên lăn xuống, cả người ngã xuống mặt sàn, đột nhiên không nói nên lời, chỉ thật khổ sở nước nở, bi thương không có cách nào chút hết. Tưởng thiên lỗi chậm rãi ngồi xổm người xuống, ở trong không gian nhỏ, đau lòng nhìn tử hiền đau buồn, sâu kín nói em cảm thấy vấn đề giữa anh và em có liên quan đến người thứ ba sao. Đây là vấn đề của anh và em. Chấm ngoặc kép. Nhậm tử hiền quay đầu, nhìn khuôn mặt kiên nghị của tưởng thiên lỗi, nhiều năm như vậy, nhìn cũng không chán chút nào, càng nhìn càng yêu trong lòng của cô đau xót nước mắt từng viên lăn xuống vươn tay vuốt mặt của anh khổ sở nói tại sao anh muốn chia tay với em em không thể chia tay anh biết không tưởng thiên lỗi em không thể chia tay bởi vì tình yêu của em qua nhiều năm đã sớm mọc rể nảy mầm trong thế giới của anh bây giờ anh vứt bỏ em em sẽ chết anh biết không em sẽ chết đấy đừng chia tay cái gì em cũng có thể dễ dàng tha thứ chỉ cần anh không chia tay cái gì em cũng có thể dễ dàng tha thứ em cầu xin anh. Cô đột nhiên nhào về phía tưởng thiên lỗi, ôm cổ của anh, khóc giống nói, đừng chia tay. Em cầu xin anh, em thật sự không có thể rời khỏi anh, em không được, em không thể. Tử hiền, tưởng thiên lỗi đau lòng ôm lấy cô, vừa định khuyên giải. Em không muốn nghe, em không nghe, em không chia tay, em tuyệt đối không chia tay, cho dù chết, em cũng không chia tay, em là vợ chưa cưới của tưởng thiên lỗi, em không chia tay nhầm tử hiền chợt đẩy tưởng thiên lỗi ra, gào khóc đứng lên, xông thẳng ra ngoài. Tử hiền, tưởng thiên lỗi đột nhiên đứng lên, gọi cô. Cửa ầm một tiếng đóng lại. Nhậm tử hiền rơi lệ đứng ở cửa, nhớ tới câu chia tay lúc này, làm cho cô tuyệt vọng loạn choạng xông tới phía trước, nhào vào trong thang máy, run rẩy đưa tay, đóng cửa thang máy, cô một mình núp ở trong thế giới nho nhỏ, trong đầu vẫn quay cuồng lời chia tay của tưởng thiên lỗi. Cô chợt bưng mặt, đau khổ đến kêu không ra tiếng, nước mắt câm nín, từng viên lăn xuống. a, à, đến cuối cùng, nhậm tử hiền khổ sở kêu lên, khóc tưởng thiên lỗi. em không chia tay, em chết cũng không chia tay. chấm than ngoặc kép. tiếng kêu khổ sở vang vào phòng làm việc tổng giám đốc. tưởng thiên lỗi ngồi ở trên ghế ra, hai mắt nhắm chặt, hơi thở phập phồng. bóng đêm quá yên tĩnh, ánh trăng treo thật cao. đường khả hình nằm ở trên giường, cắn chặt ngón tay, nhìn về phía cánh cửa sổ đóng chặt cảm thấy trong bầu trời đêm, có một vầng trăng sáng lấp lánh soi sáng bí mật trong thế giới này, mỗi ngày nó soi dọi từng chút, ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Dương đối diện truyền đến tiếng lầm bẩm Ánh mắt của cô hơi chuyển động, nhìn về phía nhã tuệ cuộn rút thân thể, quay lưng lại với mình, ở trong bóng tối truyền ra một câu nói, nếu ngày mai cô muốn đi đến gặp anh ấy, vậy thì... Giữa chúng ta tạm thời không cần nói với nhau nữa, tôi tạm thời không muốn nói chuyện với cô. Chấm ngoặc kép nước mắt đường khả hình lăn xuống. chương 277, tôi có thể vào không? Sáng sớm hôm sau, càng vào thu, lá càng xanh màu, ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu sáng khắp nơi, chim nhỏ đậu trên đầu cành cây mộc lan không ngừng cúi cái đầu nhỏ, mổ nhẹ lá cây mộc lan trước mặt. Ánh sáng chiếu vào căn phòng ngủ nhỏ càng lúc càng mãnh liệt. Nhã tuệ mở mắt, đầu tiên nhìn bức tường trước mặt mình, nhớ tới ngày hôm qua hai người tranh cãi, cô đột nhiên cảm giác sau lưng trống trơn, có một loại dự cảm xấu ập vào lòng, cô chợt xoay người, nhìn về phía chiếc giường nhỏ màu hồng. Đường khả hình vẫn mặc áo ngủ màu vàng, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, đôi tay chấp nhẹ trước ngực đắp chăn, ngủ rất bình yên. Nhã tuệ thở dốc một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán, nhìn về phía khả hình ngủ say, thử gọi khả hình. Đường khả hình vẫn nằm ở trên giường, cũng không nhúc nhích, đoán chừng ngủ say. Nhã tuệ đột nhiên mỉm cười, Cảm thấy bản thân vẫn an toàn, cầm đồng hồ báo thức, nhìn đồng hồ đã 10 giờ 50 rồi, mình sắp đi làm, đoán chừng Khả Hinh cũng sẽ không đi gặp tưởng thiên lỗi, liền nhanh chóng rời giường, ra khỏi phòng, chuẩn bị rửa mặt. Phòng ngủ yên tĩnh lại. Đường Khả Hinh sâu kín mở mắt, nhìn chân nhà màu trắng trước mặt, lại có chút tối tăm, cô đã một đêm không ngủ để cho mình mệt mỏi, không còn hơi sức nằm ở trên giường, cũng không nhúc nhích. Nhã tuệ nhanh chóng rửa mặt xong ngay lập tức thay xong quần áo đang muốn đi làm trước mới xoay người nhìn về phía bạn thân vẫn nằm ở trên giường trầm trầm ngủ cô gọi nhỏ khả hinh tôi đi làm trước hôm nay cô đừng đi làm ở nhà hâm nóng cơm ăn là được nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày nay cô rất mệt mỏi đường khả hinh vẫn nhắm mắt nhã tuệ nhìn lại cô một cái im lặng rời khỏi phòng tiếng đóng cửa vang lên đường khả hinh lại mở hai mắt mờ mịt trong lòng như cho tàn nhìn trần nhà Phòng làm việc tổng giám đốc. Tưởng Thiên Lỗi vẫn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen ngày hôm qua, ngồi ở trước bàn làm việc, tay cầm bút máy, nhìn bầu trời xanh thẳm phía ngoài cửa sổ, đưa mắt nhìn không biết đến bao lâu, nhẹ chuyển ánh mắt nhìn về phía đồng hồ để trên bàn, đã 12 giờ. Tiếng gõ cửa vang lên. Anh vẫn nhìn bầu trời phía ngoài cửa sổ, biết là Đông Anh, ngưng suy nghĩ thật lâu, mới đáp nhẹ, "Vào đi." Chấm ngoặc kép. Đông Anh đẩy nhẹ cửa đi tới. Thấy Tưởng Thiên Lỗi vẫn duy trì tư thế này, nhìn phía ngoài cửa sổ đã lâu thật lâu, cô hơi sững sờ, mới bước nhẹ qua nói: "Tổng giám đốc, hiện tại đã đến 12 giờ, anh ăn cơm trưa ở đâu?" Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, nhớ tới nụ cười ngọt ngào của Đường Khả Hinh, vẻ mặt của anh vẫn không chút thay đổi. Đông Anh nhìn tư thế của anh, có chút căng thẳng nói: "Tổng giám đốc, từ tối hôm qua đến bây giờ, anh cũng không có uống nước, dùng điểm tâm, như vậy thân thể sẽ không chịu nổi." Nếu anh không muốn ra bên ngoài ăn, tôi bảo người làm một chút món ăn cho anh ở trong phòng làm việc dùng cơm." Tưởng Thiên Lỗi yên lặng suy nghĩ một chút, khẽ chớp mắt, đột nhiên đứng lên. Đông Anh có chút kinh ngạc nhìn về phía anh. "Hủy bỏ tất cả công việc hôm nay cho tôi, tôi có việc phải đi ra ngoài một chuyến." Tưởng Thiên Lỗi nói xong, mặc xong quần áo đơn giản, nhanh chóng đi ra khỏi phòng làm việc. Đông Anh có chút sững sờ nhìn bóng lưng của anh, ngay cả gọi anh cũng không kịp. Chủ nhật, đại sảnh khách sạn Á Châu rất náo nhiệt, đang trong thời gian tổ chức cuộc đua ngựa đặc sắc, cho nên đối với chuyện này mọi người bàn tán ẩm ý. Cửa thang máy mở ra. Tưởng thiên lỗi nhanh chóng đi ra, đi qua đại sảnh, đi tới trước cửa khách sạn, nhận lấy chìa khóa nơi nhân viên tiếp tân, tự mình ngồi lên ghế lái chiếc Mercedes, khởi động máy, cho xe chậm rãi chạy ra phía trước. Bên con phố nhỏ cổ xưa, có rất nhiều rất nhiều học sinh tiểu học mua bánh bao ở tiệm bánh bao dưới lầu, rất nhiều người già đang tụm ba tụm năm nói cười, bà dì bán báo vẫn còn đang muốn khả hình làm con dâu của bà, nói xấu khả hình khắp nơi, làm cho người ta không dám theo đuổi cô. Đường khả hình mặc t-shirt màu trắng, quần sót màu đen, đang đứng ở trên ban công, vừa treo chăn bông phơi nắng, vừa phơi khô long nhãn, mùi thơm ngọt ngào tỏa ra, cô vừa ngửi mùi thơm vừa nghe bà dì dưới lầu nói xấu mình. Cầm cây thước, mặt không thay đổi đập vào lớp vải bông mềm để cho nó tơi ra tiếp xúc ánh mặt trời. Con bé khả hình đó có không biết bao nhiêu đàn ông tìm nó, tôi đã nói con bé đó hèn mọn, gả cho con tôi thật tốt, má trái của nó như vậy, làm sao có thể có đàn ông thích. Bà dì dưới lầu tiếp tục mắng. Đường khả hình nghe lời này, rốt cuộc hơi tức giận, trợn mắt nhìn bà dì một cái, không nhịn được đứng ở trên lầu, trả lời một câu, gì Xin dì không nên tùy tiện nói lung tung, con sẽ không gả cho con trai của dì. Mấy ông già ở dưới lầu đều bật cười. Bà dì bán báo nghe được Khả Hinh nói như vậy, mặt đỏ lên, nhìn lên lầu hứ một tiếng. Đường Khả Hinh phơi chăn bông xong, liền tức giận ngồi sổ người xuống, cầm cái sọt, nhặt hết long nhãn sấy tiểu nhu phơi trên sàn bỏ vào, đặt trên kệ ở bên cạnh, sau đó đi vào phòng tắm, đang chuẩn bị muốn tắm, không ngờ chân vừa bước vào, mới phát hiện cống nước bị nghẹt, cô bất đắc dĩ thở dài, cầm một thanh sắt, không ngừng chọc xuống cống nước, chọc liên tục, vừa chọc vừa nói, thiệt là không hiểu nổi ngày nào cũng nghẹt vừa không có tóc lại không ném khăn giấy cũng rất cẩn thận vẫn bị nghẹt phiền chết rồi cô nói xong tiếp tục chọc xuống chọc đến bị nước bắn lên người cô tức giận phát run lại ra sức chọc mạnh xuống tiếng chuông cửa dưới lầu vang lên đoán chừng đứa bé nào đùa giỡn cô không để ý tiếp tục nhanh chóng chọc xuống ra sức chọc nhưng chọc thế nào cũng không thông có chuyện chứ tiếng chuông cửa dưới lầu vẫn còn vang đường khả hình tức giận ném thanh sắt xuống sàn cả người ướt đẫm nhanh chóng đi ra phòng khách đi tới ban công tức giận nhìn xuống kêu la ai vậy chấm than ngoặc kép cô sướng sờ xuyên qua tàng cây ánh mặt trời chiếu xuống có chút mơ hồ nhìn về phía dưới lầu một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần tây đen vẻ mặt nhàn nhã mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn mình đầu óc của cô như bị thiếu dưỡng khí chớp mắt một cái giống như mình đang nằm mơ cô chớp mắt một cái nữa nhìn xuống quả nhiên tưởng thiên lỗi vẫn mỉm cười đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu lên, mặt mỉm cười nhìn về phía cô. Trái tim của cô bùm một tiếng, không thể tin nhìn về phía tưởng thiên lỗi ở dưới lầu, vẫn cho rằng mình đang nằm mơ, kêu nhỏ anh. Làm sao anh biết, chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên, nhìn đường khả hình đứng ở trên ban công, lắc lư cái đầu nhỏ nhìn mình, anh đột nhiên mỉm cười, nói, một mình chờ cô cả buổi sáng không có tới, đang nghĩ không biết có nguyên nhân gì, muốn tới đây xem một chút, nhưng cô đã sửa lại mật mã nhà. Chấm ngoặc kép. A, à, chấm ngoặc kép, trong lòng Đường Khả Hinh có một phút chốc kháng cự, nhưng trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp và ngọt ngào, không nhịn được cúi đầu nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở dưới lầu, cảm thấy Đường Khả Hinh do dự, liền mỉm cười hỏi, "Ngày chủ nhật, cô tính để cho tôi đứng ở dưới lầu nhà cô bao lâu?" Đường Khả Hinh sâu kín nhìn anh một lúc lâu, lại do dự, rốt cuộc xoay người đi vào phòng khách, nghe chuông cửa vẫn còn vang lên cô vẫn do dự rốt cuộc đi tới cầm lên điện thoại nhấn mở khóa cửa đột nhiên nghe dưới lầu có người tiếng cửa mở cánh cửa sắt đang chuyển động đường khả hình đứng ở bên cửa thở gấp chờ đợi lâu giống như một thế kỷ rốt cuộc nghe được tiếng gõ cửa cả người cô chấn động mạnh một cái hoảng sợ không nhẹ nhìn về phía cánh cửa kia tiếng gõ cửa lại nhẹ vang lên đường khả hình nghĩ ngợi cuối cùng vẫn cắn chặt môi dưới run rẩy đưa ra bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng mở cửa phòng khách đi ra phía trước nhìn xem. Tưởng thiên lỗi đứng ở trước mặt của mình, có chút đẹp trai nhìn về phía mình, mỉm cười. Đường khả hình đột nhiên cảm thấy hoa mắt, tay nắm chặt tay cầm cửa, nhìn về phía anh, mất hồn nói nhỏ anh. Anh làm sao biết, chấm ngoặc kép. Cùng một vấn đề, cô muốn hỏi mấy lần, tưởng thiên lỗi hơi bật cười nhìn về phía cô. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình vẫn có chút không thể tin được anh đứng ở trước mặt của mình. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, nhịn cười, giơ nhẹ cái túi đưa cho Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cúi đầu nhìn, là quyết. Cô lập tức nhăn mặt, nhìn anh nói, lại là quyết. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên mỉm cười. Đường Khả Hinh cũng đột nhiên mỉm cười. Tôi có thể vào được không? Tưởng Thiên Lỗi chưa bao giờ hỏi người khác loại chuyện này. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, cảm thấy trong hai tròng mắt anh có chút dịu dàng, trong lòng của mình đột nhiên ấm áp, nhưng không biết nên làm gì. Tưởng Thiên Lỗi yên lặng nhìn cô, hỏi tôi, không thể đi vào sao? Đường Khả Hinh nắm chặt tay cầm cửa, trong lòng không khỏi hoang mang, cắn chặt môi dưới, còn muốn suy nghĩ, rốt cuộc tránh người ra, nhẹ nhàng nói, vào đi. Chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô chầm chầm, xách theo túi quyết đi tới. Đường Khả Hinh lùi một bước, tránh người sang bên. Tưởng Thiên Lỗi vừa đi vào, vừa nhìn cô, thuận tay nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhẹ tay đè xuống khóa tâm. Đường Khả hình không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi xoay người nhìn cô, mới vừa muốn nói chuyện, lại nhìn thấy cả người cô từ trên xuống dưới ướt đẫm. Mặt của Đường Khả hình đỏ lên lên, vội vàng nói, cống thoát nước bị nghẹt, làm thế nào cũng không được. Chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, mỉm cười. Chương 278, dưa chuột. Đường Khả hình có chút mất hồn cầm thanh sắt nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, sàn ống tay áo nhận lấy thanh sắt đi vào phòng tắm nho nhỏ màu hồng liếc mắt nhìn tinh dầu tắm và khăn lông treo phía trên mới ngồi xổm trên sàn cầm thanh sắt đưa về phía đường cống động nước quan sát một chút mới cầm thanh sắt chọc nhẹ xuống một cái đường khả hình đứng ở bên cửa phòng tắm nhìn tưởng thiên lỗi ngồi xổm trên sàn bộ dáng vẫn rất phong độ và quý phái cô không nhịn được hỏi tại sao anh phải tới đây theo thói quen lúc tưởng thiên lỗi làm việc rất chăm chú cũng không lên tiếng chỉ nhắm chỗ mềm nhất, không ngừng chọc xuống. Đường Khả Hinh lại nhìn nửa khuôn mặt của anh, cứ có cảm giác anh không giống ngày thường, nhưng lại nói không ra nguyên nhân, chỉ đưa mắt nhìn anh đang ra sức chọc vào cống thoát nước, chọc thật lâu, mới có cảm giác hơi thông, anh mới hỏi, rốt cuộc cô nhét thứ gì xuống dưới? Tại sao nhét cứng như vậy? Không có, Đường Khả Hinh ngạc nhiên ngồi xổm xuống, nhìn cái lỗ nhỏ, nói, bình thường chúng tôi gội đầu, ngay cả tóc cũng nhặt lên tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên nhìn cô một cái đường khả hinh nhìn ánh mắt của anh lập tức cau mày cất cao giọng nói anh không tin tôi sao thật mà tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng tiếp tục chọc vào cống thoát nước ở khoảng cách gần đường khả hinh nhìn anh cảm thấy người này rất ôn hòa nhưng bộ dáng vẫn là tổng giám đốc ở trên cao cô không nhịn được mỉm cười tưởng thiên lỗi dùng sức chọc xuống rốt cuộc cảm giác thanh sắt nới lỏng toàn bộ nước bên chân ào ào chảy xuống a à, thông rồi đường khả hình vui vẻ cười lên tưởng thiên lỗi cũng thở phào nhẹ nhóm đứng lên đưa thanh sắt cho đường khả hình đường khả hình nhận lấy tưởng thiên lỗi im lặng đứng ở trước bồn rửa tay trong phòng tắm lấy nước rửa tay đường khả hình đứng ở bên cửa ngây ngốc nhìn bóng lưng của anh hết sức to lớn cao ngạo và hấp dẫn lộ ra một cảm giác thần bí an toàn khó trách nhã tuệ nói nhà chúng ta không thiếu cái gì cả chỉ thiếu đàn ông thông cống nước thay bóng đèn nhấc bình ga cho chúng ta cô nghĩ tới đây trên mặt hiện lên một chút nụ cười kỳ lạ có lẽ tưởng thiên lỗi cảm nhận được nụ cười của đường khả hình động tác trong tay ngừng lại quay đầu nhìn về phía cô mặt của đường khả hình đỏ lên lập tức cúi đầu tưởng thiên lỗi im lặng không nhịn được cười hơi đứng thẳng người nhìn về phía đường khả hình âm thanh nhàn nhạt hỏi khăn tay đâu giọng nói như ra lệnh ồ ở chỗ này đường khả hình đành phải đi vào phòng tắm nhỏ hẹp kéo khăn lông đưa về phía tưởng thiên lỗi tưởng thiên lỗi vừa nhìn cô vừa nhận lấy khăn lông anh nhẹ nhàng lau đôi tay thon dài hết sức đẹp mắt đường khả hình im lặng cúi đầu cảm thấy động tác nhỏ của anh ở trước mặt của mình không ngừng thay đổi có một chút âm thanh thần bí và kỳ lạ làm cho lòng mình xúc động giống như từng cơn sóng ấm áp tưởng thiên lỗi lau tay xong cúi xuống nhìn khả hình đưa khăn tay cho cô Đường khả hình lập tức nhận lấy, đi lên trước, sắt lên thanh thép bên tường, quay đầu, anh đã đi ra ngoài, cô cũng im lặng đi ra ngoài, nhìn tưởng thiên lỗi, một người cao lớn như vậy lại một lần nữa đứng ở trong phòng khách của mình, nhìn xung quanh một cái, mới quay đầu, nhìn về phía cô chậm rãi hỏi, ăn cơm chưa rồi sao? Giọng nói này như có một chút ra lệnh. Đường khả hình lập tức ngẩng đầu lên, nhìn hai tròng mắt thâm thúy của tưởng thiên lỗi, nói, không có. Không có, chưa ăn chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi nghe vậy, liền gật đầu một cái, nói tôi cũng chưa ăn. Ồ, chấm ngoặc kép, đường khả hình đáp lời, đầu óc đình trệ trong chốc lát, hơi nhắc nhở, nhìn bộ dáng tưởng thiên lỗi như muốn ở nhà mình, cô có chút kinh ngạc hỏi anh. Anh, anh muốn ăn cơm chưa sao? Cô không có hỏi anh muốn ăn ở chỗ này không? Trong nhà có món gì? Tưởng thiên lỗi quay đầu, nhìn về phía đường khả hình hỏi. Đường khả hình chừng mắt, đưa lên tay, ngón tay nhẹ nhàng chỉ về phía phòng bếp nói có khoai tây cà chua à có thịt bò còn có một chút xíu đậu hũ nhưng là ngày hôm qua ừ tùy tiện ăn một chút thôi tưởng thiên lỗi trực tiếp đi vào phòng bếp từ trong tủ lạnh cầm một chai nước suối mở nắp uống một hớp mới đi ra ngoài nói a à, được rồi nhưng chấm ngoặc kép đường khả hình vẫn cảm thấy có chút lo sợ nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói anh chắc chắn vợ chưa cưới của anh sẽ không tới chứ. Như vậy, tôi sẽ không sống lâu. Tưởng thiên lỗi nhịn cười, nhìn cô, uống một hớp nước suối, mới nói, trừ khi cô ấy cũng nhớ cô, nếu không, cô ấy cũng sẽ không tới. Chấm ngoặc kép, mặt của đường khả hình lại đỏ lên, nhìn về phía anh. Sắc mặt của tưởng thiên lỗi khôi phục lại nét thâm trầm, nhưng hai mắt thoáng qua ánh sáng làm cho người ta đỏ mặt tim đập nhanh, khả hình lập tức cúi đầu, thở nhẹ một hơi, mới nói, vậy, Vậy anh ngồi một chút, cả người tôi đều ướt, thay bộ quần áo rồi đi nấu cơm. Ừ, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lối quay đầu đi, nhưng trên mặt lại hiện lên nụ cười, ngồi ở trên ghế salon, cầm sách rượu đỏ của cô, lật xem. Đường khả hình nhanh chóng tắm xong, sau đó mặc t-shirt màu đen, váy ngắn màu trắng, chân trần đi ra, nhìn anh vẫn còn đang lật xem sách rượu đỏ của mình. Cô liền vội vàng đi vào phòng bếp, bật lửa, đặt nồi lên, đầu tiên dán hai trứng gà cho vàng ươm lập tức châm nước vào, cắt gừng thành sợi giải vào, sau đó bỏ từng múi cà chua đã cắt vào nồi, đậy nắp, lại chuyển người qua, muốn cắt thịt bò, cả người tưởng thiên lỗi ngăn ở trước mặt của mình, hai mắt nóng rực đang nhìn mình. Mẹ ơi, chấm than ngoặc kép, đường khả hình còn cầm con dao trong tay, trong lúc nhất thời dơ lên, hô to một tiếng. Tưởng thiên lỗi nhân mày, thân thể ngửa ra sau, nhìn về phía cô nói cô làm gì vậy? Anh làm tôi sợ muốn chết, chấm than ngoặc kép, Đường khả hình chặn ngực, thở phì phò nhìn về phía tưởng thiên lỗi, nói tại sao anh đi vào cũng không lên tiếng chứ. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn cô. Đường khả hình lại cao mày nhìn anh một cái, mới nói, nể mặt anh thông cống thoát nước cho nhà tôi, tạm thời bỏ qua cho anh. Cô nói xong, cũng đã để dao xuống, xoay người, từ trong tủ lạnh lấy ra một trái dưa chuột, cầm cái khay rửa rau, rửa sạch sẽ, đặt lên tấm thất nấu chay, cầm một con dao khác, giống như đao thần cộc 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 cắt lát dưa chuột, một ngón tay thon dài đẹp mắt cầm một lát dưa chuột, cô sửng sốt ngẩng đầu, nhìn tưởng thiên lỗi đứng ở sau lưng mình, bỏ dưa chuột vào trong miệng, tao nhã nhai. Ăn ngon không, đường khả hình nhìn anh, khẽ mỉm cười hỏi. Tạm được, đây là loại không có thuốc trừ sâu, cũng không có thuốc kháng sinh. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi đến gần thêm sau lưng đường khả hình, vươn tay lấy thêm một lát dưa chuột khác, bỏ vào trong miệng, tâm trạng có chút vui vẻ nở nụ cười. Trong mắt của Đường Khả Hinh nheo lại, nhìn về phía người này, phát hiện có chút vui vẻ, thử dò xét cười nói anh sẽ không phải thích dưa chuột chứ. Tưởng Thiên lỗi nhịn cười, nhìn cô, cũng không lên tiếng, chỉ là dưa chuột này nhai có mùi vị rất ngon miệng. Phốc, Đường Khả Hinh lập tức xoay người, cười nói, một người đàn ông lại thích ăn dưa chuột. Chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên lỗi không nhịn được cười, cao mày, như người tựa vào trước cửa tủ lạnh nhìn cô nói tại sao một người đàn ông không thể ăn dưa chuột. Không biết vì sao, đường khả hình cảm thấy chuyện này buồn cười, vừa cắt vừa cười, ban đầu còn có thể nhịn được, đến cuối cùng thật sự không nhịn được, ngẩng đầu lên, cười to ha ha ha, có thể thích ăn dưa chuột. Thật ra vô luận là vẻ ngoài hay nội tâm, tưởng thiên lỗi đều là người hết sức tao nhã, cũng không hiểu lời này của đường khả hình, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, không nói nên lời. Nhìn về phía cô, nói, đi theo Trang Hạo Nhiên, học hư như vậy. Nào có, đường khả hình lấy thêm một trái dưa chuột cắt lát, xoay người, đưa tới trên môi anh, cười nói, ăn đi, ăn đi. Tưởng thiên lỗi đột nhiên có chút hận nụ cười của cô, đột nhiên nắm chặt cổ tay của cô, cúi xuống, cắn dưa chuột và ngón tay cô. A, à, chấm ngoặc kép, đường khả hình kêu to, đau. Tưởng thiên lỗi không lên tiếng nữa, chỉ nín cười xoay người, cũng không có đi về phía phòng khách, mà đi vào gian phòng ngủ. Đường khả hình chừng mắt bóng lưng của anh, cầm con dao, như đao thần, chém vào tấm thớt một cái, đứng lên, đau lòng nhìn ngón trỏ của mình đã phồng đỏ lên, cô hừ một tiếng, trong lòng không biết vì sao lại ngọt ngào. Chớp mắt một cái, liền xoay người tiếp tục cắt dưa chuột, lấy tỏi băm, dầu vừng, nước tương, ớt đỏ, muối, đường, nhanh chóng trộn đều. Sau khi trộn xong, lấy cái mâm màu trắng cầm đĩa gỏi dưa chuột đặt vào trong mâm, lại xoay người, từ trong tủ lạnh cầm thịt bò, dùng dao đập mấy cái rồi nhanh chóng cắt thành từng miếng, nhúng vào bột, trộn vài cái, để qua một bên, cầm tô múc canh cà chua. Vẫn bận rộn như vậy cho đến khi nghe được dưới lầu, học sinh tiểu học học tiếng Anh thì cô đã đem ớt xanh xào thịt bò, gỏi dưa chuột, canh cà chua trứng, khoai tây dồn thịt gà, đậu hũ ớt đỏ, toàn bộ đặt lên mâm, bưng ra trên bàn cơm ở phòng khách, lúc này mới phát hiện ra trong phòng khách không ai, cô sướng sờ, cho rằng anh đã đi, cảm thấy hơi mất mát, nhưng cảm nhận trong căn phòng nhỏ vẫn truyền đến một loại tình cảm nồng đậm, theo bản năng cô liền xoay người, vén nhẹ rèm che nhìn vào bên trong, tưởng thiên lỗi nửa nằm tại trên giường của mình. Hai chân thon dài hơi gấp lại, tay đặt nhẹ ở trên chán, đang nhắm mắt ngủ. Ngày hôm qua anh không có ngủ sao? Đường khả hình có chút ngạc nhiên, nhẹ nhàng đi vào phòng, mượn ánh sáng xuyên qua cửa sổ bên cạnh, nhìn tưởng thiên lỗi nhắm mắt ngủ, lồng ngực phập phồng rất nhịp nhàng, đoán chừng là mệt mỏi, cô suy nghĩ một chút, liền im lặng nhẹ nhàng tiến lên, kéo người của anh qua, cầm cái chăn màu hồng xếp xong, muốn đắp lên trên người của anh, không ngờ mới vừa đắp nhẹ lên trên ngực của anh, lại cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cổ tay của mình, mặt của cô đỏ lên, đã thấy tưởng thiên lỗi mở mắt, đang nhìn mình chằm chằm. A, à, chấm ngoặc kép, đường khả hình giật mình, thật căng thẳng cúi người nhìn anh. chương 279, công việc hay chuyện riêng. Tưởng thiên lỗi chợt nắm tay của cô, kéo mạnh, làm cho cô lập tức nhào tới trên người mình, sau đó mạnh mẽ xoay người đè cô dưới người. A, à, chấm than ngoặc kép, đường khả hình giật mình, không nghĩ tới tưởng thiên lỗi có thể nhanh như vậy, cô kinh hãi, đôi tay không tự chủ trống trên ngực của anh, hoảng sợ đến trái tim đập thình thịch nhìn anh. Tưởng thiên lỗi hơi thẳng người, cúi đầu, hai mắt thâm thúy thoáng qua một chút bá đạo, nhìn cô gái trước mặt căng thẳng đổ mồ hôi, vẫn nắm chặt quả đấm nhỏ của cô, trầm giọng nói, sau này không nên làm như vậy. À, trong lòng đường khả hình lạnh lẽo, căng thẳng nhìn anh. Tưởng thiên lỗi nhìn cô, cảm giác thân thể nhỏ nhắn, rất mềm mại, bộ ngực sữa phập phồng không ngừng nhích lại gần thân thể đàn ông của mình, kích thích ham muốn của anh, nhìn ánh mắt mê ly của cô, sâu kín nói, sau này, cho dù đàn ông ngủ thiếp đi, nếu cô và anh ta không có quan hệ, đừng đắp chăn cho anh ta, cũng đừng khom người xuống nhìn anh ta, bởi vì... Như vậy rất mập mờ. Chấm ngoặc kép trong lòng của đường khả hình dâng lên ám áo nhìn người đàn ông ở trước mặt. Tưởng thiên lỗi cũng nhìn cô chầm chầm, nói, ngày trước. Chưa từng có cơ hội như vậy chứ. Đường khả hình trước mắt, không biết nên nói gì. Tưởng thiên lỗi nheo mắt lại, nhìn vẻ mặt cô, nói, từng có. Đường khả hình có chút căng thẳng nhìn anh. Tưởng thiên lỗi hơi ngẩng cao đầu nhìn cô, thoáng qua một chút thâm trầm, nói, trang hạo nhiên. Đường khả hình chớp mắt, nhìn anh. Tô, Thủy Kỳ, Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên hỏi tiếp. Trái tim Đường Khả hình đập thình thịch, nhớ tới bên bờ hồ sen trên đường về nhà, Tô Thủy Kỳ cũng từng bá đạo ôm mình như thế. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt quả đấm của cô, sức lực có hơi mạnh. "A", à, Đường Khả Hinh đau đến đổ mồ hôi, có chút căng thẳng nhìn bộ dáng bá đạo của anh, trong lòng đột nhiên tức giận nói, "Tại sao tôi phải nói cho anh? Tôi không nói cho anh." Cô tức giận cố hết sức đẩy thân thể nặng nề của anh ra. Sau đó cầm gối đầu trên giường, hung hăng ném ở trên người của anh, mới nói anh muốn ăn cơm trưa thì ra ăn đi. Tôi làm xong rồi. Cô nhanh chóng đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở trên giường, cách bức rèm che, nhìn bóng lưng cô, hai mắt nóng rực xẹt qua nụ cười, cũng đứng lên vén nhẹ mở bức rèm che, đi ra, nhìn người cô đã bới cơm cho mình xong, lấy thêm một chén sứ trắng, múc canh cà chua trứng đặt lên bàn, anh im lặng không lên tiếng, đi tới ngồi xuống nhìn đường khả hình rất tự nhiên đặt chén cơm ở trước mặt của mình múc canh cà chua trứng đặt ở trước mặt của mình lấy thêm một đôi đúa gắp mấy miếng trứng gà bỏ vào trong chén canh của anh rồi gắp mấy miếng gỏi dưa chuột chất vào chén cô không nhịn được mỉm cười tưởng thiên lỗi không nói ngẩng đầu lên nhìn cô đường khả hình đã bật cười có gì đáng buồn cười sao tưởng thiên lỗi nghiêm sắc mặt nhìn cô không có không có anh ăn từ từ đường khả hình ngồi ở đối diện anh lại gắp hai miếng dưa chuột đặt ở trong chén anh phốc một tiếng cô không nhịn được bật cười tưởng thiên lỗi lập tức để đũa xuống nhìn cô đường khả hình lập tức đưa tay cầm canh cà chua trứng của mình cúi đầu ăn tưởng thiên lỗi cũng im lặng không lên tiếng cầm đũa lên ăn một miếng gỏi dưa chuột chợt cảm thấy tươi ngon hết sức vừa miệng trên mặt của anh lộ ra nụ cười hài lòng ngoài công việc ra anh và trang hạo nhiên có một chuyện giống nhau chính là nếm thức ăn ngon đối với thức ăn ngon bọn họ yêu cầu cũng rất cao ăn ngon không đường khả hình cũng bưng chén cầm đũa lên có chút căng thẳng nhìn anh hỏi không tệ chấm ngoặc kép anh mỉm cười như cấp trên khen thưởng cấp dưới đánh giá tôi cao như thế à vẻ mặt đường khả hình nhẹ nhõm nở nụ cười nói tưởng thiên lỗi nhìn vóc người nhỏ nhắn của cô ngồi ở đối diện với mình cầm chén ăn cơm say sưa ngon lành đột nhiên anh nhàn nhạt hỏi nếu như Bây giờ có thể lựa chọn, có sẽ trở lại khách sạn Á Châu không? Đường Khả Hinh ngừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Vẻ mặt anh rất nghiêm túc nhìn cô. Đường Khả Hinh miễn cưỡng cười cười, nhẹ nhàng sới cơm bỏ vào trong miệng, nhai mấy cái mới nói, "Trở về làm gì? Đến lúc đó, anh lại phải tốn sức đuổi tôi đi." Chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh cầm chén, gắp một chút thịt bò bỏ vào trong miệng, nhai mấy cái mới nói, ở khách sạn Á Châu, xảy ra nhiều chuyện kinh khủng như vậy, anh quên rồi sao? Anh còn nợ tôi một cuộc họp báo, còn chưa nói rõ đấy. Tưởng Thiên Lỗi có chút áy náy nhìn cô. Đường Khả Hinh mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói, không có việc gì, tôi biết anh bận rộn, tôi không thúc giục anh. Chỉ là, chấm ngoặc kép, cô đang cầm chén, suy nghĩ một chút, mới cười khổ nói, anh kêu tôi trở về làm gì. Bởi vì đối công việc tôi có chút nhiệt tình đối với rượu đỏ có một chút thiên phú. Tưởng thiên lỗi yên lặng nhìn cô, cũng không lên tiếng. Tôi ở bên cạnh tổng giám đốc trang, mới phát hiện một chuyện. Chấm ngoặc kép, đường khả hình thật lòng nói, chính là mặc kệ làm chuyện gì, cuộc sống đều phải bình thản, bình thản tiếp nhận cuộc sống, tiếp nhận đau đớn, tiếp nhận tốt đẹp, tiếp nhận mất mát. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể sống dứt khoát một chút. Tôi không biết sau này cuộc đời của tôi sẽ như thế nào nhưng kho rượu đỏ mờ tối ở khách sạn Á Châu đã từng là nơi cho tôi ấm áp tôi lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi sẽ không quên, cái này đủ rồi. Tưởng thiên lỗi im lặng một lúc, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, vừa ăn vừa trầm giọng nói, cuộc sống không có nhiều cảm thán như cô vậy. Đợi đến khi cô chính thức thành công, cô sẽ phát hiện khắp nơi tràn đầy chiến tranh, tìm một chỗ để cho cô có thể phát huy, vượt mọi trông gai đi về phía trước, đừng nhạy cảm như vậy. Nó không giúp được gì cho cô. Đường Khả Hinh nghe ra ý gì trong lời nói của anh, có chút căng thẳng hỏi anh. Anh có ý gì? Tưởng Thiên lỗi ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh, nghiêm túc nói, thông qua cuộc tranh tài rượu đỏ lần này, trở lại khách sạn Á Châu. Tôi tin tưởng với nhiệt tình và chân thành đối với rượu đỏ của cô, chỉ cần cô chấp nhận trở lại, Lauren sẽ dốc hết tất cả dạy cho cô, dạy cho cô trở thành một chuyên gia rượu đỏ chính thức, đến lúc đó, tất cả những trang trại nho do tôi sở hữu sẽ từ từ để cho cô tiếp nhận tôi sẽ cấp cho cô nửa giang sơn rượu đỏ, để cho cô có thể làm bất cứ điều gì. Trong lòng của đường khả hình chợt lạnh lẽo nhìn anh, nói anh. Tối hôm qua anh đưa tôi, hôm nay anh tới tìm tôi, chính là vì chuyện này. Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng nhìn cô. Trong lòng của đường khả hình nguội lạnh, có chút không thể tin nhìn về phía anh, hỏi tiếp thật sao. Tổng giám đốc tưởng, đường khả hình, tưởng thiên lỗi nhìn cô, lại nghiêm nghị nói công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Hiện tại tôi đang nói công việc với cô, chấm than ngoặc kép. Sắc mặt của đường khả hình lạnh lẽo, hai mắt đỏ bừng nhìn anh, thở phì phò nói anh muốn bàn công việc. Tại sao không nói ở đây khách sạn? Tại sao muốn nói ở trong rừng thông? Nói ở phố xá sầm uất mà tới nhà của tôi nói. Tại sao phải giúp tôi thông cống thoát nước? Tại sao muốn tôi nấu cơm? Tại sao? Tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhìn đường khả hình kích động như thế, anh cũng thất vọng nói cô đi theo hạo nhiên làm gì tại sao làm việc làm người vẫn bốc đồng như vậy sốt cuộc cậu ta dạy cô cái gì anh ấy dạy tôi làm việc phải thực lòng đối đãi đường khả hinh nghiêng người đứng lên đau lòng nhìn tưởng thiên lỗi nghẹn ngào nói nhưng anh ấy quên dạy tôi một thứ tưởng thiên lỗi nhìn về phía cô hai mắt đường khả hinh dưng rưng, đau lòng nhìn anh nói anh ấy quên dạy tôi làm thế nào để nhìn người Nhìn xem người ta có thật lòng đối đãi với mình hay không, hay vẫn suy nghĩ muốn lợi dụng mình. Đường Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi tức giận đứng lên nhìn cô, nói cô nói lời này thật quá đáng. Bây giờ là tôi cho cô, không phải muốn mạng của cô. Cảm ơn những thứ anh cho tôi, nhưng tôi không muốn. Đường Khả Hinh nhanh chóng nhìn anh, ngẩng đầu, khổ sở rơi lệ nói, anh đem cơ hội này cho người khác đi. Tôi không cần, tôi không chịu nổi quà tặng này. Cô nói vừa xong, ngay lập tức đứng lên, đi về phía cạnh cửa, nhanh chóng mở cửa, nhìn về phía anh, tức giận nói, "Chỗ nhỏ của tôi, không chứa nổi thân phận tôn quý của tổng giám đốc tưởng, mời anh đi." Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt đứng ở trước bàn cơm, nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh đau lòng nhưng kiên quyết nhìn về phía anh, cố nén giọt lệ trong hốc mắt. Tưởng Thiên Lỗi im lặng quay đầu, nhìn tất cả món ăn trước mặt, ánh mắt chớp lóe, vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. "Xin mời, tổng giám đốc Tưởng." chấm than ngoặc kép, đường khả hình tức giận thét to. Tưởng thiên lỗi nghe tiếng thét như thế, trái tim của anh buộc chặt, nhưng vẫn di động bước chân, lạnh lùng đi về phía cô, đi tới trước mặt cô, cúi xuống nhìn cô. Đường khả hình quay đầu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng lùng. Tưởng thiên lỗi nhìn bộ dạng cô gái nhỏ này bướng bỉnh và cứng rắn giống như con cọp con, có chút đau lòng vươn tay siết chặt cằm của cô, nâng mặt của cô ngẩng đầu lên nhìn mình. Đường khả hình tức giận vung tay lên. Tưởng thiên lỗi lại siết chặt cằm của cô, hai mắt lạnh lẽo, nhìn cô. Nước mắt đường khả hình lăn xuống, kiên quyết nhìn anh, nghẹn ngào nói, làm gì? Anh nói công việc với tôi như vậy sao? Anh như vậy giống như nói công việc với tôi sao? Hiện tại chúng ta không nói công việc, chúng ta nói chuyện riêng, tưởng thiên lỗi nhìn đường khả hình, nhíu mày, nói quyết hôm nay không giống hôm qua. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đôi mắt đấm lệ của đường khả hình nhìn anh chằm chằm, quyết này, lời đến khóe miệng tưởng thiên lỗi nhìn nước mắt cô từng viên lăn xuống, trái tim của anh hơi ngừng lại, mới chớp mắt đau lòng, nói quyết này ở dưới lầu nhà cô, tôi nếm thử từng trái, nếm ngọt, mới mua. Trong lòng đường khả hình căng thẳng, nhìn anh, tưởng thiên lỗi có chút tức giận nhìn cô gái nhỏ này, nói, lúc nói công việc, tôi sẽ không mua quyết cho người khác, lúc nói công việc, tôi sẽ không đến nhà người khác. Tôi cũng sẽ không ăn cơm nhà người khác, sẽ không ngủ trên giường người khác nước mắt đường khả hinh rơi xuống tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhìn cô không muốn nói thêm lời nào buông cầm cô ra im lặng xoay người đi xuống lầu đường khả hinh cảm thấy trước mặt của mình trống rỗng cô ngây ngốc tại chỗ nghĩ tới những lời anh mới vừa nói trong trong lòng không khỏi căng thẳng nghe được tiếng mở cửa dưới lầu cuối cùng ầm một tiếng đóng lại nước mắt cô đột nhiên lăn xuống quát to một tiếng tưởng thiên lỗi chạy xuống lầu thật nhanh vừa khóc vừa chạy xuống cầu thang chạy qua cửa cầu thang mờ tối, sắp xông ra ngoài, không ngờ thân thể chợt bị người ôm một cái, cô kêu khẽ một tiếng, quay đầu nhìn tưởng Thiên Lỗi đã ôm lấy mình, ép vào cánh cửa sắt, Âm một tiếng, Đường Khả Hinh giật mình nhìn anh, tưởng Thiên Lỗi ôm chặt thân thể của cô, ở trong bóng tối, nhìn đôi mắt của cô vẫn đẫm lệ, Bá Đạo hỏi, bây giờ cô đuổi theo, là chuyện công hay chuyện riêng? trong lòng Đường Khả Hinh khẽ động, nhìn anh, hai tròng mắt lóe lên, không biết trả lời thế nào nói, chuyện công hay chuyện riêng, tưởng thiên lỗi lại tức giận nhìn đường khả hình, hỏi. Tôi, chấm ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên không biết trả lời thế nào, gấp rút muốn đẩy thân thể anh ra. Tưởng thiên lỗi lại mãnh liệt cúi xuống, nâng chặt mặt của cô, hôn mạnh trên môi của cô. Ư mờ chấm ngoặc kép, trong lòng đường khả hình nhất thời nở rộ đóa hoa tình yêu, lại vừa lo, vừa sợ, rồi lại mong đợi, hai mắt không còn hơi sức rũ xuống. Tưởng thiên lỗi ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ mở môi mỏng, nhẹ nhàng mút môi của cô, đầu lưỡi xông vào cuốn lấy đầu lưỡi cô rất bị động, ý thức được cô cuốn đầu lưỡi đón lấy mình, đôi tay chợt ôm chặt eo nhỏ của cô, để cho thân thể cô chặt vào mình hơn, cuồng nhiệt ôm hôn cô, ngoài cửa có người nhấn mật mã muốn vào, anh lập tức vươn tay nhấn đóng chốt mở, lại đè cô trên cửa sắt, khát vọng hôn môi của cô. Cả người đường khả hình bắt đầu nóng ran, kích động đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của anh, trong lòng của cô dâng lên ngọt ngào và cảm động, để cho cô đưa đôi tay lên ôm cổ của anh, cùng anh kích tình quấn lấy. Rầm rầm rầm, có người đập cửa thật mạnh. Hai người vẫn ở trong không gian chật hẹp ôm đối phương hôn triền miên, tiếng thở dốc, môi hôn ướt át sẹt qua không khí, cũng hết sức ngọt ngào và mập mờ, làm cho người ta chìm đắm. Chương 280, dấu đỏ. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời vẫn rực rỡ, xinh đẹp chiếu vào từng nhà, phát ra tia sáng ấm áp. Đường khả hình chậm rãi mở mắt, nhìn ánh sáng ấm áp chiếu rọi cả căn phòng, tia sáng giống như cột ánh sáng nhảy múa theo gió, mùi hoa mộc lan ngoài cửa sổ bay vào, hòa vào trong gió phất phới, xáo động cả không gian thật nhỏ, nhớ tới ngày hôm qua có một người đàn ông, đẩy cánh cửa sổ ra cho mình, ôm chặt mình, nằm ở trên giường, ánh mắt dịu dàng, chậm rãi cúi xuống, mút đôi môi mềm mại của cô, đầu lưới cuồng nhiệt sông vào khoang miệng cô, hơi thở hai người nóng bức, dụ hoặc lẫn nhau. Môi anh trượt qua vết sẹo màu hồng nhẹ nhàng hôn lấy, rồi đến vành tai, vùi đầu vào gian cổ của cô mút hương thơm da thịt, đôi tay anh cách lớp quần áo bắt đầu vuốt ve, dần dần vén áo của Đường Khả Hinh, môi tiếp tục rời xuống, lướt qua bộ ngực đầy đặn, đến chiếc bụng mảnh khảnh, đầu lưỡi khẽ liếm da thịt mềm mại, ánh mắt Đường Khả Hinh trở nên mê ly, anh tiếp tục đưa tay đi xuống, xoa nhẹ mông của cô, thậm chí vươn tay dò vào giữa hai chân cô. Một bàn tay nhỏ bé nắm cổ tay của anh, động tác của anh ngừng lại thẳng người ánh mắt nóng bỏng nhìn cô đường khả hình cũng có chút căng thẳng lo sợ thở hổn hển nhìn anh tưởng thiên lỗi nhìn ánh mắt cô mê man có một chút sợ hãi và lùi bước anh chớp mắt xẹt qua nụ cười hiểu rõ động tác trong tay dừng lại cúi xuống hôn mạnh lên môi của cô sau đó vùi vào trên vai của cô hít thật sâu mút lấy mùi hương thân thể của cô cố đè xuống dục vọng cô nằm ở trên giường nhớ tới chuyện ngày hôm qua hai mắt của cô vẫn mê ly, cảm giác giống như cách một đời, trong mông lung, cảm giác môi của anh, tay anh vuốt ve, vẫn còn mơn trớn trong thân thể của mình bừng lên từng luồng khí ấm áp, càng không ngừng xẹt qua thân thể của mình, làm cho lúc nào mình cũng cảm thấy ngọt ngào và nhẹ nhàng. Cô thở nhẹ một hơi, cũng đã nghe được nhã tuệ lật người, trong cơn mê tỉnh lại, thở dốc, đường khả hinh sâu kín quay đầu nhìn về phía cô. Nhã tuệ hơi mở mắt, nhìn ánh mắt của đường khả hinh giống như ánh sao, rất sáng rất bình tĩnh nhìn mình, cô có chút hàn ủi mỉm cười, âm thanh khàn khàn mông lung nói cô đã tỉnh. Đường khả hình có chút đau lòng nhìn về phía người bạn thân, nhẹ nhàng đáp ưm. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ cầm đồng hồ báo thức nhìn xem, liền cười nói, mới 8 giờ, tại sao cô thức sớm như vậy? Đường khả hình khẽ mỉm cười, nói, không ngủ được. Chấm ngoặc kép, vậy thì dậy đi, hôm nay tôi cũng đi làm sớm, cùng cô đến khách sạn sớm một chút. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ vén chăn lên đứng dậy đột nhiên ngạc nhiên nhìn về phía cánh cửa sổ đã mở ra nói hả kỳ lạ cửa sổ này làm sao mở được vậy đường khả hình vén nhẹ chăn ngồi dậy có chút ngọt ngào nhìn về phía cánh cửa sổ nói cứ đẩy ra thôi chấm ngoặc kép cứ đẩy ra thôi nhã tuệ không thể tin nổi quay đầu nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ nói không thể nào đâu ừ cứ đẩy ra thôi chấm ngoặc kép trong lòng của Đường Khả Hinh tràn đầy vui vẻ. Nhã Tuệ đứng ở trước cửa sổ, nghênh đón gió mát ngoài cửa sổ thổi tới, cảm giác hơi lạnh làm dịu mình, cô nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi, mới bật cười nói, có thể ở trong phòng hít thở không khí mát mẻ, rất thư thái. "Mau lên, dậy đi, hôm nay bữa ăn sáng tại khách sạn vô cùng phong phú." "Ừm," Đường Khả Hinh mỉm cười đứng lên, nói. Hai người vừa nói vừa cười rửa mặt xong, Nhã Tuệ thay t-shirt màu trắng tay ngắn quần jean màu xanh dương, cầm lược trải mái tóc dài của mình, quay đầu, nhìn Khả Hinh đã thay váy dài màu đen, cầm một cái áo khoác tay ngắn, khoác bên ngoài, cô ngạc nhiên ồ một tiếng, cầm lược đi về phía Khả Hinh, nhìn dấu chấm đỏ nho nhỏ ở cổ của cô kéo dài tới vị trí hai vai, nói, đây là cái gì vậy? Tại sao đỏ vậy? Chỗ nào? Đường Khả Hinh đứng ở trước kính toàn thân, kéo nhẹ áo khoác mỏng màu trắng xuống, nhìn thoáng qua bả vai, quả nhiên có hai dấu sưng đỏ thật nhỏ, cô lập tức nhớ tới ngày hôm qua tưởng thiên lỗi mút liếm, mặt đỏ lên, hơi thở gấp nói, à. Cái này, là mũi trích, chấm ngoặc kép. Mũi trích sao, nhã tệ nhìn cô một cái, bật cười nói, nhà chúng ta có rất ít mũi, đoán chừng bị trích ở khách sạn chứ. Ngoặc kép chấm, có, có thể, chấm ngoặc kép, đường khả hình hơi căng thẳng cười nói. Lấy dầu bôi một chút, chấm ngoặc kép, nhã tệ xoay người, tiếp tục nhìn gương trải đầu, nói. Ừm, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh im lặng đi ra ngoài. 8 giờ 40 phút sáng. Ánh sáng mặt trời chiếu càng nhiều hơn, gió biển thổi mạnh, ở trên mặt biển, tòa khách sạn Á Châu như một phong cảnh xinh đẹp. Xe buýt công cộng dừng ở trạm trước khách sạn Á Châu. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ, hai người vừa nói vừa cười đi xuống xe, đứng chung một chỗ, đón gió thổi mạnh nhưng mát mẻ, đi về phía đại sảnh khách sạn Á Châu, bởi vì thân phận của hai người thăng cấp cho nên không cần đi lối đi dành cho nhân viên. Trừ khi có chuyện cần, Khả Hinh nhiệt tình giải thích chuyện giới thiệu bạn trai cho Nhã Tuệ. Nhã Tuệ nghe vậy, vội vàng bước nhanh tới phía trước, cô đuổi theo ở phía sau. Đúng lúc nhìn thấy Trần Mạn Hồng, Từ Trạch Minh và nhiều quản lý cấp cao cùng nhau vừa nói vừa cười đi về phía đại sảnh khách sạn. Không ngờ mới vừa đi vài bước, liền nghe có người nói Tổng Giám Đốc tới. Mấy người bọn họ sướng sờ, vội vàng cung kính dừng ở trước cửa khách sạn, đường Khả Hinh cùng đứng ở một bên tâm trạng nôn nao, mặt đỏ lên giống như hoa đào mùa xuân. Quả nhiên chiếc Rolls Royce ở trong ánh mặt trời chiếu ra ánh sáng màu vàng chói lóa, dừng ở trước thảm đỏ. Tưởng thiên lỗi mặc tây trang màu xám cho, áo sơ mi trắng, cổ áo mở ra, vạt áo trước ngực cài đóa hoa hình tam giác màu xanh ra trời, phong độ nhẹ nhàng đi xuống xe, nghiêm nghị nhìn mọi người một vòng. Tổng giám đốc, chấm ngoặc kép, chúng quản lý cùng tất cả nhân viên đại sảnh lập tức khẽ gật đầu gọi nhỏ anh khẽ lên tiếng trả lời, mới vừa muốn cất bước đi về phía trước, lại phát hiện một bóng dáng quen thuộc, anh dừng bước, hơi nghiêng mặt, nhìn thấy Đường Khả Hinh đứng ở phía sau Trần Mạn Hồng, cô đang xấu hổ, ánh mắt nhấp nháy, Lơ Đãng ngẩng đầu lên, thấy hai mắt nóng rực của Tưởng Thiên Lỗi đang nhìn về phía mình, trái tim của cô nhảy lên, mặt đỏ lên. Tưởng Thiên Lỗi Lơ Đãng nở nụ cười, cố ý thả chậm bước chân đi về phía trước. Mấy người Trần Mạn Hồng nhìn thấy tổng giám đốc bước đi, bọn họ cũng vội vàng bước đi. Bởi vì cách thời gian làm việc còn sớm, nghe nói hôm nay bữa ăn sáng của khách sạn không tệ, liền nói cười, muốn cùng đi ăn điểm tâm, Mạn Hồng hỏi Nhã Tuệ và Khả Hinh, hai người thì sao? Hai người vẫn chưa đến giờ làm việc, có muốn cùng đi với chúng tôi hay không? Kỳ Trạch Minh không nhịn được bật cười nói, cô có thể không đi. Bởi vì cô ái mộ tôi đã lâu rồi. Quản lý, Nhã Tuệ đỏ mặt, nhớ tới chuyện xem mắt lần đó, cô thật sự tốn thật nhiều thời gian mới giải thích rõ lập tức tức giận nhìn về phía đường khả hinh đang tỉnh bơ, nói, đều tại cô đó. Gây hỏa mặt của đường khả hinh đỏ lên, nhìn về phía nhã tuệ. Ha ha, chấm ngoặc kép, mấy nam quản lý bật cười. Trần Mạn Hồng vừa cười bước đi, vừa nhìn bộ dáng đường khả hinh, ngạc nhiên hỏi, kỳ lạ thật. Hôm nay vẻ mặt của cô làm cho tôi có cảm giác ngày hôm qua cô làm chuyện mập mờ với đàn ông vậy. Tưởng thiên lỗi đang chậm rãi đi ở phía trước, nghe nói như thế, lại thả nhẹ bước chân, hai mắt lộ ra nụ cười sáng lạn. Nào có, quản lý, chị đừng trêu chọc, đường khả hình hoảng sợ đến tim nhảy thình thịch, nhìn về phía nhã tuệ giải thích nói tôi không có. Tôi biết rõ cô không có, nhã tuệ mỉm cười bước đi. Thật mà, đường khả hình dậm chân giải thích. Được rồi, cùng đi dùng bữa sáng đi. Chấm ngoặc kép, đám quản lý cùng đi tới một con đường khác, đang bàn tán bữa ăn sáng hôm nay không tệ. Tưởng thiên lỗi dừng bước lại, nhưng mặt nhìn về phía đường Khả Hinh vẫn rất gấp gáp đi theo phía sau mọi người giải thích tối hôm qua mình thật không có làm chuyện gì với đàn ông. Anh hơi cười, nhưng có chút ngạc nhiên hỏi, đúng rồi. Tại sao hôm nay bọn họ vẫn luôn nhắc đến bữa ăn sáng không tệ vậy? Chấm ngoặc kép. Đông Anh nghe vậy liền mỉm cười nói, hôm nay là đại thọ 60 của đầu bếp trưởng của chúng ta, cho nên tự động chi tiền làm bữa ăn sáng phong phú mời tất cả các đồng nghiệp cùng thưởng thức. Chấm ngoặc kép. Thật sao? Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, mặt không lộ vẻ gì đột nhiên nói, "Vậy đi thôi." "Đi? Đi đâu?" Đông Anh kinh ngạc nhìn Tưởng Thiên Lỗi bóng lưng, hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết chương 280.